Nếu mà mình thường niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi A Di Đà Phật niệm trong tâm, mà mình thường niệm, niệm cả ngày lẫn đêm, đêm ngủ niệm bằng cách nào? Lấy cái máy ra, mở nho nhỏ rí rí vừa đủ nghe. Cái não của mình mà mình mở nó lớn quá đó, lớn như vậy nè, thì tự nhiên cái âm thanh nó làm mình dễ bị thức giấc. Lớn quá đó thì âm thanh nó làm mình dễ bị thức giấc. Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ bị thức giấc. Nhỏ nhỏ rí rí thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhỏ thôi. Thì thường ban đêm á, nếu mà mình ngủ mà mình mở Nam Mô Di Đà Phật, có những người mở Nam Mô Quán Tham Bồ Tát cũng được. Nghe cái âm thanh đó, rồi mình, cái tâm mình nó duyên theo cái danh hiệu đó, rồi từ từ bắt đầu nó đi vào giấc ngủ. Nếu mà ai mở quen rồi đó thì không có ngủ không được. Nó thiếu thiếu cái gì đó. Mà trong cái lúc ngủ mà mình mở cái danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm á, thì thường là mở danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm. Chứ thần chú Đại Bi thì nhanh quá, mình niệm theo không kịp. Và cái cách niệm của chúng tôi là có một câu trong máy và một câu khổng trống á, thì mình niệm A-di-đà Phật trong tâm à, hoặc là Quán Tham Bồ Tát trong tâm, thì nó đi vào trong giấc ngủ. Mà thường mà nghe câu Phật hiệu với danh hiệu Bồ Tát mình ngủ á, là con người này ít gặp mơ mộng, ác mộng lắm. Gặp toàn là mộng lành không. Bởi vì cái lúc đó cái A là gia thức mình, gọi là cái thức thứ 8 và thức thứ 7 á, nó vẫn tiếp nhận cái chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát vào trong tâm quý vị. Thì chúng tôi hôm bữa nghe Tổ sư Ấn Quang Ngài nói, đi đứng nằm ngồi hết thảy thời, hết thảy lúc, trong giấc ngủ cũng niệm Phật. Mình nghĩ không biết sao mà trong giấc ngủ cũng niệm Phật đấy. Thì cuối cùng bọn hoàng phu mình chỉ dùng cách là mở máy ra thì trong giấc ngủ mới niệm Phật được. Chứ còn nếu mà trong giấc ngủ mà mình ép cái câu Phật hiệu mình niệm, mình không cho nó ngủ thì thua. Chỉ có một cái bà già, sau khi cái phim này làm xong, chúng tôi để một khúc đĩa của bà cụ, mà chắc là bà cụ này làm nổi chứ bản thân chúng tôi, quý vị làm không nổi. 40 năm không ngủ, không chợp mắt ngủ, buổi trưa cũng không ngủ. Người ta hỏi bà lý do gì 40 năm bà không ngủ. Người ta quay cái video một khúc đó, thì bà mới nói là do cái xóm làng này nó hư lắm. Thanh niên nó xì ke ma tí nó hư. Rồi tôi cũng sợ đứa con tôi nó hư, cho nên thành ra tôi lo quá, tôi ngủ không được, tôi cứ niệm Phật, tôi hồi hướng với hai tôi thức để tôi nghĩ ra cái cách gì tôi dạy con tôi. Cho nên thành ra tôi không có ngủ, thành thói quen, cho nên 40 năm nay không ngủ. Ít nhất gì cũng được 3-4 tiếng chứ phải không ạ? Mà mình chưa niệm Phật công phu như bà cụ thì mình không dám làm như bà cụ rồi. Đúng không ạ? Thì cuối cùng bà nói là trong 40 năm không ngủ thì dạy 6 đứa con thì đứa nào cũng ngoan. Bây giờ khi mà tôi mà nói một câu là nó sợ riu riu, không đứa nào dám cãi một lời. Kinh khủng không? Thấy bà cụ kinh khủng không? 40 năm không ngủ mà bà kêu nghiện niệm Phật luôn. Niệm riết rồi nghiện niệm Phật luôn mà không ngủ cũng không thấy mệt. Lạ. Bà cụ này đặc biệt. Thưa quý vị, sau một cái lễ Phật đản chúng tôi cũng hơi đuối sức. Vì nó liên tục. Đi ra Hà Nội xong cái quay về, cái rồi sắp xếp công việc ở chùa, rồi đến Phật đản liền, cho nên nó bị đuối sức. Đuối sức nghĩa là cái khí lực của mình nó bị hao. Bởi vì không phải chỉ là lên giảng không, mà vừa rồi hơn 4.000 người mà sau khi lễ rồi, chúng tôi với thầy Phổ thì đứng ngoài cửa, chúng tôi ở trong phòng khách, thì chúng tôi ước chừng cũng phải một nửa 2.000 người lên hỏi thăm sức khỏe. Thì có cúng dường cũng có, xin mấy cũng có, mà hỏi thăm sức khỏe xong rồi về hết khỏe luôn. Nghĩa là tiếp quá nhiều, người hỏi một câu. Lúc giảng thì không đến nỗi mệt lắm, nhưng mà cái lúc mà tiếp thì bị đuối sức. Khi mà đuối sức thì buổi sáng 1-2 giờ thức dậy, thì bắt đầu 3 giờ công phu, đến 1 tiếng sau là tu không nổi nữa. Nghĩa là xong thời Đại Bi với tụng kinh Phổ Môn, niệm Phật một chút là coi như chân nó quíu hết, hết ra hơi, niệm không được nữa. Mở máy ra niệm trong tâm, niệm con không nổi, chỉ lên nằm thôi. Thì từ thứ hai đến thứ sáu là đuối sức. Nhưng mà bắt đầu sáng hôm thứ bảy với là sáng hôm nay bắt đầu nó trở lại cái sức được. Nghĩa là tu hết một thời, từ lúc 2 giờ tự niệm trong tâm. Thường chúng tôi thức dậy là tự niệm trong tâm A-di-đà Phật, mở cái máy ra cho mấy câu mình niệm câu, hoặc là niệm từng chữ A-di-đà Phật trong tâm. Rồi 3 giờ tu đến 6 giờ thì chỉ có thứ bảy với lại chủ nhật sáng hôm nay thì theo được cái thời khóa 3 tiếng. Còn mấy đợt trước chịu không nổi, hơi không đủ, sức không đủ. Cho nên Tổ Ấn Quang nói là cái người mà tiếp khách họ sẽ mất sức rất nhiều, nhất là cái khí lực và sức khỏe.
Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thông báo là nếu Phật tử nào ở trong này mình xin mấy đó, thì hỏi ra quý thầy thử coi là mấy còn hay không. Hình như còn lực 20-30 cái trên đó. Vừa rồi đây là lễ Phật đản là 800 cái là hết. Cho tặng thầy thầy Biện 100 cái, với lại ở chùa Phú Yên, chùa Cảnh Thái 100 cái, còn lại 800 thì đã hết. Thì từ đầu năm đến bây giờ thì thầy tánh thầy làm khoảng 6.000 cái. 6.000 cái tương đương khoảng 1 tỷ. Thì chúng tôi cũng không hiểu làm sao lại có tiền làm được như vậy. Bởi vì mấy là Phật tử sinh nhiều nhất, còn sách kinh thì in ra hôm nay họ đọc không nhiều. Bởi vì họ nghe chúng tôi giới thiệu cái máy để mà nó hỗ trợ cho mình niệm, mình lạy, mình trì đại bi cho họ sinh quá cỡ. Thì mới đặt hồi hôm qua thêm 1.000 cái nữa, đó là 6.000 cái. Thì thực sự chúng tôi chưa khi nào kêu gọi quý vị để mà chúng tôi làm máy hay là in kinh, in sách, không. Vì sao vậy? Bởi vì nếu mà họ biết, họ tự phát tâm thì cái phước của họ có. Còn nếu mình kêu họ không có thì làm cho họ rất khó xử. Mà đôi khi mình kêu không có mà mình cứ để cái tâm vô, mình mong muốn thì nó cũng bất an, không an vui lắm. Bởi vì mình muốn mà không được là nó bất an. Cũng như mình nói hôm nay cái Phật tử về đông, toàn là sinh không, không ai cúng dường. Ví dụ mình khởi cái niệm lên như vậy đó, thì tự nhiên mình bất an. Mà khi tâm đã bất an rồi thì không có cái tâm nào mà giảng pháp được hết, đúng không ạ? Cho nên thành ra chúng tôi nói là quý thầy, quý chú và quý Phật tử ở đây, coi quý vị như người thân, dùng cái tâm chân thật để mà đối đãi. Nước cũng tặng miễn phí, rồi ăn cũng tặng miễn phí, máy cũng tặng miễn phí. Không phải chúng tôi khoe khoang đâu, mà chúng tôi nói như vậy để quý thầy có một lập trình trong cái tư tưởng của mình, là cứ việc miễn phí, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Theo cái quan điểm này, và dùng cái tâm chân thật để mà đối đãi, thì người ta đến với mình, người ta thấy mình không có lợi dụng, mình giúp cho họ không, thì chẳng lẽ họ bỏ mình? Đúng không ạ? Quý vị coi lại, chẳng lẽ họ bỏ mình? Họ đến đây để làm gì? Họ tu tập. Lắng nghe chỗ này quý thầy, quý chú, quý Phật tử lắng nghe chỗ này. Khi mình đối đãi với một con người đó tốt, không lợi dụng, không vụ lợi, thì đây là một cái phước báu rất là lớn. Mà đem cái phước báu này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, đây là một cái vốn. Một vốn, đây là một loại công đức vô lậu. Đây là một cái thiện nhân, đây là một cái nhân lành để mình gửi về Tây Phương Cực Lạc. Nó hơn là mình đối duyên xuất cảnh để mà mình mong người khác đáp đền lại cho mình bằng của cải vật chất. Mà trong 10 điều tâm niệm nói là khi giao tiếp không mong lợi mình, vì mong lợi mình mất hết đạo nghĩa. Cho nên thành ra thực sự quý Phật tử về đây, chúng tôi cùng quý thầy đem cái tâm chân thật để mà đối đãi, đem cái tâm bình đẳng. Như hôm nay có người nghèo người giàu, đúng không? Có người trí người ngu, phải không? Bình đẳng giống nhau, ai vô trước ngồi trước, chút nữa xuống ăn cơm bình đẳng với nhau, nghe pháp bình đẳng với nhau. Dùng cái tâm bình đẳng này đối diện xuất cảnh. Hôm bữa thứ sáu thầy Phổ mang ít tiền qua, thầy nói là chi phí mọi thứ rồi quý Phật tử nghe vào hạ, cho nên cúng dường cũng khá khá, dư được mấy chục triệu cũng mang qua cho sư phụ. Thì chúng tôi với quý thầy ngồi cái bàn ở phía dưới cái tầng hầm của cái nhà sàn bên đó, chúng tôi mới ngồi nói chuyện. Thực sự sau khi một buổi lễ anh em mệt, nhất là thầy Thành rất đuối. Bữa công việc trước thì thầy Nhuận Minh sắp xếp đạo tràng, hôm nay thầy Thành bao luôn cái sắp xếp đạo tràng, rồi làm luôn cái MC, thầy thở không ra hơi, thầy mệt. Mà chúng tôi nói thầy Phổ là cái mệt này nó sẽ qua, và cái phước báu mình làm giúp cho chúng sanh, giúp cho Phật tử nó còn. Để ý nha. Thí dụ như là quý thầy mệt nấu ăn, mệt sắp xếp đạo tràng, mệt làm MC, mệt sắp xếp ghế vân vân. Cái mệt này nó hết không? Hết. Giống như chúng tôi á, giảng nó tổn khí. Từ thứ hai cái hơi thở không đủ để niệm Phật, đến thứ sáu, rồi thứ bảy chủ nhật nó cũng trở lại thôi. Bữa nay cũng bình thường thôi. Cái mệt nó sẽ qua, chắc chắn cái mệt nó sẽ hết. Nhưng mà do cái tâm mệt đó nó cộng lại với cái tâm chán nản, cái tâm bất an, cái tâm mà ích kỷ, rằng là thôi mệt quá nghỉ luôn, không làm nữa. Chỗ này là cái chỗ thối chuyển làm việc thiện nè. Con người mà thối chuyển làm việc thiện thì không, không những thối chuyển làm việc thiện thì, nhưng mà thối chuyển tu luôn á. Để đi, cái việc thiện họ đã là thối chuyển rồi, cái việc tu họ cũng sẽ thối chuyển. Bởi vì cái tâm thối chuyển đó
nó phát xuất ra cái việc thiện mà làm thối chuyển, nó phát xuất từ cái tâm thối chuyển. Nên nhớ cái con người mình ở cõi này nó thối chuyển liên tục. Mà người đời người ta gọi là chán á, mời cưới vợ về, trời ơi nó ngon nó ngọt, em là nhất trái đất ha, em là cũng như là coi như là bên cạnh đời anh suốt đời ha, nói cho ngon cái ngọt cái mỏ cái dài bữa cái gì cãi lộn, làm phiền phức ly dị, nó chán, nó chán, nó chán. Con người mình dễ chán, để ý đi, đúng không ạ? Cho nên ở cái cõi này nó đọa, nó lên nó xuống liền liền à. Thích làm thiện cái rồi thôi, làm cái nó mệt chút cái bắt đầu chán. Rồi công phu thời gian ép vô, vô công phu cho thành khói nhập thất, vô thời gian cái rồi chán. Làm sao cân đối được cái thời gian công phu làm việc đều đặn không chán? Đây là một cái tâm không thối chuyển. Muốn như vậy trì đại bi đi, sẽ thấy Tổ Ấn Quang nói cái người mà trì thần chú đại bi á, thì cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn làm cho quý vị sẽ nỗ lực tinh tấn giữ cái bồ đề tâm cho quý vị không thối chuyển, không bị chán nản. Thử đi, thử đi, 25 biến là thấy rồi. Ồ, đó, cho nên thành ra là cái việc mà mình tu cái nhân địa để vãng sanh Tây Phương thì người làm thiện làm sao không cho chán. Nhất là cái thiện căn phước đức nhân duyên. Hôm nay chúng tôi nói đến cái phước đức. Quý vị, Tổ sư Ấn Quang, thực sự từ khi chúng tôi đọc văn sao, mà trước khi đọc văn sao ở bên Mỹ mà 2017 á, thì chúng tôi gặp cái cuốn sách Gia Ngôn Lục. Thì cuốn sách này chúng tôi nói cô Giáng Hương thỉnh ở chùa Hoàng Pháp 1000 cuốn cúng dường Thiên Tăng. Chúng tôi kết cuốn sách này, cái gì quá hay, và xuống thỉnh 1000 cuốn cúng dường Thiên Tăng. Và chúng tôi nhớ có năm 2012-2013 chúng tôi có nói về trì giới niệm Phật, có giảng ở trong Gia Ngôn Lục. Nhưng mà cái cuốn sách Gia Ngôn Lục nó cô động, quá cô động, không nói những cái hành trạng, không ít có nói về Tổ Ấn Quang trì chú đại bi, chỉ có nói một đoạn ngày khuyến khích niệm Quan Âm thôi. Cho nên thành ra những cái lá thư đó cắt những cái tinh hoa đưa vô Gia Ngôn Lục, cho nên thành ra chúng tôi bị bỏ nửa chừng. Mà chúng tôi nhớ cái lúc mà chúng tôi đọc trong cái Gia Ngôn Lục là chúng tôi không đi đâu một năm, mà mỗi buổi tối thứ bảy chúng tôi lên giảng. Chắc là trong này có những người nhớ, có những Phật tử nói là cái trì giới niệm Phật năm 2013 mà mỗi thứ bảy sư phụ lên giảng thì tuyệt. Mà thực sự hôm đó chúng tôi cảm được. Sau đó rồi cái bắt đầu cái từ từ cái bắt đầu là gì, nó thối chuyển từ từ cái rồi bắt đầu bỏ. Rồi mãi chúng tôi qua Mỹ gặp được cái bộ tam biên trước, rồi mới đến là tục biên, mới đến chánh biên, để tinh hoa lục, giáo dục gia đình, bảo thân tiến dục. Rồi 6 năm nay chúng tôi đi sát vào, sợ nó bị xuất ra giống như là nghiên cứu Gia Ngôn Lục mấy năm trước. Vì vậy cho nên thành ra cái bộ sách văn sao của Tổ sư Ấn Quang là bộ sách coi như là tủ sách để thực nghiệm. Nhớ nha, tủ sách để thực nghiệm. Nghĩa là mình học rồi mình thực hành mình mới thấy cái pháp vị trong nó. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi giảng văn sao thì thầy tánh lại phát tâm để đọc. Mà thời gian thì hôm nay chúng tôi sẽ giảng trọng tâm vào ở trong văn sao. Giống như là ngài nói rằng là con người muốn vãng sanh thì phải có 6 cái điều kiện. Thứ nhất là phước đức, đó là tịnh nghiệp tam phước á. Thứ hai là thiện căn. Thứ ba là nhân duyên. Thứ tư là tính. Thứ năm là nguyện. Và thứ sáu là hành. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, tính, hạnh, nguyện. 6 cái điều này bám cho chắc vào thì người này sẽ không lỡ chuyến đò vãng sanh Tây Phương. Không lỡ chuyến đò. Nếu đã là tin có phước đức mới được vãng sanh thì người này phải ra công ra sức để phục vụ chúng sanh tùy theo khả năng của mình. Có nhiều người người ta nói bây giờ đi làm phước đức cúng dường cho chùa tỷ này tỷ nọ, cúng dường đúc chuông, cúng dường xây tượng mới có phước đức, phải không? Đó là một loại phước đức trong nhiều loại. Loại nào nữa? Có những người về đây không có đồng tiền nào hết trơn, hôm nay nghe phóng sanh 20 triệu tùy hỷ thì được tùy hỷ phước đức, tùy hỷ công đức. Thấy người ta làm lành, mình tùy hỷ cái việc làm lành. Cũng như chút nữa có người cúng dường trai tăng, phải không? Mình tùy hỷ cái việc cúng dường trai tăng thì mình sẽ có được phước đức, mình có được công đức. Cái công đức tùy hỷ này không bỏ tiền, không bỏ công, mà chỉ có tâm tùy hỷ lại được có phước đức. Nó hay ngay chỗ này. Rồi, không có tiền, không có của,
mà dùng cái tâm thí. Tâm thí nghĩa là mình phát bồ đề tâm muốn làm việc đó, nhưng chưa làm được là do không có tiền, nhưng mà nhờ cái tâm thí này cũng có phước báu. Hả bà? Cho nên thành ra ở trong tịnh nghiệp tam phước, lắng nghe nha, cái người mà muốn vãng sanh mà bỏ 10 điều thiện ở trong tịnh nghiệp tam phước, rồi bỏ đi cái lòng từ không giết, bỏ đi cái hiếu dưỡng cha mẹ, bỏ đi cái tôn kính sư trưởng, thì người này coi như giàu cho niệm Phật nhất tâm bất loạn đi nữa, giàu cho đủ tín nguyện đi nữa, nhưng mà không đủ phước đức, thất bại cái chỗ này. Cho nên ở trong kinh A Di Đà mới nói là muốn vãng sanh phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mà, đúng không ạ? Cho nên cái phước đức mình bỏ qua là mình thất bại, thất bại. À, cho nên thành ra quý vị thấy không? À, quý thầy thấy không nè? Từ khi bắt đầu chúng tôi lập cái tịnh thất Quan Âm năm 2000, mãi đến 2007 bắt đầu mở pháp hội, trong tâm chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có các cụ về thôi, chứ các thầy chúng tôi không đủ cái tài, cái đức để mà có thể chiêu hiền đại sĩ để mà cho quý thầy về. Chúng tôi nghĩ là chỉ có các cụ về thôi, mong cho được 48 cụ, vừa mở ra là được 4 cụ. Nhưng mà thực sự nuôi các cụ không phải là dễ đâu, không phải mình có tiền có nhà mà các cụ ở đâu, mà mình phải có cái tâm thương các cụ, lo các cụ như mẹ mình. Đây có mấy cô ngồi ở đây, mấy cô trẻ ngồi đây nè, chắc là mấy cô cũng hiểu, chúng tôi uống viên thuốc bổ Phật tử gửi bên Mỹ về cho các cụ viên, chúng tôi ăn trái chuối cho các cụ trái, dĩ nhiên quý thầy bên này là không thiếu rồi, coi họ như mẹ mình. Đừng có thấy họ xa cơ thấp thế nghèo khổ nương tựa mình mà mình xem thường họ. Họ là Phật Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc đó, họ là Phật Bồ Tát á, về Tây Phương Cực Lạc á, và chính họ là người để đến tạo cho mình một cái phước duyên để mình lo cho các cụ, để mình tích lũy những cái phước đức để mà mình vãng sanh. Vì sao mà mình lại xem thường họ? Một người chồng đến với mình lo cho mình có con, giúp cho mình sanh ra đứa con để nối dõi tông đường, giúp cho mình những lúc đau bệnh vân vân mọi thứ, sao bây giờ mình lại ghét ông chồng? Một người vợ đến với mình giúp cho mình có đứa con nối dõi tông đường, lúc mình bệnh hoạn, lúc mình xa cơ thất thế có người vợ bên cạnh, vì sao mình lại bây giờ mình phụ bạc, mình lại khó khăn với người vợ mình? Mình coi lại con người mình là con người hay là con thú? Tổ Ông Quang nói, nếu không có hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ thì người này tuy mặc áo đội mũ ăn cơm nhưng không khác gì cầm thú, thua loài cầm thú. Loài cầm thú nó không có cái trí huệ, nó không có sự hiểu biết về ngũ luân, mà con người mình biết ngũ luân, nghe giảng ngũ luân mà không làm được ngũ luân, không có tận trung, không có tận hiếu, không có đủ cái niềm tin với nhau, vân vân mọi thứ. Thì Tổ Ông Quang nói 8 chữ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ mà làm không được thì không khác gì loài cầm thú, dưới loài cầm thú, sống làm thay đi thịt chạy, chết thân này mục nát cùng cỏ cây, mà tâm thức thì bị đọa lạc làm loài súc sanh. Kinh khủng chưa? Bây giờ sao? Bây giờ muốn làm sống dữ và bậc thánh hiền, là một người thiện nhân hiền nhân, giữ bát đức ngũ luân, để sống dự vào bậc thánh hiền, thác vãng sanh Tây Phương, hay là muốn sống làm kẻ thay đi thịt chạy, dưới loài cầm thú, chết thân mục nát cùng cỏ cây, rồi tâm thức phải đỏ lạc, muốn làm loại người nào? Mình suy nghĩ ra mình biết chứ, mình suy nghĩ ra mình biết là nên làm loại người nào chứ. Mà con người mình nó có khả năng để làm thiện nhân mà, thân không sát sanh trộm cắp tà dâm quá dễ làm. Quyết định hôm nay phải là không những không sát sanh mà không ăn thịt chúng sanh luôn, được không? Được, người khác làm được mình làm được, chắc cái cớ gì mình làm không được. Chỉ vì sao? Chỉ vì là bởi vì mình chưa có ngộ ra được cái lý sâu là tất cả chúng sanh đều là Phật trong tương lai, là cha mẹ quá khứ, là Phật trong tương lai. Chưa ngộ sâu được câu này cho nên thành ra mình vẫn ăn thịt nó, mà ăn miếng trả miếng á ngàn, ăn miếng trả miếng. Không, cô Phật tử chúng tôi cũng xin giấu tên, coi như ông chồng coi như là bệnh mà cái chân của ông nó lỡ, nó lét, ông đi hết được, ông nằm ông lên, tôi đau quá bà ơi, chắc tôi chết, tôi đau tôi chịu không nổi bà ơi. Thì cổ kêu là do tiểu đường, do này do nọ. Chúng tôi nói cái bệnh nó phát ra là cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi, đó là cái quả, nhưng mà cái nhân địa là ông này thích câu cá, ăn thịt chúng sanh,
ăn toàn là những cái miếng ngon vật lạ. Cái độc tố trong lồi súc sanh đó đó, nó tích lũy trong cái thân của ông, bây giờ nó phát ra, nó xì ra. Cái chân bây giờ teo lẻo lại à, đi không nổi, đi xe lăn. Rồi cái nghiệp báo á, đến lúc bây giờ bắt đầu phải trả. Nó có hai cái nè, lắng nghe cho kỹ nè. Đang là nói đến cái vấn đề tịnh nghiệp nè nghe. Tịnh nghiệp đây gọi là tam phước, mà nếu mà không có lòng từ, không giết, mà không ăn chay niệm Phật thì người này không được vãng sanh đâu nghe. Phải ăn chay niệm Phật, mà muốn ăn chay niệm Phật là phải nói sâu về cái việc này quý vị mới ăn chay nổi. Thứ nhất là tổ quan nói trong thịt có độc, thì mình ăn thịt vào chất độc nó dự trữ từ từ, lâu ngày bắt đầu nó sẽ xì ra. Từ cái bệnh ung thư, rồi hoại tử, vân vân, những cái mục nó xì ra. Cái đó là một loại độc tố trong thịt. Thứ hai nó thêm một cái loại nữa là loại nghiệp báo vô hình. Bắt đầu nghiệp báo này trổ ra. Nó trổ ra, nó làm cho mình phải khổ đau, đau đớn, đủ kiểu hết trơn, tốn tiền, tốn bạc để cho mình nó tổ phước nữa chứ. Đúng không ạ? Khi mình nhận chân được rằng là trong thịt có độc, mà ăn thịt có nghiệp báo là mình phải thọ mạng ngắn, bệnh tật xảy ra. Rồi nhiều cái việc mà gọi như là nó làm cho mình như tổn phước, tổn thọ, vân vân mọi thứ. Thì khi mình hiểu ra được điều này, cái là bắt đầu mình phát tâm ăn chay trường. Đúng không ạ? Mình phát tâm mình phóng sanh. Cho nên tổ quan nói cái việc mà siêu thăng hay đọa lạc từ cái nơi ăn chay ăn mặn này nha. Nên suy nghĩ cái việc này. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi nhờ thầy Tánh đọc, cái việc mà chúng tôi vẫn nói đến cái giáo dục gia đình. Nếu là trong thế gian này nhiều hiền mẫu, thì người hiền mẫu này sẽ sanh ra hiền tử, mà hiền tử này nó sẽ trở thành hiền tài cho đất nước. Nếu người mẹ này là người mẹ gọi rằng là ác mẫu, nghe ác mẫu danh từ hơi nặng phải không? Người mẹ thường nghĩ điều ác, nói lời ác, làm việc ác, sát sanh hại vật, lén lút tà vậy, trộm cắp, nói láo, tham sân si, đầy bụng dạ, thì cái thai nhi này phải ảnh hưởng cái tánh khí của cha mẹ. Ghê chưa? Rồi những người này sanh ra tuy rằng nó học giỏi, nó làm ông này bà nọ, nhưng nó không có đức. Nó không có đức, nó có tài, nhưng mà đứa này là đứa tiểu nhân. Tiểu nhân. Và nếu họ là đi tu, tổ quan nói, nếu họ là đi tu mà họ thật sự không chịu tu, họ chỉ có hình thức bên ngoài, thì cứ người này họ phá đạo, họ làm hoại loạn Phật Pháp, thì cái tội này nặng hơn ở ngoài đời nữa. Ghê chưa? Cho nên mất từ căn bản, mất đi từ cái căn bản là cha mẹ mình không phải là hiền mẫu. Rồi đến 20-30 tuổi bắt đầu mình vào chùa, mà con người mình nó trở thành cứng cỏi như tre rồi, không uống được nữa, thì con người này sẽ làm hoại loạn Phật Pháp, làm Phật Pháp băng hoại, rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên thành ra giáo dục gia đình vẫn là cái việc quan trọng, không thể nào thoát ly khỏi gia đình được. Vì vậy cho nên thành ra đối người tiếp vật trong một cuộc sống vợ chồng với nhau, anh em huynh đệ bầu bạn với nhau, dùng tâm chân thật để mình thương yêu lo lắng lẫn nhau. Bữa chúng tôi xuống khu chuyên tu, chúng tôi về chúng tôi cũng không hiểu sao chúng tôi làm như vậy. Bởi vì cái bản tính chúng tôi là thích giúp người. Thấy chú Tiến là chú tị mình, ông kêu ông bị viên sạn thận cũng lớn, một ly chín lận. Thì chúng tôi hỏi rằng là đi khám chưa, có đi khám chụp phim rồi. Chúng tôi gọi cho bác sĩ Vinh ở trên phòng Mỹ, nói có một chú ở trong chùa ổng bị cái viên sỏi thận, giờ làm sao. Ổng kêu mang phim lên đây đi, con bắn cho nó vỡ ra hết, chúng tôi đưa 2 triệu cho chú đi. Chúng tôi vẫn biết cái cảm giác là chú thực sự là cảm nhận được cái tâm chúng tôi đối đãi. Hôm nay không phải chúng tôi làm tốt và chúng tôi kể cho quý vị, mà chúng tôi nói như vậy để anh em huynh đệ khi nghe một huynh đệ mình bị bệnh hoạn, bị có nạn gì hoặc có chuyện gì, làm liền, suy nghĩ bằng cách nào đó mình làm liền. Bởi vì cái đó là cái cơ hội để mình tích phước, mà cái đó là cơ hội để mình giúp đỡ anh em lẫn nhau. Không bỏ. Vợ chồng cũng vậy, cha con cũng vậy. Bỏ tiền ra mình lo cho họ đi, không mất mát gì đâu.
Hôm nay chúng tôi nói ra để anh em mình thực sự thương người như thể thương tân, thương người đó giống như thương cái thân của mình. Thực sự mình phải thương. Vì vậy cho nên thành ra sống trong một gia đình mình hết lòng với họ. Mà nếu mà họ thấy mình coi như là không đáng để mà họ ở họ lưu lại đó, thì mình hoan hỷ vui vẻ, không có gì hết trơn. Thực sự hoan hỷ vui vẻ. Chúng tôi thường nói thầy Phổ, mấy anh em mà có ra bên ngoài lỡ mà coi như là gặp coi như là thiếu thốn, hồi nãy mới gặp thầy Từ, thầy ở dưới đó có thiếu gì lên chùa lấy đồ để mà ăn. Mẹ thầy hôm nay cũng vô phòng hộ niệm. Hôm nay chúng tôi đang nói cái giáo dục gia đình để mấy thầy thấm được cái điều mà Tổ Ông Quang nói là dùng cái gia đình của mình làm sao để trở thành thánh hiền nè. Mấy thầy đi ra bên ngoài không có điều kiện kinh tế, hoặc giả là xa cơ lỡ bước mà muốn về, chúng tôi hoan hỷ đón nhận liền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình la kẻ chạy đi chứ ai mà la kẻ trở lại bao giờ, đúng không ạ? Mình nên đem một cái tâm gọi là thương yêu quý kính. Bởi vì ai cũng có cái suy nghĩ của họ, và ai cũng có cái sự xa cơ thất thế hết, chứ không phải là ai mà người ta tu một cái lèo cái tới. Bữa chúng tôi nói với thầy Phổ, có thể nào mà mình tu từ bây giờ bắt đầu bước vô xuất gia, mãi mãi tu cho đến khi thọ mạng hết là mình không vấp ngã không? Không thối chuyển không? Làm gì có chuyện đó. Làm gì có chuyện đó. Nếu mà vấp ngã thối chuyển thì cái gì để bảo bọc mình? Bữa chúng tôi nói thầy Phổ, cái phước nó bảo bọc mình. Sống mình phải hiểu được điều này. Giúp người nè, thương người nè, giúp vật nè, phóng sanh nè, lo cho tam bảo nè. Lỡ mình xa cơ thất thế, công phu mình yếu kém, chứ đâu phải là lúc nào nó cũng phải là tu cái tinh tấn hoài, ngày nào cũng tinh tấn được hết đâu. Nó có những cái lúc mà nó lại thối chuyển chứ. Thì cái thối chuyển mà nó bị coi như là xa cơ thất thế, hoặc giả là nó bị chướng ngại á, thì cái phước báu nó bắt đầu nó bảo bọc mình. Cái âm thầm cái phước báu nó xoay chuyển rất hay. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Cũng như cái lúc mà chúng tôi ở bên Mỹ, khi mà ở một mình ở bên đó, coi như là với thầy Nhật Minh, với thầy Nhận Nguyện, mà ba anh em là anh nào cũng không biết tiếng Anh hết trơn. Người ta ra người ta hỏi cái câu gì chúng tôi cũng ngơ ngơ như đồ bò đổ nó, không biết cái câu gì hết trơn á. Bởi vì lúc đó chuẩn bị dọn dẹp về, nhưng mà lại có người coi như là hộ pháp, thượng thiện nhân, những người họ đặc biệt họ hộ trì cho mình. Có cái anh chàng đó, ảnh chạy xe từ San Jose miền Bắc Cali mà xuống tới miền Nam. Chúng tôi thuê xe cho ảnh, mà bên Mỹ là nó bận tối ngày chứ không phải là dễ nhờ người ta đâu. Mình chạy xe từ miền Bắc Cali xuống miền Nam đi 500 cây số, mà bên đó là chạy 100 cây số là 1 tiếng đồng hồ. Anh chạy 6 tiếng đồng hồ xuống tới miền Nam Cali, anh lấy cả một cái kho mà chúng tôi làm pháp hội, tượng Phật, đồ đạc, anh trở về xong rồi anh chạy thẳng qua bên cái chỗ lên San Francisco, mà cái chỗ mà Vạn Phật Kính Thành của Hòa Thượng Tiến Hóa để cúng dường. Mà nói cái xe là chạy xịt khói đen liên tục, bởi vì nó quá nhiều đồ trong đó, nó quá tải. Mà anh nói là nó chết mấy nửa chừng là chịu chết. Mà Mỹ chúng tôi đi từ San Jose là miền Bắc Cali mà xuống đến miền Nam biết rồi. Cái đoạn đường nó có những cái đoạn đường là cả 100 cây số không có nhà, toàn là sa mạc bắn tanh. Mà anh nói là nó cái xịt khói đen mà coi như là đúng là có Bồ Tát đẩy. Có Phật Bồ Tát, bởi vì mình khởi niệm lên để mình cúng dường Vạn Phật Kháng Thành, dọn hết bãi chiến trường để về lại Việt Nam mà. Thì coi như là nghĩ là ba anh em không biết nói tiếng Anh mà cũng không có biết chạy xe, thì hỏi làm sao mà dời cái kho dưới miền Nam Cali mà đi về lại tên San Francisco. Mà từ ở miền Nam nó về tới miền Bắc là 500 cây, mà từ miền Bắc mà chạy lên trên Vạn Phật Kháng Thành nó mất 300 cây nữa là 800 cây. Vậy mà ông một mình, ông cứ chạy túc tắc mà ông chạy về tới trên đó. Ông kêu cái xe này chắc về thuê, bên đó là thuê cái xe gọi là xe truck, nó dài vậy đó. Ông kêu chắc về cái xe này, chắc ông này ông sửa khùng luôn, cái hãng này chắc nó hư luôn á. Cái xe này nó hư luôn á. Thấy không? Thấy khi mình làm thiện sẽ có thiện nhân giúp đỡ. Khi mình làm ác sẽ có người ác đến phụ trợ cho mình. Nhất thiết duy tâm tạo, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Khởi một niệm ác lên, nếu mà không niệm Phật để triệt tiêu nó, thì cái thế giới ác đó họ sẽ đẩy vào. Vừa rồi có một cô ở đây, gia đình ruồng rẫy, đúng là cái người có nghe Phật pháp thì họ lên chùa, họ biết tu đồ, cái họ nghe, họ gặp chúng tôi cái là đỡ rồi phải không? Cuối cùng gia đình ruồng rẫy xong, cái cô này cũng ba mấy tuổi á, qua bên nhà trọ này xong cái uống thuốc tự tử, uống thuốc ngủ. Rồi thầy Chiếu ông mới nói giờ làm sao, kêu phải chở liền lên trên bệnh viện Hoàng Mỹ. Lên Hoàng Mỹ xúc ruột đồ xong xuôi, cái về nhà uống tiếp. Ghi tờ giấy là xin đừng cứu tôi nữa.
Chúng tôi nói là hết thuốc chữa rồi, bây giờ gia đình bỏ rồi, khi lên bệnh viện thì chúng tôi gửi tiền gửi bạc lên đó để xúc ruột lo xong xuôi hết rồi, về phòng trọ uống tiếp. Chúng tôi thôi cho qua phòng hộ niệm. Qua phòng hộ niệm tỉnh, mấy thầy cho qua kia để hồi sức nghỉ ngơi, cái rồi chết mất. Mà cái lúc uống thuốc chưa chết, gọi gia đình từ luôn, gia đình không nhận nữa. Mà chúng tôi nói gia đình từ thôi mình lo, đăng ký tạm trú rồi đi thiêu hay đi gì mình lo hết. Mà sao gia đình tự nhiên thấy chết rồi, cái bắt đầu mang hồn mang đồ lên, chúng tôi liệm đồ xong xuôi hết rồi trở về. Chắc là gia đình cũng không biết đạo, cũng không có cúng đồng nào, chúng tôi cũng không quan tâm, cũng không hỏi là đi xúc ruột bao nhiêu tiền nữa, cũng không quan tâm, cứ lo cho họ chết một cách rất tội nghiệp. Quý vị thấy không? Đâu có bệnh tật gì đâu. Mà lý do gì? Lý do là cái tâm họ vô đường cùng, họ không có cái pháp để họ an tâm. Nếu mà họ chịu niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi á, thì ổn quá rồi. Nhưng mà cô này cũng có biết cách chết là lên gần chùa chết để có chùa lo, cũng còn khôn cái chỗ đó. Cho nên quý vị, cái chết đi đâu chết thì chết, về đây chết thì nó đỡ, có thầy lo. Bà này bà chết bà cũng lựa chỗ bà chết nha, không phải lựa chỗ bà chết. Mà chúng tôi thấy tội quá, thấy thiệt thòi không? Mà đâu phải chết vậy là xong đâu. Cái tâm thức bắt đầu gì nó khổ đau nữa, chứ đâu phải là nó yên đâu, phải không ạ? Vậy cho nên thành ra phải thủ sẵn thần chú đại bi, mỗi ngày 50 biến, 25 biến. Chúng tôi là phải 75 hoặc 50 là giá chót, phải giữ. Thì cái pháp nó hộ thân, hộ tâm, hộ quốc mà. Tổ Quang nói hằng ngày ngoài cái việc mà tôi niệm Phật, tôi trì chú đại bi 25, 50, 75 để bảo hộ thân tâm và hộ quốc luôn, rất quan trọng. Nên làm thử đi. Bây giờ Tổ Quang ngày làm là không có sai đâu, không có thừa đâu, cũng không có gọi rằng xen tạp đâu. Cái này mình thêm mà. Mà thêm thằng chú đại bi thì kết duyên với Bồ Tát Quan Âm. Lúc lâm chung thì Bồ Tát Quan Âm cũng cầm cam lồ xuống rưới nơi đầu của mình, rồi Thế Chí cầm kim đài trao đỡ gót rước mình về cực lạc. Đâu có phải xen tạp đâu. Để ý đi, để ý đi. Có người nào mà họ niệm Phật xưa nay là họ vô thành phiến, thành khối, họ dứt tâm bất loạn luôn được, được chưa? Chưa. Coi mấy bản thân chúng tôi, anh em huynh đệ, có ai mà vô nhất tâm bất loạn chưa? Nhất tâm bất loạn chúng tôi đang ngồi nói chuyện quý vị, mấy câu Phật hiệu nó vẫn ro ro ở trong đó đó, không phá vỡ được cái âm thanh niệm Phật. Bất cứ mọi lúc mọi nơi, ngủ nó cũng niệm bên trong đó, chứ không phải cần mấy. Cái đó là thành phiến thôi, nó ngang thành khối đó, ai làm được chưa? Khó. Khó là cái thiện căn của mình nó yếu kém, cái thói chuyển của mình nó liền liền, cho nên mình phải còn có trợ hạnh chứ. Từ bắt đầu đẻ ra, bắt đầu ăn cơm được, đến bây giờ ăn cơm trắng không ăn nổi không? Tổ Quang hay ví dụ điều này, phải còn rau dưa chứ. Đó, ý ngài nói rằng niệm Phật không được với điều kiện phải là thượng căn. Chứ còn không, anh em mình đã niệm bao nhiêu năm nay nó được nhất tâm chưa? Là bởi vì cái thiện căn của mình nó yếu kém, cái phước đức mình nó cũng chưa đủ, và cái tâm mình nó thối chuyển liền liền, cho nên mình cần phải có trợ hạnh. Cho nên hành chánh trợ đồng hành. Cái chánh đó là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cái trợ hạnh đó là trì chú đại bi, niệm Quan Âm, in kinh, in tượng Phật ha. Có tiền mình làm phước báu, gọi là những cái trợ hạnh, là không những là trì chú niệm Quan Âm mà phải là in kinh nè, có bao nhiêu làm bấy nhiêu nè, giúp đỡ người nghèo nè, thương người nè, thương vật nè. Mà chánh trợ cùng hành thì bọn phàm phu mình phải làm thì mới nói cái chuyện vãng sanh. Còn nếu mà chánh hạnh vãng sanh không mà không có trợ hạnh á, rớt. Để ý đi, rớt. Bệnh tật nó xảy ra rồi thì, rồi xây một cái thất cũng không có đủ tiền để mà xây, cũng nương gá người khác. Coi lại đi, đủ kiểu nó thiếu thốn, đó là do cái phước đức của mình nó kém, đúng không ạ? Như vậy cho nên thành ra hôm nay thì cái thời gian chúng tôi nãy giờ nói là cũng 50 phút rồi. Bây giờ thầy Tánh sẽ đọc cái giáo dục gia đình, và có mấy cái lá thư ngắn nhưng mà rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang Trích Trong Sao, thành tâm cung kính nhân lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình. Xem khắp cổ kim, dù nhà hay nước hưng thịnh suy vong, bình yên loạn lạc, chưa bao giờ chẳng lấy cái thân của cá nhân đang cầm quyền để làm cội gốc. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc
của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nhưng muốn nước nhà quật khởi hưng thịnh lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cái gốc để lập thân như tôi vừa nhắc đến chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sần bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, đôn đốc luân thường tính xấu nhân quả, dày dặt kiên sợ, chỉ sợ trái vượt. Làm được như thế thì sẽ có thể tỏ rạng được minh đức, ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng. Lý ấy, sự ấy, phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được. Nhưng chẳng phải là lạ lùng, đặc biệt, huyền diệu. Đến nỗi muốn cầu mà không được. Bởi lẽ đạo của người Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thất phu thất phụ, nếu thực hiện được như thế thì gần là con cái và anh em trai, chị em gái, chị em dâu đều cùng nhìn theo, bắt chước nhau làm lành. Lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng cả ấp. Do vậy kinh thi khen ngợi văn vương là làm gương cho vợ của chính mình, rồi đến anh em, cho đến khắp cả nước nhà, chính là do ý nghĩa này vậy. Nhưng thiên hà chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ gia đình chính là nơi phát sinh hiện tài trong thiên hà. Cha mẹ chính là những người đưa bậc hiện tài trong trời đất noi gương. Giáo dục trong gia đình nghiêm ngặt chánh đáng thì những đứa con có thiên tư sẽ có thể tỏa rạng minh đức, ở yên nơi tốt lành tột cùng. Hễ cùng quẩn thì riêng mình thiền, mà cũng như gương trong làng trong ấp. Hễ hiến đạt bèn làm cho cả thiên hạ cùng được thiền, lập đại công dựng đại nghiệp, ân trùm hoàng vũ thấm nhuần không ngần mé. Con gái thì giúp chồng dạy con, giữ vững chức phận phụ nữ, làm bậc mẫu nghi trọng chốn khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới. Lệ trạch tạo lết cho lẫn nhau như thế, đức đẹp càng tỏ rạng, há chẳng thế nào thuần phong mỹ tục, thiên hạ thái bình ư? Những điều vừa nói trên đây chính là luận theo phía những kẻ có thiên tư thượng đẳng. Dẫu những kẻ thiên tư thuộc loại trung hạ cũng biết tôn kính lễ nghĩa, vân dự phép tắc, biết giữ yên bổn phận, quyết chẳng đến nỗi trở thành hạng ương bướng hèn hạ chống đối. Trong cuộc đời muốn cho gia đình lẫn đất nước được quật khởi hưng thịnh thì cố nhiên phải chú trọng nơi đường lối giáo dục trong gia đình. Một người bạn tôi sẵn lòng lo toan cho đời, đau đớn nghĩ thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống, nhân dân khốn khổ chẳng thể kêu gào nơi đâu. Bèn đem 10 thiên giáo huấn về vân giữ luân thường, vốn là cổ báu gia truyền của nhà ông Thạch Thành Kim, và tác phẩm Châu Tưởng và Huấn Giải của Châu Phụng Minh ghép chung lại, đặt tên là Gia Đình Bảo Giám. Tịnh ấn hành để lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu những người muốn hưng khởi nước nhà trong cuộc đời đều có cái vốn để làm. Toàn tính xong xuôi, bèn sai quan cất bút trần thuật những nét chính yếu để tạo thành lời tựa. Tuy lời lẽ trong lời tựa này không phù hợp sát sao cho lắm, nhưng ý nghĩa quá thật đích xác không dối trá. Nguyện những người yêu nước thương nòi, thương yêu con cái trong cuộc đời, mỗi người đều giữ lấy một cuốn để giáo hóa, chỉ dạy con cái thì thành tích chắc sẽ vượt ngoài những điều mong mỏi vậy. Ví như đang khát mà có được nước cam lộ, chẳng những hết khát mà còn nhanh chóng chưa được phiền não, thận tâm thanh lương. Sách này văn chương tí nông cạn thông tục, nhưng quả thật là cứ ngõ để mong thành thánh thành hiền. Đến khi đã thâm nhập
thì sẽ lên thẳng chỗ huyền diệu sâu thẳm, ai có thể cự lại được. Vô Thuấn là bậc đại thánh nhân mà vẫn còn thích suy xét những lời nông cạn, huống là những lời lẽ tinh thâm thuần tí tục bậc thiết thực đối với thân tâm này ư? Nguyện ai nấy quý trọng gìn giữ để làm tấm gương soi sáng tương lai, thì gia đình may mắn lắm mà thiên hạ cũng may mắn lắm thay. Tổ sư Ân Quang trả lời thưa cư sĩ Thái Khế Thành: giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành. Nếu muốn học đạo để thoát phạm tục mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà mong tươi tốt, như chim không cánh mà muốn bay cao. Thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu chỉ danh hiệu Phật, phàm phu sắc đất muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, mà nếu chẳng y theo bốn câu này sẽ thành không nhân, mà muốn có quả chưa gieo đã mong vật hái. Muôn vàng chẳng có lẽ ấy, nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dự vào bậc thánh hiền, ắt lên cõi cực lạc. Tâm tánh của bọn chúng ta giống hệt như Phật, chỉ do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai thương xót tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi hàm thức theo đường trở về nhà. Pháp môn tuy nhiều nhưng trọng yếu chỉ có hai, tức là thiền và tịnh, liệu thoát dễ nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kim Phật lực. So sánh hạ pháp thì tịnh khế cơ nhất. Nhưng người vượt biển nhờ vào thuyền bè, mau đến được bờ kia, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh địa mạc chỉ khâm hành được pháp này, nếu không thì là trái cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề, sanh chân tín nguyện, suốt đời giữ vững, chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, tuy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiện giáo triệt để hiển hiện, đời đến đúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, thẳng lên thượng phẩm chứng vô sanh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, mồ nhiễm làm sao. Tổ sư Ân Quang khai thị về việc trì chú đại bi và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng kinh nào tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú đại bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thôi nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm chủ trì chùa nào cả. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, thọm sân lừng lẫy, sức yếu, tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói: nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiên lực, không còn ngờ vật thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với ta bà, ngoài việc niệm Phật ra, chỉ thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim trì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, vân vân cũng đều được cả. Này sống tại chỗ thường xuyên có phi cơ bay tới, hằng ngày tụng chú Đại Bi, niệm Phật, niệm Quán Âm. Nếu chẳng dám ở lại trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho các khác chê cười ư? Quan chỉ chơi chọi một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì, huống chỉ có chuyện Hoàng Hoa xã phải lo liệu. Quan tuy chẳng phải là chủ trì chùa, nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ nhân đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn, thì công chuyện sẽ thành bỏ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông ngân sách, có ích cho đời, cho người.
Nếu đại kiếp đối đầu, mọi người đều cùng chết sạch hết, Quang cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phận vậy. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và chợ phân minh thì chợ cũng quy về chủ. Nếu cứ chẳng lăng không phân biệt có điều như nhau, thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hơn kém? Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú đại bi, thì hãy gia trì nước đại bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tổ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mấy mấy gì. Đối với cộng khóa sớm tối, ngoài việc theo các chùa thực hiện cộng khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú đại bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hay lúc nào rảnh rỗi thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên Nguyễn Thượng, thư cho lời cư sĩ Dư Hữu Duy. Và lá thư đến đây là kết thúc. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay thầy Tánh đọc quý vị nghe hoan hỉ không à? Thực sự chúng tôi rất là tâm đắc cái bộ Văn Sao, cho nên mỗi lần giảng thì cần quý vị nghe. Có nghe cái đoạn sau thầy Tánh đọc là mỗi ngày trì chú đại bi 25 lượt hoặc 50 lượt hoặc 75 lượt. Chỗ này quan trọng. Nếu mà trợ hạnh này biết cách để mà dụng công thì trợ nó cũng quy về cho chánh. Chỗ này hay. Đem thần chú đại bi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để kết duyên với Bồ Tát Thiên Thủ Bồ Tát Quan Âm, Ngài cũng sẽ hộ trì gia trì cho mình để lúc mình vãng sanh trợ quy về cho chánh. 207 đến 216 thì chúng tôi theo Hòa Thượng Tịnh Không là chỉ A Di Đà Phật, cũng không niệm Nam Mô luôn, chỉ một bộ Vô Lượng Thọ. Mà sau khi đọc Văn Sao thì Tổ Ông Quang nói là niệm trong tâm thì 4 chữ, hộ niệm thì 4 chữ, mà niệm ra tiếng thì niệm 6 chữ, lễ Phật thì 6 chữ, bọn phàm phu mình cũng cần 2 chữ Nam Mô để thể hiện lòng cung kính, không bỏ được. Hay, hay cái chỗ này, không bỏ 4 chữ mà cũng không phải là chấp 6 chữ, cũng không phải là chấp 4 chữ mà bỏ 6 chữ, mà không phải chấp 6 chữ mà bỏ 4 chữ. Để ý đi, niệm trong tâm 4 chữ nó rất là nhẹ, nó bớt 2 chữ Nam Mô. Như buổi tối mình ngủ thì mình mở Nam Mô A Di Đà Phật, niệm trong tâm A Di Đà Phật. Cần thêm đại bi, cần thêm Quan Âm, cần thêm trợ hạnh in kinh phóng sanh, chánh trợ cùng hành, giống như là con thuyền mà nó đã căng buồm lên rồi á, mới gặp gió để nó thổi xuôi chiều nữa thì con thuyền đi nhanh. Thuận gió căng buồm, thuyền sẽ nhanh đến bờ. Cái hay. Hồi nãy chúng tôi đi lên tới trên này, chú Bạch ông chở chiếc xe điện đi qua bên này, chở một bà cụ đi, xong rồi có một cái đứa bé nó nhảy lên 5 tuổi. Mẹ của chú bé này đi qua bên đó thì chúng tôi hỏi là lên đây bao lâu rồi, kêu khi con mang bầu con đã lên đây ở rồi, chắc là thuê nhà. Xong rồi chúng tôi hỏi con làm việc gì, kêu con làm kế toán cho cái công ty. Nếu mà mình thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi A Di Đà Phật niệm trong tâm, mà mình thường niệm, niệm cả ngày lẫn đêm, đêm ngủ niệm bằng cách nào? Lấy cái máy ra, mở nho nhỏ rí rí vừa đủ nghe. Cái não của mình mà mình mở nó lớn quá đó, lớn như vậy nè, thì tự nhiên cái âm thanh nó làm mình dễ bị thức giấc. Lớn quá đó thì âm thanh nó làm mình dễ bị thức giấc. Nam Mô A Di Đà Phật, dễ bị thức giấc. Nhỏ nhỏ rí rí thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, nhỏ thôi. Thì thường ban đêm á, nếu mà mình ngủ mà mình mở Nam Mô A Di Đà Phật, có những người mở Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Nghe cái âm thanh đó rồi mình, cái tâm mình nó duyên theo cái danh hiệu đó, rồi từ từ bắt đầu nó đi vào giấc ngủ. Nếu mà ai mở quen rồi đó thì không có ngủ không được.
nó thiếu thiếu cái gì đó. Mà trong cái lúc ngủ mà mình mở cái danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm á, thì thường là mở danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm. Chứ thần chú Đại Bi thì nhanh quá, mình niệm theo không kịp. Và cái cách niệm của chúng tôi là có một câu trong máy và một câu khoảng trống á, thì mình niệm A Di Đà Phật trong tâm à, hoặc là Quán Tham Bồ Tát trong tâm, thì nó đi vào trong giấc ngủ. Mà thường mà nghe câu Phật hiệu với danh hiệu Bồ Tát mình ngủ á, là con người này ít gặp mơ mộng ác mộng lắm, gặp toàn là mộng lành không. Bởi vì cái lúc đó cái A là gia thức mình, gọi là cái thức thứ 8 và thức thứ 7 á, nó vẫn tiếp nhận cái chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát vào trong tâm quý vị. Thì chúng tôi hôm bữa nghe Tổ sư Ấn Quang Ngài nói, đi đứng nằm ngồi hết thảy thời, hết thảy lúc, trong giấc ngủ cũng niệm Phật. Mình nghĩ không biết sao mà trong giấc ngủ cũng niệm Phật đấy. Thì cuối cùng bọn phàm phu mình chỉ dùng cách là mở máy ra thì trong giấc ngủ mới niệm Phật được. Chứ còn nếu mà trong giấc ngủ mà mình ép cái câu Phật hiệu mình niệm, mình không cho nó ngủ thì thua. Chỉ có một cái bà già, sau khi cái phim này làm xong, chúng tôi để một khúc đĩa của bà cụ, mà chắc là bà cụ này làm nổi, chứ bản thân chúng tôi quý vị làm không nổi. 40 năm không ngủ, không chợp mắt ngủ, buổi trưa cũng không ngủ. Người ta hỏi bà lý do gì 40 năm bà không ngủ, người ta quay cái video một khúc đó, thì bà mới nói là do cái xóm làng này nó hư lắm, thanh niên nó xì ke ma túy nó hư, rồi tôi cũng sợ đứa con tôi nó hư, cho nên thành ra tôi lo quá, tôi ngủ không được, tôi cứ niệm Phật, tôi hồi hướng với hai tôi thức để tôi nghĩ ra cái cách gì tôi dạy con tôi, cho nên thành ra tôi không có ngủ thành thói quen, cho nên 40 năm nay không ngủ. Ít nhất gì cũng được 3-4 tiếng chứ, phải không ạ? Mà mình chưa niệm Phật công phu như bà cụ thì mình không dám làm như bà cụ rồi, đúng không ạ? Thì cuối cùng bà nói là trong 40 năm không ngủ thì dạy 6 đứa con thì đứa nào cũng ngoan. Bây giờ khi mà tôi mà nói một câu là nó sợ riu riu, không đứa nào dám cãi một lời. Kinh khủng không? Thấy bà cụ kinh khủng không? 40 năm không ngủ mà bà kêu nghiện niệm Phật luôn, niệm riết rồi nghiện niệm Phật luôn mà không ngủ cũng không thấy mệt. Lạ, bà cụ này đặc biệt. Thưa quý vị, sau một cái lễ Phật đản chúng tôi cũng hơi đuối sức, vì nó liên tục đi ra Hà Nội xong cái quay về, cái rồi sắp xếp công việc ở chùa rồi đến Phật đản liền, cho nên nó bị đuối sức. Đuối sức nghĩa là cái khí lực của mình nó bị hao. Bởi vì không phải chỉ là lên giảng không, mà vừa rồi hơn 4.000 người mà sau khi lễ rồi, chúng tôi với thầy phổ thì đứng ngoài cửa, chúng tôi ở trong phòng khách, thì chúng tôi ước chừng cũng phải một nửa 2.000 người lên hỏi thăm sức khỏe. Thì có cúng dường cũng có, xin mấy cũng có, mà hỏi thăm sức khỏe xong rồi về hết khỏe luôn. Nghĩa là tiếp quá nhiều, người hỏi một câu. Lúc giảng thì không đến nỗi mệt lắm, nhưng mà cái lúc mà tiếp thì bị đuối sức. Khi mà đuối sức thì buổi sáng 1-2 giờ thức dậy, thì bắt đầu 3 giờ công phu, đến 1 tiếng sau là tu không nổi nữa. Nghĩa là xong thời Đại Bi với tụng kinh Phổ Môn, niệm Phật một chút là coi như chân nó quíu hết, hết ra hơi, niệm không được nữa. Mở máy ra niệm trong tâm, niệm con không nổi, chỉ lên nằm thôi. Thì từ thứ 2 đến thứ 6 là đuối sức, nhưng mà bắt đầu sáng hôm thứ 7 với là sáng hôm nay bắt đầu nó trở lại cái sức được. Nghĩa là tu hết một thời, từ lúc 2 giờ tự niệm trong tâm, thường chúng tôi thức dậy là tự niệm trong tâm A Di Đà Phật, mở cái máy ra cho mấy câu mình niệm câu, hoặc là niệm từng chữ A Di Đà Phật trong tâm. Rồi 3 giờ tu đến 6 giờ thì chỉ có thứ 7 với lại chủ nhật sáng hôm nay thì theo được cái thời khóa 3 tiếng, cùng mấy đợt trước chịu không nổi, hơi không đủ, sức không đủ. Cho nên Tổ Ấn Quang nói là cái người mà tiếp khách họ sẽ mất sức rất nhiều, nhất là cái khí lực và sức khỏe. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thông báo là nếu Phật tử nào ở trong này mình xin mấy đó thì hỏi ra quý thầy thử coi là mấy còn hay không. Hình như còn lực 20-30 cái trên đó. Vừa rồi đây là lễ Phật đản là 800 cái là hết, cho tặng thầy Biện 100 cái, với lại ở chùa Phú Yên, chùa Cảnh Thái 100 cái, còn lại 800 thì đã hết. Thì từ đầu năm đến bây giờ thì thầy tánh thầy làm khoảng 6.000 cái. 6.000 cái tương đương khoảng 1 tỷ. Thì chúng tôi cũng không hiểu làm sao lại có tiền làm được như vậy. Bởi vì mấy là Phật tử sinh nhiều nhất, còn sách kinh thì in ra hôm nay họ đọc không nhiều. Bởi vì họ nghe chúng tôi giới thiệu cái máy để mà nó hỗ trợ cho mình niệm, mình lạy, mình trì Đại Bi cho họ sinh quá cỡ.
Thì mới đặt hồi hôm qua thêm 1.000 cái nữa, đó là 6.000 cái. Thì thực sự chúng tôi chưa khi nào kêu gọi quý vị để mà chúng tôi làm mấy hay là in kinh, in sách không. Vì sao vậy? Bởi vì nếu mà họ biết, họ tự phát tâm thì cái phước của họ có. Còn nếu mình kêu họ không có thì làm cho họ rất khó xử. Mà đôi khi mình kêu không có mà mình cứ để cái tâm vô, mình mong muốn thì nó cũng bất an, không an vui lắm. Bởi vì mình muốn mà không được là nó bất an. Cũng như mình nói hôm nay quý Phật tử về đông, toàn là xin, không không ai cúng dường. Ví dụ mình khởi cái niệm lên như vậy đó thì tự nhiên mình bất an. Mà khi tâm đã bất an rồi thì không có cái tâm nào mà giảng pháp được hết, đúng không ạ? Cho nên thành ra chúng tôi nói là quý thầy, quý chú và quý Phật tử ở đây coi quý vị như người thân, dùng cái tâm chân thật để mà đối đãi. Nước cũng tặng miễn phí, rồi ăn cũng tặng miễn phí, máy cũng tặng miễn phí. Không phải chúng tôi khoe khoang đâu, mà chúng tôi nói như vậy để quý thầy có một lập trình trong cái tư tưởng của mình, là cứ việc miễn phí, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Theo cái quan điểm này và dùng cái tâm chân thật để mà đối đãi thì người ta đến với mình, người ta thấy mình không có lợi dụng, mình giúp cho họ không, thì chẳng lẽ họ bỏ mình, đúng không ạ? Quý vị coi lại, chẳng lẽ họ bỏ mình? Họ đến đây để làm gì? Họ tu tập. Lắng nghe chỗ này quý thầy, quý chú, quý Phật tử lắng nghe chỗ này. Khi mình đối đãi với một con người đó tốt, không lợi dụng, không vụ lợi, thì đây là một cái phước báu rất là lớn. Mà đem cái phước báu này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, đây là một cái vốn. Một vốn, đây là một loại công đức vô lậu. Đây là một cái thiện nhân, đây là một cái nhân lành để mình gửi về Tây Phương Cực Lạc. Nó hơn là mình đối duyên xuất cảnh để mà mình mong người khác đáp đền lại cho mình bằng của cải vật chất. Mà trong 10 điều tâm niệm nói là khi giao tiếp không mong lợi mình, vì mong lợi mình mất hết đạo nghĩa. Cho nên thành ra thực sự quý Phật tử về đây, chúng tôi cùng quý thầy đem cái tâm chân thật để mà đối đãi, đem cái tâm bình đẳng. Như hôm nay có người nghèo người giàu, đúng không? Có người trí người ngu, phải không? Bình đẳng giống nhau, ai vô trước ngồi trước, chút nữa xuống ăn cơm bình đẳng với nhau, nghe pháp bình đẳng với nhau. Dùng cái tâm bình đẳng này đối diện xuất cảnh. Hôm bữa thứ sáu thầy Phổ mang ít tiền qua, thầy nói là chi phí mọi thứ rồi, quý Phật tử nghe vào hạ, cho nên cúng dường cũng khá khá, dư được mấy chục triệu cũng mang qua cho sư phụ. Thì chúng tôi với quý thầy ngồi cái bàn ở phía dưới cái tầng hầm của cái nhà sàn bên đó, chúng tôi mới ngồi nói chuyện. Thực sự sau khi một buổi lễ anh em mệt, nhất là thầy Thành rất đuối. Bữa công việc trước thì thầy Nhuận Minh sắp xếp đạo tràng, hôm nay thầy Thành bao luôn cái sắp xếp đạo tràng, rồi làm luôn cái MC, thầy thở không ra hơi, thầy mệt. Mà chúng tôi nói thầy Phổ là cái mệt này nó sẽ qua, và cái phước báu mình làm giúp cho chúng sanh, giúp cho Phật tử nó còn. Để ý nha. Ví dụ như là quý thầy mệt nấu ăn, mệt sắp xếp đạo tràng, mệt làm MC, mệt sắp xếp ghế vân vân. Cái mệt này nó hết không? Hết. Giống như chúng tôi á, giảng nó tổn khí. Từ thứ hai cái hơi thở không đủ để niệm Phật, đến thứ sáu, rồi thứ bảy chủ nhật nó cũng trở lại thôi, bữa nay cũng bình thường thôi. Cái mệt nó sẽ qua, chắc chắn cái mệt nó sẽ hết. Nhưng mà do cái tâm mệt đó nó cộng lại với cái tâm chán nản, cái tâm bất an, cái tâm mà ích kỷ, rằng là thôi mệt quá nghỉ luôn, không làm nữa. Chỗ này là cái chỗ thối chuyển làm việc thiện nè. Con người mà thối chuyển làm việc thiện thì không, không những thối chuyển làm việc thiện thì, nhưng mà thối chuyển tu luôn á. Để đi, cái việc thiện họ đã là thối chuyển rồi, cái việc tu họ cũng sẽ thối chuyển. Bởi vì cái tâm thối chuyển đó nó phát xuất ra, cái việc thiện mà làm thối chuyển nó phát xuất từ cái tâm thối chuyển. Nên nhớ cái con người mình ở cõi này nó thối chuyển liên tục. Mà người đời người ta gọi là chán á, mời cưới vợ về, trời ơi nó ngon nó ngọt, em là nhất trái đất ha, em là cũng như là coi như là bên cạnh đời anh suốt đời ha, nói cho ngon nó ngọt, cái mỏ cái dài bữa cái gì cãi lộn, làm phiền phức ly dị. Nó chán, nó chán, nó chán. Con người mình dễ chán, để ý đi, đúng không ạ? Cho nên ở cái cõi này nó đọa, nó lên nó xuống liền liền à. Thích làm thiện cái rồi thôi, làm cái nó mệt chút cái bắt đầu chán. Rồi công phu thời gian ép vô, vô công phu cho thành khói nhập thất, vô thời gian cái rồi chán.
làm sao cân đối được cái thời gian công phu làm việc đều đặn không chán. Đây là một cái tâm không thối chuyển. Muốn như vậy trì đại bi đi, sẽ thấy Tổ Ấn Quang nói cái người mà trì thần chú đại bi á, thì cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn làm cho quý vị sẽ nỗ lực tinh tấn giữ cái bồ đề tâm cho quý vị không thối chuyển, không bị chán nản. Thử đi 25 biến là thấy rồi. Đó, cho nên thành ra là cái việc mà mình tu cái nhân địa để vãng sanh Tây Phương thì người làm thiện làm sao không cho chán. Nhất là cái thiện căn phước đức nhân duyên. Hôm nay chúng tôi nói đến cái phước đức. Quý vị, Tổ sư Ấn Quang, thực sự từ khi chúng tôi đọc văn sao, mà trước khi đọc văn sao ở bên Mỹ mà 2017 á, thì chúng tôi gặp cái cuốn sách Gia Ngôn Lục. Thì cuốn sách này chúng tôi nói cô Giáng Hương thỉnh ở chùa Hoàng Pháp 1000 cuốn cúng dường Thiên Tăng. Chúng tôi kết cuốn sách này bây giờ quá hay, và xuống thỉnh 1000 cuốn cúng dường Thiên Tăng. Và chúng tôi nhớ có năm 2012-2013 chúng tôi có nói về trì giới niệm Phật, có giảng ở trong Gia Ngôn Lục. Nhưng mà cái cuốn sách Gia Ngôn Lục nó cô động, quá cô động, không nói những cái hành trạng, không ít có nói về Tổ Ấn Quang trì chú đại bi, chỉ có nói một đoạn ngày khuyến khích niệm Quan Âm thôi. Cho nên thành ra những cái lá thư đó cắt những cái tinh hoa đưa vô Gia Ngôn Lục, cho nên thành ra chúng tôi bị bỏ nửa chừng. Mà chúng tôi nhớ cái lúc mà chúng tôi đọc trong cái Gia Ngôn Lục là chúng tôi không đi đâu một năm, mà mỗi buổi tối thứ bảy chúng tôi lên giảng. Chắc là trong này có những người nhớ, có những Phật tử nói là cái trì giới niệm Phật năm 2013 mà mỗi thứ bảy sư phụ lên giảng thì tuyệt. Mà thực sự hôm đó chúng tôi cảm được. Sau đó rồi cái bắt đầu cái từ từ cái bắt đầu là gì, nó thối chuyển từ từ cái rồi bắt đầu bỏ. Rồi mãi chúng tôi qua Mỹ gặp được cái bộ Tam Biên trước, rồi mới đến là Tục Biên, mới đến Chánh Biên, để Tinh Hoa Lục, Giáo Dục Gia Đình, Bảo Thân Tiến Dục. Rồi 6 năm nay chúng tôi đi sát vào, sợ nó bị xuất ra, giống như là nghiên cứu Gia Ngôn Lục mấy năm trước. Vì vậy cho nên thành ra cái bộ sách văn sao của Tổ sư Ấn Quang là bộ sách coi như là tủ sách để thực nghiệm. Nhớ nha, tủ sách để thực nghiệm. Nghĩa là mình học rồi mình thực hành, mình mới thấy cái pháp vị trong nó. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi giảng văn sao thì thầy tánh lại phát tâm để đọc. Mà thời gian thì hôm nay chúng tôi sẽ giảng trọng tâm vào ở trong văn sao. Giống như là Ngài nói rằng là con người muốn vãng sanh thì phải có 6 cái điều kiện. Thứ nhất là phước đức, đó là tịnh nghiệp tam phước á. Thứ hai là thiện căn. Thứ ba là nhân duyên. Thứ tư là tính. Thứ năm là nguyện. Và thứ sáu là hành. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, tính, hạnh, nguyện. 6 cái điều này bám cho chắc vào thì người này sẽ không lỡ chuyến đò vãng sanh Tây Phương. Không lỡ chuyến đò. Nếu đã là tin có phước đức mới được vãng sanh thì người này phải ra công ra sức để phục vụ chúng sanh tùy theo khả năng của mình. Có nhiều người người ta nói bây giờ đi làm phước đức cúng dường cho chùa tỷ này tỷ nọ, cúng dường đúc chuông, cúng dường xây tượng mới có phước đức, phải không? Đó là một loại phước đức trong nhiều loại. Loại nào nữa? Có những người về đây không có đồng tiền nào hết trơn, hôm nay nghe phóng sanh 20 triệu tùy hỷ thì được tùy hỷ phước đức, tùy hỷ công đức. Thấy người ta làm lành, mình tùy hỷ cái việc làm lành. Cũng như chút nữa có người cúng dường trai tăng, phải không? Mình tùy hỷ cái việc cúng dường trai tăng thì mình sẽ có được phước đức, mình có được công đức. Cái công đức tùy hỷ này không bỏ tiền, không bỏ công, mà chỉ có tâm tùy hỷ lại được có phước đức. Nó hay ngay chỗ này. Rồi, không có tiền, không có của, mà dùng cái tâm thí. Tâm thí nghĩa là mình phát bồ đề tâm muốn làm việc đó, nhưng chưa làm được là do không có tiền. Nhưng mà nhờ cái tâm thí này cũng có phước báu. Hả bà? Cho nên thành ra ở trong tịnh nghiệp tam phước, lắng nghe nha, cái người mà muốn vãng sanh mà bỏ 10 điều thiện ở trong tịnh nghiệp tam phước, rồi bỏ đi cái lòng từ không giết, bỏ đi cái hiếu dưỡng cha mẹ, bỏ đi cái tôn kính sư trưởng, thì người này coi như giàu cho niệm Phật nhất tâm bất loạn đi nữa, giàu cho đủ tính nguyện đi nữa, nhưng mà không đủ phước đức, thất bại cái chỗ này. Cho nên ở trong kinh A Di Đà mới nói là muốn vãng sanh phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mà, đúng không ạ? Cho nên cái phước đức mình bỏ qua là mình thất bại.
thất bại. À, cho nên thành ra quý vị thấy không? À, quý thầy thấy không nè? Từ khi bắt đầu chúng tôi lập cái tỉnh Thất Quan Âm năm 2000, mãi đến 2007 bắt đầu mở pháp hội, trong tâm chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có các cụ về thôi, chứ các thầy chúng tôi không đủ cái tài, cái đức để mà có thể chiêu hiền đại sĩ để mà cho quý thầy về. Chúng tôi nghĩ là chỉ có các cụ về thôi, mong cho được 48 cụ, vừa mở ra là được 4 cụ. Nhưng mà thực sự nuôi các cụ không phải là dễ đâu. Không phải mình có tiền có nhà mà các cụ ở đâu, mà mình phải có cái tâm thương các cụ, lo các cụ như mẹ mình. Đây có mấy cô ngồi ở đây, mấy cô trẻ ngồi đây nè, chắc là mấy cô cũng hiểu. Chúng tôi uống một viên thuốc bổ Phật tử gửi bên Mỹ về cho các cụ một viên. Chúng tôi ăn trái chuối cho các cụ một trái. Dĩ nhiên quý thầy bên này là không thiếu rồi. Coi họ như mẹ mình. Đừng có thấy họ xa cơ thất thế, nghèo khổ, nương tựa mình mà mình xem thường họ. Họ là Phật Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc đó. Họ là Phật Bồ Tát á, về Tây Phương Cực Lạc á. Và chính họ là người để đến tạo cho mình một cái phước duyên để mình lo cho các cụ, để mình tích lũy những cái phước đức để mà mình vãng sanh. Vì sao mà mình lại xem thường họ? Một người chồng đến với mình lo cho mình có con, giúp cho mình sanh ra đứa con để nối dõi tông đường, giúp cho mình những lúc đau bệnh vân vân mọi thứ, sao bây giờ mình lại ghét ông chồng? Một người vợ đến với mình giúp cho mình có đứa con nối dõi tông đường, lúc mình bệnh hoạn, lúc mình xa cơ thất thế, có người vợ bên cạnh, vì sao mình lại bây giờ mình phụ bạc, mình lại khó khăn với người vợ mình? Mình coi lại con người mình là con người hay là con thú? Tổ Ông Quang nói, nếu không có hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ thì người này tuy mặc áo đội mũ ăn cơm nhưng không khác gì cầm thú, thua loài cầm thú. Loài cầm thú nó không có cái trí huệ, nó không có sự hiểu biết về ngũ luân. Mà con người mình biết ngũ luân, nghe giảng ngũ luân mà không làm được ngũ luân, không có tận trung, không có tận hiếu, không có đủ cái niềm tin với nhau, vân vân mọi thứ. Thì Tổ Ông Quang nói 8 chữ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ mà làm không được thì không khác gì loài cầm thú. Dưới loài cầm thú, sống làm thay đi thịt chạy, chết thân này mục nát cùng cỏ cây, mà tâm thức thì bị đọa lạc làm loài súc sanh. Kinh khủng chưa? Bây giờ sao? Bây giờ muốn làm sống dữ và bậc thánh hiền, là một người thiện nhân hiền nhân, giữ bát đức ngũ luân, để sống dự vào bậc thánh hiền, thác vãng sanh Tây Phương, hay là muốn sống làm kẻ thay đi thịt chạy, dưới loài cầm thú, chết thân mục nát cùng cỏ cây, rồi tâm thức phải đọa lạc, muốn làm loại người nào? Mình suy nghĩ ra mình biết chứ. Mình suy nghĩ ra mình biết là nên làm loại người nào chứ. Mà con người mình nó có khả năng để làm thiện nhân mà. Thân không sát sanh trộm cắp tà dâm quá dễ làm. Quyết định hôm nay phải là không những không sát sanh mà không ăn thịt chúng sanh luôn. Được không? Được. Người khác làm được, mình làm được, chứ cái cớ gì mình làm không được. Chỉ vì sao? Chỉ vì là bởi vì mình chưa có ngộ ra được cái lý sâu là tất cả chúng sanh đều là Phật trong tương lai, là cha mẹ quá khứ, là Phật trong tương lai. Chưa ngộ sâu được câu này cho nên thành ra mình vẫn ăn thịt nó. Mà ăn miếng trả miếng á nghe. Ăn miếng trả miếng. Không, cô Phật tử, chúng tôi cũng xin giấu tên, coi như ông chồng coi như là bệnh mà cái chân của ông nó lỡ, nó lét, ông đi hết được, ông nằm ông lên, tôi đau quá bà ơi, chắc tôi chết, tôi đau tôi chịu không nổi bà ơi. Thì cổ kêu là do tiểu đường, do này do nọ. Chúng tôi nói cái bệnh nó phát ra là cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi, đó là cái quả. Nhưng mà cái nhân địa là ông này thích câu cá, ăn thịt chúng sanh, ăn toàn là những cái miếng ngon vật lạ. Cái độc tố trong loài súc sanh đó đó, nó tích lũy trong cái thân của ông, bây giờ nó phát ra, nó xì ra. Cái chân bây giờ teo léo lại à, đi hấp nổi, đi xe lăn. Rồi cái nghiệp báo á, đến lúc bây giờ bắt đầu phải trả. Nó có hai cái nè, lắng nghe cho kỹ nè. Đang là nói đến cái vấn đề tịnh nghiệp nè nghe. Tịnh nghiệp đây gọi là tam phước, mà nếu mà không có lòng từ, không giết, mà không ăn chay niệm Phật thì người này không được vãng sanh đâu nghe. Phải ăn chay niệm Phật, mà muốn ăn chay niệm Phật là phải nói sâu về cái việc này quý vị mới ăn chay nổi. Thứ nhất là Tổ Quang nói trong thịt có độc, thì mình ăn thịt vào chất độc nó dự trữ từ từ, lâu ngày bắt đầu nó sẽ xì ra. Từ cái bệnh ung thư,
rồi hoại tử, vân vân, những cái mục nó xì ra. Cái đó là một loại độc tố trong thịt. Thứ hai, nó thêm một cái loại nữa là loại nghiệp báo vô hình. Bắt đầu nghiệp báo này trổ ra, nó trổ ra, nó làm cho mình phải khổ đau, đau đớn đủ kiểu hết trơn, tốn tiền tốn bạc để cho mình nó tổ phước nữa chứ, đúng không ạ? Khi mình nhận chân được rằng là trong thịt có độc, mà ăn thịt có nghiệp báo, là mình phải thọ mạng ngắn, bệnh tật xảy ra, rồi nhiều cái việc mà gọi như là nó làm cho mình như tổ phước, tổn thọ, vân vân, mọi thứ. Thì khi mình hiểu ra được điều này, cái là bắt đầu mình phát tâm ăn chay trường, đúng không ạ? Mình phát tâm mình phóng sanh. Cho nên Tổ Quang nói cái việc mà siêu thăng hay đọa lạc từ cái nơi ăn chay ăn mặn này nha, nên suy nghĩ cái việc này. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi nhờ thầy Tánh đọc, cái việc mà chúng tôi vẫn nói đến cái giáo dục gia đình. Nếu là trong thế gian này nhiều hiền mẫu, thì người hiền mẫu này sẽ sanh ra hiền tử, mà hiền tử này nó sẽ trở thành hiền tài cho đất nước. Nếu người mẹ này là người mẹ gọi rằng là ác mẫu, nghe ác mẫu danh từ hơi nặng phải không? Người mẹ thường nghĩ điều ác, nói lời ác, làm việc ác, sát sanh hại vật, lén lút tà vậy, trộm cắp, nói láo, tham sân si, đầy bụng dạ, thì cái thai nhi này phải ảnh hưởng cái tánh khí của cha mẹ. Ghê chưa? Rồi những người này sanh ra tuy rằng nó học giỏi, nó làm ông này bà nọ, nhưng nó không có đức, nó không có đức, nó có tài, nhưng mà đứa này là đứa tiểu nhân, tiểu nhân. Và nếu họ là đi tu, Tổ Quang nói, nếu họ là đi tu mà họ thật sự không chịu tu, họ chỉ có hình thức bên ngoài, thì có người này họ phá đạo, họ làm hoại loạn Phật pháp, thì cái tội này nặng hơn ở ngoài đời nữa. Ghê chưa? Cho nên mất từ căn bản, mất đi từ cái căn bản là cha mẹ mình không phải là hiền mẫu. Rồi đến 20-30 tuổi bắt đầu mình vào chùa, mà con người mình nó trở thành cứng cỏi như tre rồi, không uống được nữa, thì con người này sẽ làm hoại loạn Phật pháp, làm Phật pháp băng hoại, rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên thành ra giáo dục gia đình vẫn là cái việc quan trọng, không thể nào thoát ly khỏi gia đình được. Vì vậy cho nên thành ra đối người tiếp vật trong một cuộc sống vợ chồng với nhau, anh em huynh đệ bầu bạn với nhau, dùng tâm chân thật để mình thương yêu lo lắng lẫn nhau. Hôm bữa chúng tôi xuống khu chuyên tu, chúng tôi về chúng tôi cũng không hiểu sao chúng tôi làm như vậy, bởi vì cái bản tính chúng tôi là thích giúp người. Thấy chú Tiến là chú tị mình, ông kêu ông bị viên sạn thận cũng lớn, một ly chín lận. Thì chúng tôi hỏi rằng là đi khám chưa, có đi khám chụp phim rồi. Chúng tôi gọi cho bác sĩ Vinh ở trên Hồng Mỹ, nói có thằng chú ở trong chùa ông bị cái viên sỏi thận, giờ làm sao? Ông kêu mang phim lên đây đi, con bắn cho nó vỡ ra hết, chúng tôi đưa 2 triệu cho chú đi. Chúng tôi vẫn biết cái cảm giác là chú thực sự là cảm nhận được cái tâm chúng tôi đối đãi. Hôm nay không phải chúng tôi làm tốt và chúng tôi kể cho quý vị, mà chúng tôi nói như vậy để anh em huynh đệ khi nghe một huynh đệ mình bị bệnh hoạn, bị có nạn gì, họ có chuyện gì, làm liền, suy nghĩ bằng cách nào đó mình làm liền. Bởi vì cái đó là cái cơ hội để mình tích phước, mà cái đó là cơ hội để mình giúp đỡ anh em lẫn nhau. Không bỏ. Vợ chồng cũng vậy, cha con cũng vậy, bỏ tiền ra mình lo cho họ đi, không mất mát gì đâu. Hôm nay chúng tôi nói ra để anh em mình thực sự thương người như thể thương tâm, thương người đó giống như thương cái thân của mình. Thực sự mình phải thương. Đó. Vì vậy cho nên thành ra sống trong một gia đình mình hết lòng với họ. Mà nếu mà họ thấy mình coi như là không đáng để mà họ ở họ lưu lại, thì mình hoan hỷ vui vẻ, không có gì hết trơn. Thực sự hoan hỷ vui vẻ. Họ. Chúng tôi thường nói thầy Phổ, mấy anh em mà có ra bên ngoài lỡ mà coi như là gặp coi như là thiếu thốn, hồi nãy mới gặp thầy Từ, thầy ở dưới đó có thiếu gì lên chùa lấy đồ để mà ăn. Mẹ thầy hôm nay cũng vô phòng hộ niệm. Hôm nay chúng tôi đang nói cái giáo dục gia đình để mấy thầy thấm được cái điều mà Tổ Ông Quang nói là dùng cái gia đình của mình làm sao để trở thành thánh hiền nè.
mấy thầy đi ra bên ngoài không có điều kiện kinh tế, hoặc giả là sa cơ lỡ bước mà muốn về, chúng tôi hoan hỷ đón nhận liền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình la kẻ chạy đi chứ ai mà la kẻ trở lại bao giờ, đúng không ạ? Mình nên đem một cái tâm gọi là thương yêu quý kính. Bởi vì ai cũng có cái suy nghĩ của họ, và ai cũng có cái sự sa cơ thất thế hết, chứ không phải là ai mà người ta tu một cái lèo cái tới. Bữa chúng tôi nói với thầy phổ, có thể nào mà mình tu từ bây giờ bắt đầu bước vô xuất gia, mãi mãi tu cho đến khi thọ mạng hết là mình không vấp ngã không? Không thối chuyển không? Làm gì có chuyện đó. Làm gì có chuyện đó. Nếu mà vấp ngã thối chuyển thì cái gì để bảo bọc mình? Bữa chúng tôi nói thầy phổ, cái phước nó bảo bọc mình. Sống mình phải hiểu được điều này. Giúp người nè, thương người nè, giúp vật nè, phóng sanh nè, lo cho tam bảo nè. Lỡ mình sa cơ thất thế, công phu mình yếu kém, chứ đâu phải là lúc nào nó cũng phải là tu cái tinh tấn hoài, ngày nào cũng tinh tấn được hết đâu. Nó có những cái lúc mà nó lại thối chuyển chứ. Thì cái thối chuyển mà nó bị coi như là sa cơ thất thế, hoặc giả là nó bị chướng ngại á, thì cái phước báu nó bắt đầu nó bảo bọc mình. Cái âm thầm cái phước báu nó xoay chuyển rất hay. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Cũng như cái lúc mà chúng tôi ở bên Mỹ, khi mà ở một mình ở bên đó, coi như là với thầy Nhật Minh, với thầy Nhận Nguyện, mà ba anh em là anh nào cũng không biết tiếng Anh hết trơn. Người ta ra người ta hỏi cái câu gì chúng tôi cũng ngơ ngơ như đồ bò đổ nó, không biết cái câu gì hết trơn á. Bởi vì lúc đó chuẩn bị dọn dẹp về, nhưng mà lại có người coi như là hộ pháp, thượng thiện nhân, những người họ đặc biệt họ hộ trì cho mình. Có cái anh chàng đó, ảnh chạy xe từ San Jose miền Bắc Cali mà xuống tới miền Nam. Chúng tôi thuê xe cho ảnh, mà bên Mỹ là nó bận tối ngày chứ không phải là dễ nhờ người ta đâu. Mình chạy xe từ miền Bắc Cali xuống miền Nam đi 500 cây số, mà bên đó là chạy 100 cây số là 1 tiếng đồng hồ. Ảnh chạy 6 tiếng đồng hồ xuống tới miền Nam Cali, anh lấy cả một cái kho mà chúng tôi làm pháp hội, tượng Phật, đồ đạc, anh trở về xong rồi anh chạy thẳng qua bên cái chỗ lên San Francisco, mà cái chỗ mà Vạn Phật Cánh Thành của Hòa Thượng Tiến Hóa để cúng dường. Mà nó cái xe là chạy xịt khói đen liên tục, bởi vì nó quá nhiều đồ trong đó, nó quá tải. Mà anh nói là nó chết mấy nửa chừng là chịu chết. Mà Mỹ chúng tôi đi từ San Jose là miền Bắc Cali mà xuống đến miền Nam biết rồi. Cái đoạn đường nó có những cái đoạn đường là cả 100 cây số không có nhà, toàn là sa mạc bắn tanh. Mà anh nói là nó cái xịt khói đen mà coi như là đúng là có Bồ Tát đẩy. Có Phật Bồ Tát, bởi vì mình khởi niệm lên để mình cúng dường Vạn Phật Khánh Thành, dọn hết bãi chiến trường để về lại Việt Nam à. Thì coi như là nghĩ là ba anh em không biết nói tiếng Anh mà cũng không có biết chạy xe, thì hỏi làm sao mà dời cái kho dưới miền Nam Cali mà đi về lại tên San Francisco. Mà từ ở miền Nam nó về tới miền Bắc là 500 cây, mà từ miền Bắc mà chạy lên trên Vạn Phật Khánh Thành nó mất 300 cây nữa là 800 cây. Vậy mà ông một mình, ông cứ chạy túc tắc mà ông chạy về tới trên đó. Ông kêu cái xe này chắc về thuê, bên đó là thuê cái xe gọi là xe truck, nó dài vậy đó. Ông kêu chắc về cái xe này, chắc ông này ông sửa khùng luôn, cái hãng này chắc nó hư luôn á. Cái xe này nó hư luôn á. Thấy không? Thấy khi mình làm thiện sẽ có thiện nhân giúp đỡ. Khi mình làm ác sẽ có người ác đến phụ trợ cho mình. Nhất thiết di tâm tạo, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Khởi một niệm ác lên, nếu mà không niệm Phật để triệt tiêu nó, thì cái thế giới ác đó họ sẽ đẩy vào. Vừa rồi có một cô ở đây, gia đình ruồng rẫy, đúng là cái người có nghe Phật pháp thì họ lên chùa, họ biết tu đồ, cái họ nghe, họ gặp chúng tôi cái là đỡ rồi phải không? Cuối cùng gia đình ruồng rẫy xong, cái cô này cũng ba mấy tuổi á, qua bên nhà trọ này xong cái uống thuốc tự tử, uống thuốc ngủ. Rồi thầy Chiếu ông mới nói giờ làm sao, kêu phải chở liền lên trên bệnh viện Hoàng Mỹ. Lên Hoàng Mỹ xúc ruột đồ xong xuôi, cái về nhà uống tiếp. Ghi tờ giấy là xin đừng cứu tôi nữa. Chúng tôi nói là hết thuốc chữa rồi, bây giờ gia đình bỏ rồi. Khi lên bệnh viện thì chúng tôi gửi tiền gửi bạc lên đó để xúc ruột lo xong xuôi hết rồi, về phòng trọ uống tiếp. Chúng tôi thôi cho qua phòng hộ niệm. Qua phòng hộ niệm tỉnh mấy thầy cho qua kia để hồi sức nghỉ ngơi, cái rồi chết mất. Mà cái lúc uống thuốc chưa chết, gọi gia đình từ luôn, gia đình không nhận nữa. Và chúng tôi nói gia đình từ thôi mình lo, đăng ký tạm trú rồi đi thiêu hay đi gì mình lo hết. Mà sao gia đình tự nhiên thấy chết rồi, cái bắt đầu mang hồn mang đồ lên, chúng tôi liệm đồ xong xuôi hết rồi trở về. Chắc là gia đình cũng không biết đạo, cũng không có cúng đồng nào, chúng tôi cũng không quan tâm, cũng không hỏi là đi xúc ruột bao nhiêu tiền nữa, cũng không quan tâm, cứ lo cho họ chết một cách rất tội nghiệp. Quý vị thấy không? Đâu có bệnh tật gì đâu. Mà lý do gì? Lý do là
cái tâm họ vô đường cùng, họ không có cái pháp để họ an tâm. Nếu mà họ chịu niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi á, thì ổn quá rồi. Nhưng mà cô này cũng có biết cách chết là lên gần chùa chết để có chùa lo, cũng còn khôn cái chỗ đó. Cho nên quý vị cái chết đi đâu, chết thì chết về đây chết thì nó đỡ, không có thầy lo. Bà này bà chết bà cũng lựa chỗ bà chết nha, bà lựa chỗ bà chết. Mà chúng tôi thấy tội quá, thấy thiệt thòi không? Mà đâu phải chết vậy là xong đâu. Cái tâm thức bắt đầu gì nó khổ đau nữa chứ đâu phải là nó yên đâu, phải không ạ? Vậy cho nên thành ra phải thủ sẵn thần chú đại bi, mỗi ngày 50 biến, 25 biến. Chúng tôi là phải 75 hoặc 50 là giá chót, phải giữ. Để cái pháp nó hộ thân, hộ tâm, hộ quốc mà. Tổ quan nói hằng ngày ngoài cái việc mà tôi niệm Phật, tôi trì chú đại bi 25, 50, 75 để bảo hộ thân tâm và hộ quốc luôn. Rất quan trọng. Nên làm thử đi. Bây giờ tổ quan ngày làm là không có sai đâu, không có thừa đâu, cũng không có gọi rằng sen tạp đâu. Cái này mình thêm mà. Mà thêm thằng chú đại bi thì kết duyên với Bồ Tát Quan Âm. Lúc lâm chung thì Bồ Tát Quan Âm cũng cầm cam lồ xuống rưới nơi đầu của mình, rồi Thế Chí cầm kim đài trao đỡ gót rước mình về cực lạc. Đâu có phải sen tạp đâu. Để ý đi, để ý đi. Có người nào mà họ niệm Phật xưa nay là họ vô thành phiến, thành khối, họ dứt tâm bất loạn luôn được, được chưa? Chưa. Coi mấy bản thân chúng tôi anh em huynh đệ có ai mà vô nhất tâm bất loạn chưa? Nhất tâm bất loạn chúng tôi đang ngồi nói chuyện quý vị, mấy câu Phật hiệu nó vẫn ro ro ở trong đó đó, không phá vỡ được cái âm thanh niệm Phật. Bất cứ mọi lúc mọi nơi ngủ nó cũng niệm bên trong đó chứ không phải cần máy. Cái đó là thành phiến thôi, nó ngang thành khối đó, ai làm được chưa? Khó. Khó là cái thiện căn của mình nó yếu kém, cái thói chuyển của mình nó liền liền, cho nên mình phải còn có trợ hạnh chứ. Từ bắt đầu đẻ ra, bắt đầu ăn cơm được, đến bây giờ ăn cơm trắng không ăn nổi không? Tổ quan hay ví dụ điều này, phải còn rau dưa chứ. Đó, ý ngài nói rằng niệm Phật không được với điều kiện phải là thượng căn. Chứ còn không, anh em mình đã niệm bao nhiêu năm nay nó được nhất tâm chưa? Là bởi vì cái thiện căn của mình nó yếu kém, cái phước đức mình nó cũng chưa đủ, và cái tâm mình nó thối chuyển liền liền, cho nên mình cần phải có trợ hạnh. Cho nên hành chánh trợ đồng hành. Cái chánh đó là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cái trợ hạnh đó là trì chú đại bi, niệm Quan Âm, in kinh, in tượng Phật ha. Có tiền mình làm phước báu, gọi là những cái trợ hạnh là không những là trì chú niệm Quan Âm mà phải là in kinh nè, có bao nhiêu làm bấy nhiêu nè, giúp đỡ người nghèo nè, thương người nè, thương vật nè, mà chánh trợ cùng hành thì bọn phàm phu mình phải làm thì mới nói cái chuyện vãng sanh. Còn nếu mà chánh hạnh vãng sanh không mà không có trợ hạnh á, rớt, để ý đi, rớt. Bệnh tật nó xảy ra rồi thì rồi xây một cái thất cũng không có đủ tiền để mà xây, cũng nâng gá người khác. Coi lại đi, đủ kiểu nó thiếu thốn, đó là do cái phước đức của mình nó kém, đúng không ạ? Như vậy cho nên thành ra hôm nay thì cái thời gian chúng tôi nãy giờ nói là cũng 50 phút rồi. Bây giờ thầy Tánh sẽ đọc cái giáo dục gia đình và có mấy cái lá thư ngắn nhưng mà rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lời khai thị của tổ Sướng Quang Chích Trong Sao, thành tâm cung kính nhân lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Tổ Sướng Quang khai thị về giáo dục gia đình. Xem khắp cổ kim, dù nhà hay nước hưng thịnh suy vong, bình yên loạn lạc, chưa bao giờ chặn lấy cái thân của cá nhân đang cầm quyền để làm cội gốc. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nhưng muốn nước nhà quật khởi hưng thịnh, lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cái gốc để lập thân như tôi vừa nhắc đến chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sần bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đôn đốc luân thường, tịnh sâu nhân quả, dè dặt kiên sợ, chỉ sợ trái vượt. Làm được như thế thì sẽ có thể tỏ rạng được minh đức, ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng. Lý ấy, sự ấy, phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được. Nhưng chẳng phải là lạ lùng, đặc biệt
phiền diệu, đến nỗi muốn cầu mà không được. Bởi lẽ đạo của Nguyễn Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thật phù thất phù, nếu thực hiện được như thế thì gần là con cái và anh em trai, chị em gái, chị em dâu đều cùng nhìn theo, bắt chước nhau làm lành. Lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng cả ấp. Do vậy kinh thi khen ngợi văn vương là làm gương cho vợ của chính mình, rồi đến anh em, cho đến khắp cả nước nhà, chính là do ý nghĩa này vậy. Nhưng thiên hà chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ gia đình chính là nơi phát sinh hiện tại trong thiên hà. Cha mẹ chính là những người đưa bậc hiện tại trong trời đất noi gương. Giáo dục trong gia đình nghiêm ngặt chánh đáng thì những đứa con có thiên tư sẽ có thể tỏ rạng minh đức, ở yên nơi túc lành tột cùng. Hễ cùng quẩn thì riêng mình thiền, mà cũng nêu gương trong làng trong ấp. Hễ hiến đạt bèn làm cho cả thiên hạ cùng được thiền, lập đại công dựng đại nghiệp, ân trùng hoàng vũ thấm nhuần không ngần mé. Con gái thì giúp chồng dạy con, giữ vững chức phận phụ nữ, làm bậc mẫu nghi trọng chốn khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới. Lệ trạch tạo lết cho lẫn nhau như thế, đức đẹp càng tỏ rạng, há chẳng thế nào thuần phong mỹ tục thiên hạ thái bình ư? Những điều vừa nói trên đây chính là luận theo phía những kẻ có thiên tư thượng đẳng. Dẫu những kẻ thiên tư thuộc loại trung hạ cũng biết tôn kính lễ nghĩa, vân dự phép tắc, biết giữ yên bổn phận, quyết chẳng đến nỗi trở thành hạng ương bướng hèn hạ chống đối. Trong cuộc đời muốn cho gia đình lẫn đất nước được quật khởi hưng thịnh thì cố nhiên phải chú trọng nơi đường lối giáo dục trong gia đình. Một người bạn tôi sẵn lòng lo toan cho đời, đau đớn nghĩ thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống, nhân dân khốn khổ chẳng thể kêu gào nơi đâu. Bèn đem 10 thiên giáo huấn về vân giữ luân thường, vốn là cổ báu gia truyền của nhà ông Thạch Thành Kim, và tác phẩm Châu Tưởng và Huấn Giải của Châu Phụng Minh ghép chung lại, đặt tên là Gia Đình Bảo Giám. Tịnh ấn hành để lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu những người muốn hưng khởi nước nhà trong cuộc đời đều có cái vốn để làm. Toàn tính xong xuôi, bèn sai quan cất bút trần thuật những nét chánh yếu để tạo thành lời tựa. Tuy lời lẽ trong lời tự này không phù hợp sát sao cho lắm, nhưng ý nghĩa quá thật, đích xác, không dối trá. Nguyện những người yêu nước thương nòi, thương yêu con cái trong cuộc đời, mỗi người đều giữ lấy một cuốn để giáo hóa, chỉ dạy con cái thì thành tích chắc sẽ vượt ngoài những điều mong mỏi vậy. Ví như đang khát mà có được nước cam lộ, chẳng những hết khát mà còn nhanh chóng chưa được phiền não, thận tâm thanh lương. Sách này văn chương tí nông cạn thông tục, nhưng quả thật là cứ ngõ để mong thành thánh thành hiền. Đến khi đã thâm nhập thì sẽ lên thẳng chỗ huyền diệu sâu thẳm, ai có thể cự lại được. Vua Thuấn là bậc đại thánh nhân mà vẫn còn thích suy xét những lời nông cạn, huống là những lời lẽ tinh thâm thuần tí tục bậc thiết thực đối với thân tâm này ư? Nguyện ai nấy quý trọng gìn giữ để làm tấm gương soi sáng tương lai, thì gia đình may mắn lắm mà thiên hạ cũng may mắn lắm thay. Tổ Xương Quang trả lời thư cư sĩ Thái Khế Thành: giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu muốn học đạo để thoát phạm tục,
mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà mong tươi tốt, như chim không cánh mà muốn bay cao. Thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu chỉ danh hiệu Phật. Phàm phu sắc đất muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, mà nếu chẳng y theo bốn câu này sẽ thành không nhân, mà muốn có quả chưa gieo đã mong vật hái. Muôn vàng chẳng có lẽ ấy, nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dự vào bậc thánh hiền, ắt lên cõi cực lạc. Tâm tánh của bọn chúng ta giống hệt như Phật, chỉ do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai thương xót tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi hàm thức theo đường trở về nhà. Pháp môn tuy nhiều nhưng trọng yếu chỉ có hai, tức là thiền và tịnh, liệu thoát dễ nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kim Phật lực. So sánh hai pháp thì tịnh khế cơ nhất. Nhưng người vượt biển nhờ vào thuyền bè, mau đến được bờ kia, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh đều mạc chỉ khâm hành được pháp này, nếu không thì là trái cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề, sanh chân tín nguyện, suốt đời giữ vững, chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, tuy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiện giáo, triệt để hiển hiện, đời đến đúc lâm chung, được Phật tiếp dẫn, thẳng lên thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, mồ nhiễm làm sao? Tổ xưng quan khai thị về việc trì chú đại bi và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng kinh nào, tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú đại bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thôi nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm chủ trì chùa nào cả. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, thọm sân lừng lẫy, sức yếu, tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiên lực, không còn ngờ vật thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với ta bà, ngoài việc niệm Phật ra, chỉ thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim trì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, vân vân cũng đều được cả. Này sống tại chỗ thường xuyên có phi cơ bay tới, hằng ngày tùng chú Đại Bi, niệm Phật, niệm Quán Âm. Nếu chẳng dám ở lại trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho các khác chê cười ư? Quan chỉ chơi chọi một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì, huống chỉ có chuyện Hoàng Hoa xã phải lo liệu. Quan tuy chẳng phải là chủ trì chùa, nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ nhân đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn, thì công chuyện sẽ thành bỏ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông ngân sách, có ích cho đời, cho người. Nếu đại kiếp đối đầu, mọi người đều cùng chết sạch hết, quan cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phận vậy. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và chợ phân minh thì chợ cũng quy về chủ. Nếu cứ chẳng lăng không phân biệt, có điều như nhau, thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hơn kém? Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói Tổ Hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Đối với cộng khóa sớm tối, ngoài việc theo các chùa thực hiện cộng khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hay lúc nào rảnh rỗi thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên Nguyễn Thượng, thư cho lời cư sĩ Dư Hữu Duy. Và dạ, lá thư đến đây là kết thúc. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay thầy Tánh đọc quý vị nghe hoan hỉ không ạ? Thực sự chúng tôi rất là tâm đắc cái bộ Văn Sao, cho nên mỗi lần giảng thì cần quý vị nghe. Có nghe cái đoạn sau thầy Tánh đọc là mỗi ngày trì chú Đại Bi 25 lượt hoặc 50 lượt hoặc 75 lượt. Chỗ này quan trọng. Nếu mà trợ hạnh này biết cách để mà dụng công thì trợ nó cũng quy về cho chánh. Chỗ này hay. Đem thần chú Đại Bi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để kết duyên với Bồ Tát Thiên Thủ Bồ Tát Quan Âm, Ngài cũng sẽ hộ trì gia trì cho mình để lúc mình vãng sanh trợ quy về cho chánh. 207 đến 216 thì chúng tôi theo Hòa Thượng Tịnh Không là chỉ A-di-đạo Phật, cũng không niệm Nam Mô luôn, chỉ một bộ Vô Lượng Thọ. Mà sau khi đọc Văn Sao thì Tổ Ân Quang nói là niệm trong tâm thì 4 chữ, hộ niệm thì 4 chữ, mà niệm ra tiếng thì niệm 6 chữ, lễ Phật thì 6 chữ, bọn phàm phu mình cũng cần 2 chữ Nam Mô để thể hiện lòng cung kính, không bỏ được. Hay, hay cái chỗ này, không bỏ 4 chữ mà cũng không phải là chấp 6 chữ, cũng không phải là chấp 4 chữ mà bỏ 6 chữ, mà không phải chấp 6 chữ mà bỏ 4 chữ. Để ý đi, niệm trong tâm 4 chữ nó rất là nhẹ, nó bớt 2 chữ Nam Mô. Như buổi tối mình ngủ thì mình mở Nam Mô A Di Đà Phật, niệm trong tâm A Di Đà Phật. Cần thêm Đại Bi, cần thêm Quan Âm, cần thêm trợ hạnh in kinh phóng sanh, chánh trợ cùng hành, giống như là con thuyền mà nó đã căng buồm lên rồi á, mới gặp gió để nó thổi xuôi chiều nữa thì con thuyền đi nhanh. Thuận gió căng buồm, thuyền sẽ nhanh đến bờ. Cái hay. Hồi nãy chúng tôi đi lên tới trên này, chú Bạch ông chở chiếc xe điện đi qua bên này, chở một bà cụ đi, xong rồi có một cái đứa bé nó nhảy lên 5 tuổi. Mẹ của chú bé này đi qua bên đó thì chúng tôi hỏi là lên đây bao lâu rồi, kêu khi con mang bầu con đã lên đây ở rồi, chắc là thuê nhà. Xong rồi chúng tôi hỏi con làm việc gì, kêu con làm kế toán cho cái công ty. Nếu mà mình thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi A Di Đà Phật niệm trong tâm mà mình thường niệm, niệm cả ngày lẫn đêm, đêm ngủ niệm bằng cách nào? Lấy cái máy ra, mở nho nhỏ rí rí vừa đủ nghe. Cái não của mình mà mình mở nó lớn quá đó, lớn như vậy nè, thì tự nhiên cái âm thanh nó làm mình dễ bị thức giấc. Lớn quá đó thì âm thanh nó làm mình dễ bị thức giấc. Nam Mô A Di Đà Phật, dễ bị thức giấc. Nhỏ nhỏ rí rí thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, nhỏ thôi. Thì thường ban đêm á, nếu mà mình ngủ mà mình mở Nam Mô A Di Đà Phật, có những người mở Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Nghe cái âm thanh đó rồi mình, cái tâm mình nó duyên theo cái danh hiệu đó, rồi từ từ bắt đầu nó đi vào giấc ngủ. Nếu mà ai mở quen rồi đó thì không có ngủ không được. Nó thiếu thiếu cái gì đó. Mà trong cái lúc ngủ mà mình mở cái danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm á, thì thường là mở danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm. Chứ thần chú Đại Bi thì nhanh quá, mình niệm theo không kịp. Và cái cách niệm của chúng tôi là có một câu trong máy và một câu khổng trống á, thì mình niệm A-di-đà Phật trong tâm à, hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm, thì nó đi vào trong giấc ngủ. Mà thường mà nghe câu Phật hiệu với danh hiệu Bồ Tát mình ngủ á, là con người này ít gặp mơ mộng ác mộng lắm, gặp toàn là mộng lành không. Bởi vì cái lúc đó cái A là gia thức mình, gọi là cái thức thứ 8 và thức thứ 7 á, nó vẫn tiếp nhận cái chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vào trong tâm quý vị. Thì chúng tôi hôm bữa nghe Tổ sư Ấn Quang Ngài nói, đi đứng nằm ngồi hết thảy thời, hết thảy lúc, trong giấc ngủ cũng niệm Phật. Mình nghĩ không biết sao mà trong giấc ngủ cũng niệm Phật đấy.
thì cuối cùng bọn hoàng phu mình chỉ dùng cách là mở máy ra thì trong giấc ngủ mới niệm Phật được. Chứ còn nếu mà trong giấc ngủ mà mình ép cái câu Phật hiệu mình niệm, mình không cho nó ngủ thì thua. Chỉ có một cái bà già, sau khi cái phim này làm xong, chúng tôi để một khúc đĩa của bà cụ, mà chắc là bà cụ này làm nổi chứ bản thân chúng tôi, quý vị làm không nổi. 40 năm không ngủ, không chợp mắt ngủ, buổi trưa cũng không ngủ. Người ta hỏi bà lý do gì 40 năm bà không ngủ. Người ta quay cái video một khúc đó, thì bà mới nói là do cái xóm làng này nó hư lắm, thanh niên nó xì ke ma túy nó hư, rồi tôi cũng sợ đứa con tôi nó hư, cho nên thành ra tôi lo quá, tôi ngủ không được, tôi cứ niệm Phật, tôi hồi hướng với hai tôi thức để tôi nghĩ ra cái cách gì tôi dạy con tôi, cho nên thành ra tôi không có ngủ, nó thành thói quen, cho nên 40 năm nay không ngủ. Ít nhất gì cũng được 3-4 tiếng chứ, phải không ạ? Mà mình chưa niệm Phật công phu như bà cụ thì mình không dám làm như bà cụ rồi, đúng không ạ? Thì cuối cùng bà nói là trong 40 năm không ngủ thì dạy 6 đứa con thì đứa nào cũng ngoan. Bây giờ khi mà tôi mà nói một câu là nó sợ riêu riêu, không đứa nào dám cãi một lời. Kinh khủng không? Thấy bà cụ kinh khủng không? 40 năm không ngủ mà bà kêu nghiện niệm Phật luôn, niệm riết rồi nghiện niệm Phật luôn mà không ngủ cũng không thấy mệt. Lạ, bà cụ này đặc biệt. Thưa quý vị, sau một cái lễ Phật đản chúng tôi cũng hơi đuối sức, vì nó liên tục đi ra Hà Nội xong cái quay về, cái rồi sắp xếp công việc ở chùa rồi đến Phật đản liền, cho nên nó bị đuối sức. Đuối sức nghĩa là cái khí lực của mình nó bị hao. Bởi vì không phải chỉ là lên giảng không, mà vừa rồi hơn 4.000 người mà sau khi lễ rồi, chúng tôi với thầy Phổ thì đứng ngoài cửa, chúng tôi ở trong phòng khách, thì chúng tôi ước chừng cũng phải một nửa 2.000 người lên hỏi thăm sức khỏe. Thì có cúng dường cũng có, xin mấy cũng có, mà hỏi thăm sức khỏe xong rồi về hết khỏe luôn. Nghĩa là tiếp quá nhiều, người hỏi một câu. Lúc giảng thì không đến nỗi mệt lắm, nhưng mà cái lúc mà tiếp thì bị đuối sức. Khi mà đuối sức thì buổi sáng 1-2 giờ thức dậy, thì bắt đầu 3 giờ công phu, đến 1 tiếng sau là tu không nổi nữa. Nghĩa là xong thời đại bi với tụng kinh Phổ Môn, niệm Phật một chút là coi như chân nó quíu hết, hết ra hơi, niệm không được nữa. Mở máy ra niệm trong tâm, niệm con không nổi, chỉ lên nằm thôi. Thì từ thứ hai đến thứ sáu là đuối sức. Nhưng mà bắt đầu sáng hôm thứ bảy với là sáng hôm nay bắt đầu nó trở lại cái sức được. Nghĩa là tu hết một thời, từ lúc 2 giờ tự niệm trong tâm, thường chúng tôi thức dậy là tự niệm trong tâm A Di Đà Phật, mở cái máy ra cho mấy câu mình niệm câu, hoặc là niệm từng chữ A Di Đà Phật trong tâm. Rồi 3 giờ tu đến 6 giờ thì chỉ có thứ bảy với lại chủ nhật sáng hôm nay thì theo được cái thời khóa 3 tiếng, cùng mấy đợt trước chịu không nổi, hơi không đủ, sức không đủ. Cho nên Tổ Ấn Quang nói là cái người mà tiếp khách họ sẽ mất sức rất nhiều, nhất là cái khí lực và sức khỏe. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thông báo là nếu Phật tử nào ở trong này mình xin mấy đó thì hỏi ra quý thầy thử coi là mấy còn hay không. Hình như còn được 20-30 cái trên đó. Vừa rồi đây là lễ Phật đản là 800 cái là hết. Cho tặng thầy thầy Biện 100 cái, với lại ở chùa Phú Yên, chùa Cảnh Thái 100 cái, còn lại 800 thì đã hết. Thì từ đầu năm đến bây giờ thì thầy tánh thầy làm khoảng 6.000 cái. 6.000 cái tương đương khoảng 1 tỷ. Thì chúng tôi cũng không hiểu làm sao lại có tiền làm được như vậy. Bởi vì mấy là Phật tử sinh nhiều nhất, còn sách kinh thì in ra hôm nay họ đọc không nhiều. Bởi vì họ nghe chúng tôi giới thiệu cái máy để mà nó hỗ trợ cho mình niệm, mình lại, mình trì đại bi cho họ sinh quá cỡ. Thì mới đặt hồi hôm qua thêm 1.000 cái nữa, đó là 6.000 cái. Thì thực sự chúng tôi chưa khi nào kêu gọi quý vị để mà chúng tôi làm máy hay là in kinh, in sách không. Vì sao vậy? Bởi vì nếu mà họ biết, họ tự phát tâm thì cái phước của họ có. Còn nếu mình kêu họ không có thì làm cho họ rất khó xử. Mà đôi khi mình kêu không có mà mình cứ để cái tâm vô, mình mong muốn thì nó cũng bất an, không an vui lắm. Bởi vì mình muốn mà không được là nó bất an. Cũng như mình nói hôm nay với Phật tử về đông, toàn là sinh không, không ai cúng dường. Ví dụ mình khởi cái niệm lên như vậy đó, thì tự nhiên mình bất an. Mà khi tâm đã bất an rồi thì không có cái tâm nào mà giảng pháp được hết, đúng không ạ? Cho nên thành ra chúng tôi nói là quý thầy, quý chú và quý Phật tử ở đây,
coi quý vị như người thân, dùng cái tâm chân thật để mà đối đãi. Nước cũng tặng miễn phí, rồi ăn cũng tặng miễn phí, máy cũng tặng miễn phí. Không phải chúng tôi khoe khoang đâu, mà chúng tôi nói như vậy để quý thầy có một lập trình trong cái tư tưởng của mình, là cứ việc miễn phí, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Theo cái quan điểm này, và dùng cái tâm chân thật để mà đối đãi, thì người ta đến với mình, người ta thấy mình không có lợi dụng, mình giúp cho họ không, thì chẳng lẽ họ bỏ mình? Đúng không ạ? Quý vị coi lại, chẳng lẽ họ bỏ mình? Họ đến đây để làm gì? Họ tu tập. Lắng nghe chỗ này quý thầy, quý chú, quý Phật tử lắng nghe chỗ này. Khi mình đối đãi với một con người đó tốt, không lợi dụng, không vụ lợi, thì đây là một cái phước báu rất là lớn. Mà đem cái phước báu này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, đây là một cái vốn. Một vốn, đây là một loại công đức vô lậu. Đây là một cái thiện nhân, đây là một cái nhân lành để mình gửi về Tây Phương Cực Lạc. Nó hơn là mình đối duyên xuất cảnh để mà mình mong người khác đáp đền lại cho mình bằng của cải vật chất. Mà trong 10 điều tâm niệm nói là khi giao tiếp không mong lợi mình, vì mong lợi mình mất hết đạo nghĩa. Cho nên thành ra thực sự quý Phật tử về đây, chúng tôi cùng quý thầy đem cái tâm chân thật để mà đối đãi, đem cái tâm bình đẳng. Như hôm nay có người nghèo người giàu đúng không, có người trí người ngu phải không, bình đẳng giống nhau, ai vô trước ngồi trước, chút nữa xuống ăn cơm bình đẳng với nhau, nghe pháp bình đẳng với nhau. Dùng cái tâm bình đẳng này đối diện xuất cảnh. Hôm bữa thứ sáu thầy Phổ mang ít tiền qua, thầy nói là chi phí mọi thứ rồi quý Phật tử nghe vào hạ, cho nên cúng dường cũng khá khá, dư được mấy chục triệu cũng mang qua cho sư phụ. Thì chúng tôi với thầy ngồi cái bàn ở phía dưới cái tầng hầm của cái nhà sàn bên đó, chúng tôi mới ngồi nói chuyện. Thực sự sau khi một buổi lễ anh em mệt, nhất là thầy Thành rất đuối. Bởi công việc trước thì thầy Nhuận Minh sắp xếp đạo tràng, hôm nay thầy Thành bao luôn cái sắp xếp đạo tràng, rồi làm luôn cái MC, thầy thở không ra hơi, thầy mệt. Mà chúng tôi nói thầy Phổ là cái mệt này nó sẽ qua, và cái phước báu mình làm giúp cho chúng sanh, giúp cho Phật tử nó còn. Để ý nha, ví dụ như là quý thầy mệt nấu ăn, mệt sắp xếp đạo tràng, mệt làm MC, mệt sắp xếp ghế vân vân, cái mệt này nó hết không? Hết. Giống như chúng tôi á, giảng nó tổn khí, từ thứ hai cái hơi thở không đủ để niệm Phật, đến thứ sáu, rồi thứ bảy chủ nhật nó cũng trở lại thôi, bữa nay cũng bình thường thôi. Cái mệt nó sẽ qua, chắc chắn cái mệt nó sẽ hết. Nhưng mà do cái tâm mệt đó nó cộng lại với cái tâm chán nản, cái tâm bất an, cái tâm mà ích kỷ, rằng là thôi mệt quá nghỉ luôn, không làm nữa. Chỗ này là cái chỗ thối chuyển làm việc thiện nè. Con người mà thối chuyển làm việc thiện thì không, không những thối chuyển làm việc thiện thì, nhưng mà thối chuyển tu luôn á. Để đi, cái việc thiện họ đã là thối chuyển rồi, cái việc tu họ cũng sẽ thối chuyển. Bởi vì cái tâm thối chuyển đó nó phát xuất ra, cái việc thiện mà làm thối chuyển nó phát xuất từ cái tâm thối chuyển. Nên nhớ cái con người mình ở cõi này nó thối chuyển liên tục. Mà người đời người ta gọi là chán á, mời cưới vợ về, trời ơi nó ngon nó ngọt, em là nhất trái đất ha, em là cũng như là coi như là bên cạnh đời anh suốt đời ha, nói cho ngon cái ngọt cái mỏ cái dài bữa cái gì, cãi lộn, làm phiền phức ly dị. Nó chán, nó chán, nó chán, con người mình dễ chán, để ý đi. Đúng không ạ? Cho nên ở cái cõi này nó đọa, nó lên nó xuống liền liền à. Thích làm thiện cái rồi thôi, làm cái nó mệt chút cái bắt đầu chán. Rồi công phu thời gian ép vô, vô công phu cho thành khói nhập thất, vô thời gian cái rồi chán. Làm sao cân đối được cái thời gian công phu làm việc đều đặn không chán. Đây là một cái tâm không thối chuyển. Muốn như vậy trì đại bi đi, sẽ thấy Tổ Ấn Quang nói cái người mà trì thần chú đại bi á, thì cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn làm cho quý vị sẽ nỗ lực tinh tấn giữ cái bồ đề tâm cho quý vị không thối chuyển, không bị chán nản. Thử đi, thử đi, 25 biến là thấy rồi. Ồ đó, cho nên thành ra là cái việc mà mình tu cái nhân địa để vãng sanh Tây Phương thì người làm thiện làm sao không cho chán, nhất là cái thiện căn phước đức nhân duyên. Hôm nay chúng tôi nói đến cái phước đức. Quý vị, Tổ sư Ấn Quang, thực sự từ khi chúng tôi đọc văn sao, mà trước khi đọc văn sao ở bên Mỹ mà 2017 á, thì chúng tôi gặp cái cuốn sách Gia Ngôn Lục
Thì cuốn sách này chúng tôi nói cô Giáng Hương thỉnh ở chùa Hoàng Pháp 1000 cuốn cúng dường Thiên Tăng. Chúng tôi kết cuốn sách này cái gì quá hay, và xuống thỉnh 1000 cuốn cúng dường Thiên Tăng. Và chúng tôi nhớ có năm 2012-2013 chúng tôi có nói về trì giới niệm Phật, có giảng ở trong Gia Ngôn Lục. Nhưng mà cái cuốn sách Gia Ngôn Lục nó cô động, quá cô động, không nói những cái hành trạng, không ít có nói về tổ ấn quan trì chú đại bi, chỉ có nói một đoạn ngày khuyến khích niệm Quan Âm thôi. Cho nên thành ra những cái lá thư đó cắt những cái tinh hoa đưa vô Gia Ngôn Lục, cho nên thành ra chúng tôi bị bỏ nửa chừng. Mà chúng tôi nhớ cái lúc mà chúng tôi đọc trong cái Gia Ngôn Lục là chúng tôi không đi đâu một năm, mà mỗi buổi tối thứ bảy chúng tôi lên giảng. Chắc là trong này có những người nhớ, có những Phật tử nói là cái trì giới niệm Phật năm 2013 mà mỗi thứ bảy sư phụ lên giảng thì tuyệt. Mà thực sự hôm đó chúng tôi cảm được. Sau đó rồi cái bắt đầu cái từ từ cái bắt đầu là gì, nó thối chuyển từ từ cái rồi bắt đầu bỏ. Rồi mãi chúng tôi qua Mỹ gặp được cái bộ Tam Biên trước, rồi mới đến là Tục Biên, mới đến Chánh Biên, để Tinh Hoa Lục, Giáo Dục Gia Đình, Bảo Thân Tiến Dục. Rồi 6 năm nay chúng tôi đi sát vào, sợ nó bị xuất ra giống như là nghiên cứu Gia Ngôn Lục mấy năm trước. Vì vậy cho nên thành ra cái bộ sách Văn Sao của Tổ Sứ Ấn Quang là bộ sách coi như là tủ sách để thực nghiệm. Nhớ nha, tủ sách để thực nghiệm. Nghĩa là mình học rồi mình thực hành, mình mới thấy cái pháp vị trong nó. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi giảng Văn Sao thì thầy tánh lại phát tâm để đọc. Mà thời gian thì hôm nay chúng tôi sẽ giảng trọng tâm vào ở trong Văn Sao. Giống như là ngài nói rằng là con người muốn vãng sanh thì phải có 6 cái điều kiện. Thứ nhất là phước đức, đó là tịnh nghiệp tam phước á. Thứ hai là thiện căn. Thứ ba là nhân duyên. Thứ tư là tính. Thứ năm là nguyện. Và thứ sáu là hành. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, tính, hạnh, nguyện. 6 cái điều này bám cho chắc vào thì người này sẽ không lỡ chuyến đò vãng sanh Tây Phương. Không lỡ chuyến đò. Nếu đã là tin có phước đức mới được vãng sanh thì người này đã phải ra công ra sức để phục vụ chúng sanh tùy theo khả năng của mình. Có nhiều người người ta nói bây giờ đi làm phước đức cúng dường cho chùa tỷ này tỷ nọ, cúng dường đúc chuông, cúng dường xây tượng mới có phước đức phải không? Đó là một loại phước đức trong nhiều loại, loại nào nữa. Có những người về đây không có đồng tiền nọ trời. Hôm nay nghe phóng sanh 20 triệu tùy hỷ thì được tùy hỷ phước đức, tùy hỷ công đức. Thấy người ta làm lành, mình tùy hỷ cái việc làm lành. Cũng như chút nữa có người cúng dường trai tăng phải không? Mình tùy hỷ cái việc cúng dường trai tăng thì mình sẽ có được phước đức, mình có được công đức. Cái công đức tùy hỷ này không bỏ tiền, không bỏ công, mà chỉ có tâm tùy hỷ lại được có phước đức. Nó hay ngay chỗ này. Rồi, không có tiền, không có của, mà dùng cái tâm thí. Tâm thí nghĩa là mình phát bồ đề tâm muốn làm việc đó, nhưng chưa làm được là do không có tiền. Nhưng mà nhờ cái tâm thí này cũng có phước báu. Cho nên thành ra ở trong tịnh nghiệp tam phước, lắng nghe nha, cái người mà muốn vãng sanh mà bỏ 10 điều thiện ở trong tịnh nghiệp tam phước, rồi bỏ đi cái lòng từ không giết, bỏ đi cái hiếu dưỡng cha mẹ, bỏ đi cái tôn kính sư trưởng, thì người này coi như giàu cho niệm Phật nhất tâm bất loạn đi nữa, giàu cho đủ tín nguyện đi nữa, nhưng mà không đủ phước đức, thất bại cái chỗ này. Cho nên ở trong kinh A Di Đà mới nói là muốn vãng sanh phải đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên mà, đúng không? Cho nên cái phước đức mình bỏ qua là mình thất bại, thất bại. Cho nên thành ra quý vị thấy không, quý thầy thấy không nè, từ khi bắt đầu chúng tôi lập cái tịnh thất Quan Âm năm 2000, mãi đến 2007 bắt đầu mở pháp hội, trong tâm chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có các cụ về thôi, chứ các thầy chúng tôi không đủ cái tài, cái đức để mà có thể chiêu hiền đại sĩ để mà cho quý thầy về. Chúng tôi nghĩ là chỉ có các cụ về thôi, mong cho được 48 cụ, vừa mở ra là được 4 cụ. Nhưng mà thực sự nuôi các cụ không phải là dễ đâu, không phải mình có tiền có nhà mà các cụ ở đâu, mà mình phải có cái tâm thương các cụ, lo các cụ như mẹ mình. Đây có mấy cô ngồi ở đây, mấy cô trẻ ngồi đây nè, chắc là mấy cô cũng hiểu, chúng tôi uống viên thuốc bổ Phật tử gửi bên Mỹ về cho các cụ viên.
chúng tôi ăn trái chuối cho các cụ một trái. Dĩ nhiên quý thầy bên này là không thiếu rồi. Coi họ như mẹ mình, đừng có thấy họ xa cơ thất thế, nghèo khổ, nương tựa mình mà mình xem thường họ. Họ là Phật Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc đó. Họ là Phật Bồ Tát á, về Tây Phương Cực Lạc á. Và chính họ là người để đến tạo cho mình một cái phước duyên để mình lo cho các cụ, để mình tích lũy những cái phước đức để mà mình vãng sanh. Vì sao mà mình lại xem thường họ? Một người chồng đến với mình lo cho mình có con, giúp cho mình sanh ra đứa con để nối dõi tông đường, giúp cho mình những lúc đau bệnh vân vân mọi thứ, sao bây giờ mình lại ghét ông chồng? Một người vợ đến với mình giúp cho mình có đứa con nối dõi tông đường, lúc mình bệnh hoạn, lúc mình xa cơ thất thế, có người vợ bên cạnh, vì sao mình lại bây giờ mình phụ bạc, mình lại khó khăn với người vợ mình? Mình coi lại con người mình là con người hay là con thú? Tổ Ông Quang nói, nếu không có hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ thì người này ti mặc áo đội mũ ăn cơm nhưng không khác gì cầm thú, thua loài cầm thú. Loài cầm thú nó không có cái trí huệ, nó không có sự hiểu biết về ngũ luân. Mà con người mình biết ngũ luân, nghe giảng ngũ luân mà không làm được ngũ luân, không có tận trung, không có tận hiếu, không có đủ niềm tin với nhau, vân vân mọi thứ. Thì Tổ Ông Quang nói 8 chữ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ mà làm không được thì không khác gì loài cầm thú. Dưới loài cầm thú, sống làm thay đi thịt chạy, chết thân này mục nát cùng cỏ cây, mà tâm thức thì bị đọa lạc làm loài súc sanh. Kinh khủng chưa? Bây giờ sao? Bây giờ muốn làm sống giữ và bậc thánh hiền, là một người thiện nhân hiền nhân, giữ bát đức ngũ luân, để sống dự vào bậc thánh hiền, thác vãng sanh Tây Phương, hay là muốn sống làm kẻ thay đi thịt chạy, dưới loài cầm thú, chết thân mục nát cùng cỏ cây, rồi tâm thức phải đọa lạc, muốn làm loại người nào? Mình suy nghĩ ra mình biết chứ. Mình suy nghĩ ra mình biết là nên làm loại người nào chứ. Mà con người mình nó có khả năng để làm thiện nhân mà. Thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm quá dễ làm. Quyết định hôm nay phải là không những không sát sanh mà không ăn thịt chúng sanh luôn. Được không? Được. Người khác làm được, mình làm được, chắc cái cớ gì mình làm không được. Chỉ vì sao? Chỉ vì là bởi vì mình chưa có ngộ ra được cái lý sâu là tất cả chúng sanh đều là Phật trong tương lai, là cha mẹ quá khứ, là Phật trong tương lai. Chưa ngộ sâu được câu này cho nên thành ra mình vẫn ăn thịt nó. Mà ăn miếng trả miếng á nghe. Ăn miếng trả miếng. Không, cô Phật tử, chúng tôi cũng xin giấu tên, coi như ông chồng coi như là bệnh mà cái chân của ông nó lỡ, nó lét, ông đi hết được, ông nằm ông lên, tôi đau quá bà ơi, chắc tôi chết, tôi đau tôi chịu không nổi bà ơi. Thì cổ kêu là do tiểu đường, do này do nọ. Chúng tôi nói cái bệnh nó phát ra là cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi, đó là cái quả. Nhưng mà cái nhân địa là ông này thích câu cá, ăn thịt chúng sanh, ăn toàn là những cái miếng ngon vật lạ. Cái độc tố trong loài súc sanh đó, nó tích lũy trong cái thân của ông, bây giờ nó phát ra, nó xì ra, cái chân bây giờ teo léo lại à, đi không nổi, đi xe lăn. Rồi cái nghiệp báo á, đến lúc bây giờ bắt đầu phải trả. Nó có hai cái nè, lắng nghe cho kỹ nè. Đang là nói đến cái vấn đề tịnh nghiệp nè nha. Tịnh nghiệp đây gọi là tam phước, mà nếu mà không có lòng từ, không giết, mà không ăn chay niệm Phật thì người này không được vãng sanh đâu nha. Phải ăn chay niệm Phật, mà muốn ăn chay niệm Phật là phải nói sâu về cái việc này quý vị mới ăn chay nổi. Thứ nhất là Tổ Ông Quang nói trong thịt có độc, thì mình ăn thịt vào chất độc nó dự trữ từ từ lâu ngày bắt đầu nó sẽ xì ra, từ cái bệnh ung thư rồi hoại tử vân vân, những cái mục nó xì ra, cái đó là một loại độc tố trong thịt. Thứ hai, nó thêm một cái loại nữa là loại nghiệp báo vô hình. Bắt đầu nghiệp báo này trổ ra, nó trổ ra, nó làm cho mình phải khổ đau, đau đớn đủ kiểu hết trơn, tốn tiền tốn bạc để cho mình nó tổ phước nữa chứ, đúng không ạ? Khi mình nhận chân được rằng là trong thịt có độc, mà ăn thịt có nghiệp báo, là mình phải thọ mạng ngắn, bệnh tật xảy ra, rồi nhiều cái việc mà gọi như là nó làm cho mình nữa, như tổ phước, tổn thọ vân vân mọi thứ. Thì khi mình hiểu ra được điều này, cái là bắt đầu mình phát tâm ăn chay trường, đúng không? Mình phát tâm mình phóng sanh. Cho nên Tổ Ông Quang nói cái việc mà siêu thăng hay đọa lạc từ cái nơi ăn chay ăn mặn này nha, nên suy nghĩ cái việc này. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi nhờ thầy Tánh đọc, cái việc mà chúng tôi vẫn nói đến cái giáo dục gia đình,
Nếu là trong thế gian này nhiều hiền mẫu thì người hiền mẫu này sẽ sanh ra hiền tử, mà hiền tử này nó sẽ trở thành hiền tài cho đất nước. Nếu người mẹ này là người mẹ gọi rằng là ác mẫu, nghe ác mẫu danh từ hơi nặng phải không? Người mẹ thường nghĩ điều ác, nói lời ác, làm việc ác, sát sanh hại vật, lén lút tà vậy, trộm cắp, nói láo, tham sân si đầy bụng dạ, thì cái thai nhi này phải ảnh hưởng cái tánh khí của cha mẹ. Ghê chưa? Rồi những người này sanh ra tuy rằng nó học giỏi, nó làm ông này bà nọ, nhưng nó không có đức. Nó không có đức, nó có tài, nhưng mà đứa này là đứa tiểu nhân. Tiểu nhân. Và nếu họ là đi tu, Tổ Quang nói, nếu họ là đi tu mà họ thật sự không chịu tu, họ chỉ có hình thức bên ngoài, thì cứ người này họ phá đạo, họ làm hoại loạn Phật Pháp, thì cái tội này nặng hơn ở ngoài đời nữa. Ghê chưa? Cho nên mất từ căn bản, mất đi từ cái căn bản là cha mẹ mình không phải là hiền mẫu. Rồi đến 20-30 tuổi bắt đầu mình vào chùa, mà con người mình nó trở thành cứng cỏi như tre rồi, không uống được nữa, thì con người này sẽ làm hoại loạn Phật Pháp, làm Phật Pháp băng hoại, rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên thành ra giáo dục gia đình vẫn là cái việc quan trọng, không thể nào thoát ly khỏi gia đình được. Vì vậy cho nên thành ra đối người tiếp vật trong một cuộc sống vợ chồng với nhau, anh em huynh đệ bầu bạn với nhau, dùng tâm chân thật để mình thương yêu lo lắng lẫn nhau. Hôm bữa chúng tôi xuống khu chuyên tu, chúng tôi về chúng tôi cũng không hiểu sao chúng tôi làm như vậy, bởi vì cái bản tính chúng tôi là thích giúp người. Thấy chú Tiến là chú tị mình, ông kia cũng bị viên sạn thận cũng lớn, một ly chín lận. Thì chúng tôi hỏi rằng là đi khám chưa, có đi khám chụp phim rồi. Chúng tôi gọi cho bác sĩ Vinh ở trên phòng Mỹ, nói có thằng chú ở trong chùa ông bị cái viên sỏi thận giờ làm sao. Ông kêu mang phim lên đây đi, con bắn cho nó vỡ ra hết, chúng tôi đưa 2 triệu cho chú đi. Chúng tôi vẫn biết cái cảm giác là chú thực sự là cảm nhận được cái tâm chúng tôi đối đãi. Hôm nay không phải chúng tôi làm tốt và chúng tôi kể cho quý vị, mà chúng tôi nói như vậy để anh em huynh đệ khi nghe một huynh đệ mình bị bệnh hoạn, bị có nạn gì hoặc có chuyện gì, làm liền, suy nghĩ bằng cách nào đó mình làm liền, bởi vì cái đó là cái cơ hội để mình tích phước, mà cái đó là cơ hội để mình giúp đỡ anh em lẫn nhau. Không bỏ. Vợ chồng cũng vậy, cha con cũng vậy, bỏ tiền ra mình lo cho họ đi, không mất mát gì đâu. Hôm nay chúng tôi nói ra để anh em mình thực sự thương người như thể thương tâm, thương người đó giống như thương cái thân của mình. Thực sự mình phải thương. Như vậy cho nên thành ra sống trong một gia đình mình hết lòng với họ. Mà nếu mà họ thấy mình coi như là không đáng để mà họ ở họ lưu lại đó, thì mình hoan hỷ vui vẻ, không có gì hết trơn. Thực sự hoan hỷ vui vẻ. Chúng tôi thường nói thầy Phổ, mấy anh em mà có ra bên ngoài lỡ mà coi như là gặp coi như là thiếu thốn, hồi nãy mới gặp thầy Từ, thầy ở dưới đó có thiếu gì lên chùa lấy đồ để mà ăn. Mẹ thầy hôm nay cũng vô phòng hộ niệm. Hôm nay chúng tôi đang nói cái giáo dục gia đình để mấy thầy thấm được cái điều mà Tổ Ông Quang nói là dùng cái gia đình của mình làm sao để trở thành thánh hiền nè. Mấy thầy đi ra bên ngoài không có điều kiện kinh tế, hoặc giả là sa cơ lỡ bước mà muốn về, chúng tôi hoan hỷ đón nhận liền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình la kẻ chạy đi chứ ai mà la kẻ trở lại bao giờ, đúng không ạ? Mình nên đem một cái tâm gọi là thương yêu quý kính. Bởi vì ai cũng có cái suy nghĩ của họ, và ai cũng có cái sự sa cơ thất thế hết, chứ không phải là ai mà người ta tu một cái lèo cái tới. Bữa chúng tôi nói với thầy Phổ, có thể nào mà mình tu từ bây giờ bắt đầu bước vô xuất gia, mãi mãi tu cho đến khi thọ mạng hết là mình không vấp ngã không? Không thối chuyển không? Làm gì có chuyện đó. Làm gì có chuyện đó. Nếu mà vấp ngã thối chuyển thì cái gì để bảo bọc mình? Bữa chúng tôi nói thầy Phổ, cái phước nó bảo bọc mình. Sống mình phải hiểu được điều này.
giúp người nè, thương người nè, giúp vật nè, phóng sanh nè, lo cho tam bảo nè. Lỡ mình sa cơ thất thế, công phu mình yếu kém, chứ đâu phải là lúc nào nó cũng phải là tu cái tinh tấn hoài, ngày nào cũng tinh tấn được hết đâu. Nó có những cái lúc mà nó lại thối chuyển chứ. Thì cái thối chuyển mà nó bị coi như là sa cơ thất thế, hoặc giả là nó bị chướng ngại á, thì cái phước báu nó bắt đầu nó bảo bọc mình. Cái âm thầm cái phước báu nó xoay chuyển rất hay. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Cũng như cái lúc mà chúng tôi ở bên Mỹ, khi mà ở một mình ở bên đó, coi như là với thầy Nhật Minh, với thầy Nhận Nguyện, mà ba anh em là anh nào cũng không biết tiếng Anh hết trơn. Người ta ra người ta hỏi cái câu gì chúng tôi cũng ngơ ngơ như đồ bò đổ nó, không biết cái câu gì hết trơn á. Bởi vì lúc đó chuẩn bị dọn dẹp về, nhưng mà lại có người coi như là hộ pháp, thượng thiện nhân, những người họ đặc biệt họ hộ trì cho mình. Có cái anh chàng đó, ảnh chạy xe từ San Jose miền Bắc Cali mà xuống tới miền Nam. Chúng tôi thuê xe cho ảnh, mà bên Mỹ là nó bận tối ngày chứ không phải là dễ nhờ người ta đâu. Mình chạy xe từ miền Bắc Cali xuống miền Nam đi 500 cây số. Mà bên đó là chạy 100 cây số là 1 tiếng đồng hồ. Anh chạy 6 tiếng đồng hồ xuống tới miền Nam Cali. Anh lấy cả một cái kho mà chúng tôi làm pháp hội, tượng Phật, đồ đạc, anh chở về. Anh chở về xong rồi anh chạy thẳng qua bên cái chỗ lên San Francisco, mà cái chỗ mà Vạn Phật Cánh Thành của Hòa Thượng Tiến Hóa để cúng dường. Mà nói cái xe là chạy xịt khói đen liên tục, bởi vì nó quá nhiều đồ trong đó, nó quá tải. Mà anh nói là nó chết mấy nửa chừng là chịu chết. Mà Mỹ chúng tôi đi từ San Jose là miền Bắc Cali mà xuống đến miền Nam biết rồi. Cái đoạn đường nó có những cái đoạn đường là cả 100 cây số không có nhà, toàn là sa mạc bắn tanh. Mà anh nói là nó có xịt khói đen, mà coi như là đúng là có Bồ Tát đẩy có Phật Bồ Tát, bởi vì mình khởi niệm lên để mình cúng dường Vạn Phật Khánh Thành, dọn hết bãi chiến trường để về lại Việt Nam. Thì coi như là nghĩ là ba anh em không biết nói tiếng Anh mà cũng không có biết chạy xe, thì hỏi làm sao mà dời cái kho dưới miền Nam Cali mà đi về lại tên San Francisco. Mà từ ở miền Nam nó về tới miền Bắc là 500 cây, mà từ miền Bắc mà chạy lên trên Vạn Phật Thánh Thành nó mất 300 cây nữa là 800 cây. Vậy mà ông một mình, ông cứ chạy túc tắc mà ông chạy về tới trên đó. Ông kêu cái xe này chắc về, thuê, bên đó là thuê cái xe gọi là xe truck, nó dài vậy đó. Ông kêu chắc về cái xe này, chắc ông này ông sửa khùng luôn, cái hãng này chắc nó hư luôn á, cái xe này nó hư luôn á. Thấy không? Thấy khi mình làm thiện sẽ có thiện nhân giúp đỡ, khi mình làm ác sẽ có người ác đến phụ trợ cho mình. Nhất thiết duy tâm tạo, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Khởi một niệm ác lên, nếu mà không niệm Phật để triệt tiêu nó, thì cái thế giới ác đó họ sẽ đẩy vào. Vừa rồi có một cô ở đây, gia đình ruồng rẫy, đúng là cái người có nghe Phật pháp, thì họ lên chùa, họ biết tu đồ, cái họ nghe, họ gặp chúng tôi cái là đỡ rồi phải không. Cuối cùng gia đình ruồng rẫy xong, cái cô này cũng ba mấy tuổi á, qua bên nhà trọ này xong cái uống thuốc tự tử, uống thuốc ngủ. Rồi thầy Chiếu ông mới nói giờ làm sao, kêu phải chở liền lên trên bệnh viện Hoàng Mỹ. Lên Hoàng Mỹ xúc ruột đồ xong xuôi, cái về nhà uống tiếp. Ghi tờ giấy là xin đừng cứu tôi nữa. Chúng tôi nói là hết thuốc chữa rồi, bây giờ gia đình bỏ rồi. Khi lên bệnh viện thì chúng tôi gửi tiền gửi bạc lên đó để xúc ruột lo xong xuôi hết rồi, về phòng trọ uống tiếp. Chúng tôi thôi cho qua phòng hộ niệm. Qua phòng hộ niệm tỉnh, mấy thầy cho qua kia để hồi sức nghỉ ngơi, cái rồi chết mất. Mà cái lúc uống thuốc chưa chết, gọi gia đình từ luôn, gia đình không nhận nữa. Và chúng tôi nói gia đình từ thôi mình lo, đăng ký tạm trú rồi đi thiêu hay đi gì mình lo hết. Mà sao gia đình tự nhiên thấy chết rồi, cái bắt đầu mang hồn mang đồ lên, chúng tôi liệm đồ xong xuôi hết rồi trở về. Chắc là gia đình cũng không biết đạo, cũng không có cúng đồng nào, chúng tôi cũng không quan tâm, cũng không hỏi là đi xúc ruột bao nhiêu tiền nữa, cũng không quan tâm, cứ lo cho họ chết một cách rất tội nghiệp. Quý vị thấy không? Đâu có bệnh tật gì đâu. Mà lý do gì? Lý do là cái tâm họ vô đường cùng, họ không có cái pháp để họ an tâm. Nếu mà họ chịu niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi á, thì ổn quá rồi. Nhưng mà cô này cũng có biết cách chết là lên gần chùa chết để có chùa lo. Cũng còn khôn cái chỗ đó. Cho nên quý vị, cái chết đi đâu chết thì chết, về đây chết thì nó đỡ, có thầy lo. Cái bà này bà chết bà cũng lựa chỗ bà chết nha, không phải lựa chỗ bà chết. Mà chúng tôi thấy tội quá, thấy thiệt thòi không. Mà đâu phải chết vậy là xong đâu, cái tâm thức bắt đầu gì nó khổ đau nữa, chứ đâu phải là nó yên đâu, không à. Vậy cho nên thành ra phải thủ sẵn thần chú đại bi, mỗi ngày 50 biến, 25 biến, chúng tôi là phải 75 hoặc 50 là giá chót, phải giữ.
Thì cái pháp nó hộ thân, hộ tâm, hộ quốc mà. Tổ Ấn Quang nói hằng ngày ngoài cái việc mà tôi niệm Phật, tôi trì chú Đại Bi 25, 50, 75 để bảo hộ thân tâm và hộ quốc luôn, rất quan trọng. Nên làm thử đi. Bây giờ Tổ Ấn Quang ngày làm là không có sai đâu, không có thừa đâu, cũng không có gọi rằng sen tạp đâu. Cái này mình thêm mà. Mà thêm thằng chú Đại Bi thì kết duyên với Bồ Tát Quan Âm. Lúc lâm chung thì Bồ Tát Quan Âm cũng cầm cam lồ xuống rưới nơi đầu của mình, rồi Thế Chí cầm kim đài trao đỡ gót rước mình về Cực Lạc. Đâu có phải sen tạp đâu. Để ý đi, để ý đi. Có người nào mà họ niệm Phật xưa nay là họ vô thành phiến, thành khối, họ dứt tâm bất loạn luôn được, được chưa? Chưa. Coi mấy bản thân chúng tôi, anh em huynh đệ, có ai mà vô nhất tâm bất loạn chưa? Nhất tâm bất loạn chúng tôi đang ngồi nói chuyện quý vị, mấy câu Phật hiệu nó vẫn ro ro ở trong đó đó, không phá vỡ được cái âm thanh niệm Phật. Bất cứ mọi lúc mọi nơi, ngủ nó cũng niệm bên trong đó chứ không phải cần mấy. Cái đó là thành phiến thôi đó, ngang thành khối đó, ai làm được chưa? Khó. Khó là cái thiện căn của mình nó yếu kém, cái thói chuyển của mình nó liền liền, cho nên mình phải còn có trợ hạnh chứ. Từ bắt đầu đẻ ra, bắt đầu ăn cơm được, đến bây giờ ăn cơm trắng không ăn nổi không? Tổ Ấn Quang hay ví dụ điều này, phải còn rau dưa chứ. Đó, ý ngài nói rằng niệm Phật không được với điều kiện phải là thượng căn. Chứ còn không, anh em mình đã niệm bao nhiêu năm nay nó được nhất tâm chưa? Là bởi vì cái thiện căn của mình nó yếu kém, cái phước đức mình nó cũng chưa đủ, và cái tâm mình nó thối chuyển liền liền, cho nên mình cần phải có trợ hạnh. Cho nên hành chánh trợ đồng hành. Cái chánh đó là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cái trợ hạnh đó là trì chú Đại Bi, niệm Quan Âm, in kinh, in tượng Phật ha. Có tiền mình làm phước báu, gọi là những cái trợ hạnh là không những là trì chú niệm Quan Âm mà phải là in kinh nè, có bao nhiêu làm bấy nhiêu nè, giúp đỡ người nghèo nè, thương người nè, thương vật nè, mà chánh trợ cùng hành thì bọn phàm phu mình phải làm thì mới nói cái chuyện vãng sanh. Còn nếu mà chánh hạnh vãng sanh không mà không có trợ hạnh á, rớt. Để ý đi, rớt. Bệnh tật nó xảy ra rồi thì rồi xây một cái thất cũng không có đủ tiền để mà xây, cũng nương gá người khác. Coi lại đi, đủ kiểu nó thiếu thốn, đó là do cái phước đức của mình nó kém, đúng không ạ? Như vậy cho nên thành ra hôm nay thì cái thời gian chúng tôi nãy giờ nói là cũng 50 phút rồi. Bây giờ thầy Tánh sẽ đọc cái giáo dục gia đình và có mấy cái lá thư ngắn nhưng mà rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang trích trong sao thành tâm cung kính nhân lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Tổ Sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình. Xem khắp cổ kim, dù nhà hay nước, hưng thịnh suy vong, bình yên loạn lạc, chưa bao giờ chẳng lấy cái thân của cá nhân đang cầm quyền để làm cội gốc. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nhưng muốn nước nhà quật khởi hưng thịnh, lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cái gốc để lập thân như tôi vừa nhắc đến chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sần bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, đôn đốc luân thường tính xấu nhân quả, dày dặt kiên sợ chỉ sợ trái vượt. Làm được như thế thì sẽ có thể tỏ rạng được minh đức, ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng. Lý ấy, sự ấy, phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được, nhưng chẳng phải là lạ lùng, đặc biệt, phiền diệu. Đến nỗi muốn cầu mà không được, bởi lẽ đạo của người thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thật phù thất phù, nếu thực hiện được như thế, thì gần là con cái và anh em trai, chị em gái, chị em dâu đều cùng nhìn theo, bắt chước nhau làm lành. Lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng cả ấp. Do vậy kinh thi khen người văn vương là làm gương cho vợ của chính mình, rồi đến anh em, cho đến khắp cả nước nhà, chính là do ý nghĩa này vậy.
Nhưng thiên hà chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ gia đình chính là nơi phát sinh hiện tại trong thiên hà. Cha mẹ chính là những người đi bậc hiện tại trong trời đất noi gương. Giáo dục trong gia đình nghiêm ngặt, chánh đáng, thì những đứa con có thiên tư sẽ có thể tỏa rạng minh đức, ở yên nơi túc lành tột cùng. Hễ cùng quẩn thì riêng mình thiền, mà cũng nêu gương trong làng, trong ấp. Hễ hiến đạt bèn làm cho cả thiên hạ cùng được thiền, lập đại công, dựng đại nghiệp, ân trùng hoàng vũ, thấm nhuần không ngần mé. Con gái thì giúp chồng dạy con, giữ vững chức phận phụ nữ, làm bậc mẫu nghi trọng chốn khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới. Lệ trạch tạo lết cho lẫn nhau như thế, đức đẹp càng tỏ rạng, há chẳng thế nào thuần phong mỹ tục, thiên hạ thái bình ư? Những điều vừa nói trên đây chính là luận theo phía những kẻ có thiên tư thượng đẳng, dẫu những kẻ thiên tư thuộc loại trung hạ cũng biết tôn kính lễ nghĩa, vân dự phép tắc, biết giữ yên bổn phận, quyết chẳng đến nỗi trở thành hạng ương bướng hèn hạ chống đối. Trong cuộc đời muốn cho gia đình lẫn đất nước được quật khởi hưng thịnh, thì cố nhiên phải chú trọng nơi đường lối giáo dục trong gia đình. Một người bạn tôi sẵn lòng lo toan cho đời, đau đớn nghĩ thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống, nhân dân khốn khổ chẳng thể kêu gào nơi đâu, bèn đem 10 thiên giáo huấn về vân giữ luân thường, vốn là cổ báu gia truyền của nhà ông Thạch Thành Kim, và tác phẩm Châu Tưởng và Huấn Giải của Châu Phụng Minh ghép chung lại, đặt tên là Gia Đình Bảo Giám. Tỉnh ấn hành để lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu những người muốn hưng khởi nước nhà trong cuộc đời đều có cái vốn để làm. Toàn tính xong xuôi, bèn sai quan cất bút trần thuật những nét chân yếu để tạo thành lời tựa. Tuy lời lẽ trong lời tựa này không phù hợp sát sao cho lắm, nhưng ý nghĩa quả thật đích xác không dối trá. Nguyện những người yêu nước thương nòi, thương yêu con cái trong cuộc đời, mỗi người đều giữ lấy một cuốn để giáo hóa, chỉ dạy con cái thì thành tích chắc sẽ vượt ngoài những điều mong mỏi vậy. Ví như đang khát mà có được nước cam lộ, chẳng những hết khát mà còn nhanh chóng chưa được phiền não, thận tâm thanh lương. Sách này văn chương tí nông cạn thông tục, nhưng quả thật là cứ ngõ để mong thành thánh thành hiền. Đến khi đã thâm nhập thì sẽ lên thẳng chỗ huyền diệu sâu thẳm, ai có thể cự lại được. Vua Thuấn là bậc đại thánh nhân mà vẫn còn thích suy xét những lời nông cạn, huống là những lời lẽ tinh thâm thuần tí tục bậc thiết thực đối với thân tâm này ư? Nguyện ai nấy quý trọng gìn giữ để làm tấm gương soi sáng tương lai, thì gia đình may mắn lắm mà thiên hạ cũng may mắn lắm thay. Tổ sư Ân Quang trả lời thư cư sĩ Thái Khế Thành: giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành. Nếu muốn học đạo để thoát phạm tục mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà mong tươi tốt, như chim không cánh mà muốn bay cao. Thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, phàm phu sắc đất muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, mà nếu chẳng y theo bốn câu này sẽ thành không nhân, mà muốn có quả chưa gieo đã mong gặt hái. Muôn vàng chẳng có lẽ ấy, nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dự vào bậc thánh hiền, ắt lên cõi cực lạc. Tâm tánh của bọn chúng ta giống hệt như Phật,
chỉ do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai thương xót tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi hàm thức theo đường trở về nhà. Pháp môn tuy nhiều nhưng trọng yếu chỉ có hai, tức là thiền và tịnh, liệu thoát dễ nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kim Phật lực. So sánh hai pháp thì tịnh khế cơ nhất. Nhưng người vượt biển nhờ vào thuyền bè, mau đến được bờ kia, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh địa mạc chỉ khâm hành được pháp này, nếu không thì là trái cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề, sanh chân tín nguyện, suốt đời giữ vững, chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, tuy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiện giáo, triệt để hiển hiện, đời đến đúc lâm chung, được Phật tiếp dẫn thẳng lên thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm làm sao? Tổ xưng quan khai thị về việc chỉ chú đại bi và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng kinh nào, tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và chỉ chú đại bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thôi nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm chủ trì chùa nào cả. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, thọm sân lừng lẫy, sức yếu, tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiên lực, không còn ngờ vật thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với ta bà, ngoài việc niệm Phật ra, chỉ thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim trì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, vân vân cũng đều được cả. Này sống tại chỗ thường xuyên có phi cơ bay tới, hằng ngày tùng chú Đại Bi, niệm Phật, niệm Quán Âm. Nếu chẳng dám ở lại trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho các khác chê cười ư? Quan chỉ chơi chọi một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì, huống chỉ có chuyện Hoàng Hoa xã phải lo liệu. Quan tuy chẳng phải là chủ trì chùa, nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ nhân đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn, thì công chuyện sẽ thành bỏ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông ngân sách, có ích cho đời, cho người. Nếu đại kiếp đối đầu, mọi người đều cùng chết sạch hết, quan cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phận vậy. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và chợ phân minh thì chợ cũng quy về chủ. Nếu cứ chẳng lăng không phân biệt, có điều như nhau, thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hơn kém? Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tổ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mấy mấy gì. Đối với cộng khóa sớm tối, ngoài việc theo các chùa thực hiện cộng khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hay lúc nào rảnh rỗi thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, tục biên Nguyễn Thượng, thư cho lời cư sĩ Dư Hữu Duy. Và dạ, lá thư đến đây là kết thúc ạ. Dạ, A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, hôm nay thầy tánh đọc quý vị nghe hoan hỉ không ạ? Thực sự chúng tôi rất là tâm đắc cái bộ văn sao, cho nên mỗi lần giảng thì cần quý vị nghe. Có nghe cái đoạn sau thầy tánh đọc là mỗi ngày trì chú đại bi 25 lượt hoặc 50 lượt hoặc 75 lượt. Chỗ này quan trọng. Nếu mà trợ hạnh này biết cách để mà dụng công thì trợ nó cũng quy về cho chánh. Chỗ này hay. Đem thần chú đại bi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để kết duyên với Bồ Tát Thiên Thủ Bồ Tát Quan Âm, Ngài cũng sẽ hộ trì gia trì cho mình để lúc mình vãng sanh trợ quy về cho chánh. 207 đến 216 thì chúng tôi theo Hòa Thượng Tịnh Không là chỉ A Di Đà Phật, cũng không niệm Nam Mô luôn, chỉ một bộ Vô Lượng Thọ. Mà sau khi đọc văn sao thì Tổ Ông Quang nói là niệm trong tâm thì 4 chữ, hộ niệm thì 4 chữ, mà niệm ra tiếng thì niệm 6 chữ, lễ Phật thì 6 chữ, bọn phàm phu mình cũng cần 2 chữ Nam Mô để thể hiện lòng cung kính, không bỏ được. Hay, hay cái chỗ này, không bỏ 4 chữ mà cũng không phải là chấp 6 chữ, cũng không phải là chấp 4 chữ mà bỏ 6 chữ, mà không phải chấp 6 chữ mà bỏ 4 chữ. Để ý đi, niệm trong tâm 4 chữ nó rất là nhẹ, nó bớt 2 chữ Nam Mô. Như buổi tối mình ngủ thì mình mở Nam Mô Di Đà Phật, niệm trong tâm A Di Đà Phật. Cần thêm đại bi, cần thêm Quan Âm, cần thêm trợ hạnh in kinh phóng sanh, chánh trợ cùng hành, giống như là con thuyền mà nó đã căng buồm lên rồi á, mới gặp gió để nó thổi xuôi chiều nữa thì con thuyền đi nhanh. Thuận gió căng buồm, thuyền sẽ nhanh đến bờ. Cái hay. Hồi nãy chúng tôi đi lên tới trên này, chú Bạch ông chở chiếc xe điện đi qua bên này, chở một bà cụ đi, xong rồi có một cái đứa bé nó nhảy lên 5 tuổi. Mẹ của chú bé này đi qua bên đó thì chúng tôi hỏi là lên đây bao lâu rồi, kêu khi con mang bầu con đã lên đây ở rồi, chắc là thuê nhà. Xong rồi chúng tôi hỏi con làm việc gì, kêu con làm kế toán cho cái công ty gì. Nếu mà mình thường niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi A Di Đà Phật niệm trong tâm, mà mình thường niệm, niệm cả ngày lẫn đêm, đêm ngủ niệm bằng cách nào? Lấy cái máy ra, mở nho nhỏ rí rí vừa đủ nghe. Cái não của mình mà mình mở nó lớn quá đó, lớn như vậy nè, thì tự nhiên cái âm thanh nó làm mình dễ bị thức giấc. Lớn quá đó thì âm thanh nó làm mình dễ bị thức giấc. Nam Mô A Di Đà Phật, dễ bị thức giấc. Nhỏ nhỏ rí rí thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, nhỏ thôi. Thì thường ban đêm á, nếu mà mình ngủ mà mình mở Nam Mô Di Đà Phật, có những người mở Nam Mô Quán Tham Bồ Tát cũng được. Nghe cái âm thanh đó rồi mình, cái tâm mình nó duyên theo cái danh hiệu đó, rồi từ từ bắt đầu đi vào giấc ngủ. Nếu mà ai mở quen rồi đó thì không có ngủ không được, nó thiếu thiếu cái gì đó. Mà trong cái lúc ngủ mà mình mở cái danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm á, thì thường là mở danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm. Chứ thần chú đại bi thì nhanh quá, mình niệm theo không kịp. Và cái cách niệm của chúng tôi là có một câu trong máy và một câu khổng trống á, thì mình niệm A-di-đà Phật trong tâm à, hoặc là Quán Tham Bồ Tát trong tâm, thì nó đi vào trong giấc ngủ. Mà thường mà nghe câu Phật hiệu với danh hiệu Bồ Tát mình ngủ á, là con người này ít gặp mơ mộng, ác mộng lắm. Gặp toàn là mộng lành không. Bởi vì cái lúc đó cái A là gia thức mình, gọi là cái thức thứ 8 và thức thứ 7 á, nó vẫn tiếp nhận cái chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Tham Bồ Tát vào trong tâm quý vị. Thì chúng tôi hôm bữa nghe Tổ sư Ấn Quang Ngài nói, đi đứng nằm ngồi hết thảy thời, hết thảy lúc, trong giấc ngủ cũng niệm Phật. Mình nghĩ không biết sao mà trong giấc ngủ cũng niệm Phật đấy. Thì cuối cùng bọn hoàng phu mình chỉ dùng cách là mở máy ra thì trong giấc ngủ mới niệm Phật được. Chứ còn nếu mà trong giấc ngủ mà mình ép cái câu Phật hiệu mình niệm, mình không cho nó ngủ thì thua. Chỉ có một cái bà già, sau khi cái phim này làm xong, chúng tôi để một khúc đĩa của bà cụ, mà chắc là bà cụ này làm nổi, chứ bản thân chúng tôi quý vị làm không nổi. 40 năm không ngủ, không chợp mắt ngủ, buổi trưa cũng không ngủ. Người ta hỏi bà lý do gì 40 năm bà không ngủ, người ta quay cái video một khúc đó, thì bà mới nói là do cái xóm làng này nó hư lắm, thanh niên đó, nó xì ke ma túy nó hư, rồi tôi cũng sợ đứa con tôi nó hư, cho nên thành ra tôi lo quá, tôi ngủ không được, tôi cứ niệm Phật, tôi hồi hướng với hai tôi thức để tôi nghĩ ra cái cách gì tôi dạy con tôi, cho nên thành ra tôi không có ngủ, thành thói quen, cho nên 40 năm nay không ngủ. Ít nhất gì cũng được 3-4 tiếng chứ, phải không ạ? Mà mình chưa niệm Phật công phu như bà cụ thì mình không dám làm như bà cụ rồi, đúng không ạ?
Thì cuối cùng bà nói là trong 40 năm không ngủ thì dạy 6 đứa con thì đứa nào cũng ngoan. Bây giờ khi mà tôi mà nói một câu là nó sợ riu riu, không đứa nào dám cãi một lời. Kinh khủng không? Thấy bà cụ kinh khủng không? 40 năm không ngủ mà bà kêu nghiện niệm Phật luôn, niệm riết rồi nghiện niệm Phật luôn mà không ngủ cũng không thấy mệt. Lạ. Bà cụ này đặc biệt. Thưa quý vị, sau một cái lễ Phật đản chúng tôi cũng hơi đuối sức. Vì nó liên tục đi ra Hà Nội xong cái quay về, cái rồi sắp xếp công việc ở chùa rồi đến Phật đản liền, cho nên nó bị đuối sức. Đuối sức nghĩa là cái khí lực của mình nó bị hao. Bởi vì không phải chỉ là lên giảng không, mà vừa rồi hơn 4.000 người mà sau khi lễ rồi, chúng tôi với thầy Phổ thì đứng ngoài cửa, chúng tôi ở trong phòng khách, thì chúng tôi ước chừng cũng phải một nửa 2.000 người lên hỏi thăm sức khỏe. Thì có cúng dường cũng có, xin mấy cũng có, mà hỏi thăm sức khỏe xong rồi về hết khỏe luôn. Nghĩa là tiếp quá nhiều, người hỏi một câu. Lúc giảng thì không đến nỗi mệt lắm, nhưng mà cái lúc mà tiếp thì bị đuối sức. Khi mà đuối sức thì buổi sáng 1-2 giờ thức dậy, thì bắt đầu 3 giờ công phu, đến 1 tiếng sau là tu không nổi nữa. Nghĩa là xong thời đại bi với tụng kinh Phổ Môn, niệm Phật một chút là coi như chân nó quíu hết, hết ra hơi, niệm không được nữa. Mở máy ra niệm trong tâm, niệm con không nổi, chỉ lên nằm thôi. Thì từ thứ 2 đến thứ 6 là đuối sức. Nhưng mà bắt đầu sáng hôm thứ 7 với là sáng hôm nay bắt đầu nó trở lại cái sức được. Nghĩa là tu hết một thời, từ lúc 2 giờ tự niệm trong tâm. Thường chúng tôi thức dậy là tự niệm trong tâm A-di-đà Phật, mở cái máy ra cho mấy câu mình niệm câu, hoặc là niệm từng chữ A-di-đà Phật trong tâm. Rồi 3 giờ tu đến 6 giờ thì chỉ có thứ 7 với lại chủ nhật sáng hôm nay thì theo được cái thời khóa 3 tiếng. Còn mấy đợt trước chịu không nổi, hơi không đủ, sức không đủ. Cho nên Tổ Ấn Quang nói là cái người mà tiếp khách họ sẽ mất sức rất nhiều, nhất là cái khí lực và sức khỏe. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thông báo là nếu Phật tử nào ở trong này mình xin mấy đó thì hỏi ra quý thầy thử coi là mấy còn hay không. Hình như còn lực 20-30 cái trên đó. Vừa rồi đây là lễ Phật đản là 800 cái là hết. Cho tặng thầy Biện 100 cái, với lại ở chùa Phú Yên, chùa Cảnh Thái 100 cái, còn lại 800 thì đã hết. Thì từ đầu năm đến bây giờ thì thầy tánh thầy làm khoảng 6.000 cái. 6.000 cái tương đương khoảng 1 tỷ. Thì chúng tôi cũng không hiểu sao lại có tiền làm được như vậy. Bởi vì mấy là Phật tử sinh nhiều nhất, còn sách kinh thì in ra hôm nay họ đọc không nhiều. Bởi vì họ nghe chúng tôi giới thiệu cái máy để mà nó hỗ trợ cho mình niệm, mình lại mình trì đại bi cho họ sinh quá cỡ. Thì mới đặt hồi hôm qua thêm 1.000 cái nữa, đó là 6.000 cái. Thì thực sự chúng tôi chưa khi nào kêu gọi quý vị để mà chúng tôi làm máy hay là in kinh, in sách không. Vì sao vậy? Bởi vì nếu mà họ biết, họ tự phát tâm thì cái phước của họ có. Còn nếu mình kêu họ không có thì làm cho họ rất khó xử. Mà đôi khi mình kêu không có mà mình cứ để cái tâm vô, mình mong muốn thì nó cũng bất an, không an vui lắm. Bởi vì mình muốn mà không được là nó bất an. Cũng như mình nói hôm nay quý Phật tử về đông, toàn là sinh không ai cúng dường. Ví dụ mình khởi cái niệm lên như vậy đó thì tự nhiên mình bất an. Mà khi tâm đã bất an rồi thì không có cái tâm nào mà giảng pháp được hết, đúng không ạ? Cho nên thành ra chúng tôi nói là quý thầy, quý chú và quý Phật tử ở đây coi quý vị như người thân, dùng cái tâm chân thật để mà đối đãi. Nước cũng tặng miễn phí, rồi ăn cũng tặng miễn phí, máy cũng tặng miễn phí. Không phải chúng tôi khoe khoang đâu, mà chúng tôi nói như vậy để quý thầy có một lập trình trong cái tư tưởng của mình, là cứ việc miễn phí, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Theo cái quan điểm này và dùng cái tâm chân thật để mà đối đãi thì người ta đến với mình, người ta thấy mình không có lợi dụng, mình giúp cho họ không, thì chẳng lẽ họ bỏ mình, đúng không ạ? Quý vị coi lại, chẳng lẽ họ bỏ mình? Họ đến đây để làm gì? Họ tu tập. Lắng nghe chỗ này quý thầy, quý chú, quý Phật tử lắng nghe chỗ này. Khi mình đối đãi với một con người đó tốt, không lợi dụng, không vụ lợi, thì đây là một cái phước báu rất là lớn. Mà đem cái phước báu này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, đây là một cái vốn. Một vốn, đây là một loại công đức
vô lậu. Đây là một cái thiện nhân, đây là một cái nhân lành để mình gửi về Tây Phương Cực Lạc. Nó hơn là mình đối duyên xuất cảnh để mà mình mong người khác đáp đền lại cho mình bằng của cải vật chất. Mà trong 10 điều tâm niệm nói là khi giao tiếp không mong lợi mình, vì mong lợi mình mất hết đạo nghĩa. Cho nên thành ra thực sự quý Phật tử về đây, chúng tôi cùng quý Thầy đem cái tâm chân thật để mà đối đãi, đem cái tâm bình đẳng. Như hôm nay có người nghèo người giàu đúng không, có người trí người ngu phải không, bình đẳng giống nhau, ai vô trước ngồi trước, chút nữa xuống ăn cơm bình đẳng với nhau, nghe pháp bình đẳng với nhau, dùng cái tâm bình đẳng này đối diện xuất cảnh. Hôm bữa thứ sáu thầy Phổ mang ít tiền qua, thầy nói là chi phí mọi thứ rồi quý Phật tử nghe vào hạ, cho nên cúng dường cũng khá khá, dư được mấy chục triệu cũng mang qua cho sư phụ. Thì chúng tôi với thầy ngồi cái bàn ở phía dưới cái tầng hầm của cái nhà sàn bên đó, chúng tôi mới ngồi nói chuyện. Thực sự sau khi một buổi lễ anh em mệt, nhất là thầy Thành rất đuối. Bữa ấy công việc trước thì thầy Nhuận Minh sắp xếp đạo tràng, hôm nay thầy Thành bao luôn cái sắp xếp đạo tràng, rồi làm luôn cái MC, thầy thở không ra hơi, thầy mệt. Mà chúng tôi nói thầy Phổ là cái mệt này nó sẽ qua, và cái phước báu mình làm giúp cho chúng sanh, giúp cho Phật tử nó còn. Để ý nha, thí dụ như là quý thầy mệt nấu ăn, mệt sắp xếp đạo tràng, mệt làm MC, mệt sắp xếp ghế vân vân, cái mệt này nó hết không? Hết. Giống như chúng tôi á, giảng nó tổn khí, từ thứ hai cái hơi thở không đủ để niệm Phật, đến thứ sáu rồi thứ bảy chủ nhật nó cũng trở lại thôi, bữa nay cũng bình thường thôi, cái mệt nó sẽ qua, chắc chắn cái mệt nó sẽ hết. Nhưng mà do cái tâm mệt đó nó cộng lại với cái tâm chán nản, cái tâm bất an, cái tâm mà ích kỷ rằng là thôi mệt quá nghỉ luôn không làm nữa. Chỗ này là cái chỗ thối chuyển làm việc thiện nè. Con người mà thói chuyển làm việc thiện thì không những thói chuyển làm việc thiện thì, nhưng mà thói chuyển tu luôn á. Để đi, cái việc thiện họ đã là thói chuyển rồi, cái việc tu họ cũng sẽ thói chuyển. Bởi vì cái tâm thói chuyển đó nó phát xuất ra, cái việc thiện mà làm thói chuyển nó phát xuất từ cái tâm thói chuyển. Nên nhớ cái con người mình ở cõi này nó thói chuyển liên tục. Mà người đời người ta gọi là chán á, mời cưới vợ về, trời ơi nó ngon nó ngọt, em là nhất trái đất ha, em là cũng như là coi như là bên cạnh đời anh suốt đời ha, nói cho ngon có ngọt cái mỏ cái dài bữa cái gì cãi lộn, làm phiền phức ly dị, nó chán, con người mình dễ chán, để ý đi đúng không ạ? Cho nên ở cái cõi này nó đọa, nó lên nó xuống liên liên à, thích làm thiện cái rồi thôi làm cái nó mệt chút cái bắt đầu chán. Rồi công phu thời gian ép vô công phu cho thành khói nhập thất, vô thời gian cái rồi chán. Làm sao cân đối được cái thời gian công phu làm việc đều đặn không chán? Đây là một cái tâm không thối chuyển. Muốn như vậy trì đại bi đi, sẽ thấy Tổ Ấn Quang nói cái người mà trì thần chú đại bi á, thì cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn làm cho quý vị sẽ nỗ lực tinh tấn giữ cái bồ đề tâm cho quý vị không thối chuyển, không bị chán nản. Thử đi 25 biến là thấy rồi. Đó, cho nên thành ra là cái việc mà mình tu cái nhân địa để vãng sanh Tây Phương thì người làm thiện làm sao không cho chán, nhất là cái thiện căn phước đức nhân duyên. Hôm nay chúng tôi nói đến cái phước đức. Quý vị, Tổ sư Ấn Quang, thực sự từ khi chúng tôi đọc văn sao, mà trước khi đọc văn sao ở bên Mỹ mà 2017 á, thì chúng tôi gặp cái cuốn sách Gia Ngôn Lục. Thì cuốn sách này chúng tôi nói cô Giáng Hương thỉnh ở chùa Hoàng Pháp 1000 cuốn cúng dường Thiên Tăng. Chúng tôi kết cuốn sách này bởi vì quá hay, và xuống thỉnh 1000 cuốn cúng dường Thiên Tăng. Và chúng tôi nhớ có năm 2012, 2013 chúng tôi có nói về trì giới niệm Phật, có giảng ở trong Gia Ngôn Lục. Nhưng mà cái cuốn sách Gia Ngôn Lục nó cô động, quá cô động, không nói những cái hành trạng, không ít có nói về Tổ Ấn Quang trì chú đại bi, chỉ có nói một đoạn ngày khuyến khích niệm Quan Âm thôi. Cho nên thành ra những cái lá thư đó cắt những cái tinh hoa đưa vô Gia Ngôn Lục, cho nên thành ra chúng tôi bị bỏ nửa chừng. Mà chúng tôi nhớ cái lúc mà chúng tôi đọc trong cái Gia Ngôn Lục là chúng tôi không đi đâu một năm, mà mỗi buổi tối thứ bảy chúng tôi lên giảng. Chắc là trong này có những người nhớ.
Có những Phật tử nói là cái trì giới niệm Phật năm 2013 mà mỗi thứ bảy sư phụ lên giảng thì tuyệt. Mà thực sự hôm đó chúng tôi cảm được. Sau đó rồi cái bắt đầu cái từ từ cái bắt đầu là gì, nó thối chuyển từ từ cái rồi bắt đầu bỏ. Rồi mãi chúng tôi qua Mỹ gặp được cái bộ tam biên trước, rồi mới đến là tục biên, mới đến chánh biên, để tinh hoa lục, giáo dục gia đình, bảo thân tiến dục. Rồi 6 năm nay chúng tôi đi sát vào, sợ nó bị xuất ra giống như là nghiên cứu gia ngôn lục mấy năm trước. Vì vậy cho nên thành ra cái bộ sách văn sao của Tổ sư Ấn Quang là bộ sách coi như là tủ sách để thực nghiệm. Nhớ nha, tủ sách để thực nghiệm. Nghĩa là mình học rồi mình thực hành mình mới thấy cái pháp vị trong nó. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi giảng văn sao thì thầy Tánh lại phát tâm để đọc. Mà thời gian thì hôm nay chúng tôi sẽ giảng trọng tâm vào ở trong văn sao. Giống như là Ngài nói rằng là con người muốn vãng sanh thì phải có 6 cái điều kiện. Thứ nhất là phước đức, đó là tịnh nghiệp tam phước á. Thứ hai là thiện căn. Thứ ba là nhân duyên. Thứ tư là tính. Thứ năm là nguyện. Và thứ sáu là hành. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, tính, hạnh, nguyện. 6 cái điều này bám cho chắc vào thì người này sẽ không lỡ chuyến đò vãng sanh Tây Phương. Không lỡ chuyến đò. Nếu đã là tin có phước đức mới được vãng sanh thì người này phải ra công ra sức để phục vụ chúng sanh tùy theo khả năng của mình. Có nhiều người người ta nói bây giờ đi làm phước đức cúng dường cho chùa tỷ này tỷ nọ, cúng dường đúc chuông, cúng dường xây tượng mới có phước đức phải không? Đó là một loại phước đức trong nhiều loại. Loại nào nữa? Có những người về đây không có đồng tiền nào hết trơn. Hôm nay nghe phóng sanh 20 triệu tùy hỷ thì được tùy hỷ phước đức, tùy hỷ công đức. Thấy người ta làm lành, mình tùy hỷ cái việc làm lành. Cũng như chút nữa có người cúng dường trai tăng phải không? Mình tùy hỷ cái việc cúng dường trai tăng thì mình sẽ có được phước đức, mình có được công đức. Cái công đức tùy hỷ này không bỏ tiền, không bỏ công, mà chỉ có tâm tùy hỷ lại được có phước đức. Nó hay ngay chỗ này. Rồi, không có tiền, không có của, mà dùng cái tâm thí. Tâm thí nghĩa là mình phát bồ đề tâm muốn làm việc đó, nhưng chưa làm được là do không có tiền. Nhưng mà nhờ cái tâm thí này cũng có phước báu. Hả bà? Cho nên thành ra ở trong tịnh nghiệp tam phước, lắng nghe nha, cái người mà muốn vãng sanh mà bỏ 10 điều thiện ở trong tịnh nghiệp tam phước, rồi bỏ đi cái lòng từ không giết, bỏ đi cái hiếu dưỡng cha mẹ, bỏ đi cái tôn kính sư trưởng, thì người này coi như giàu cho niệm Phật nhất tâm bất loạn đi nữa, giàu cho đủ tín nguyện đi nữa, nhưng mà không đủ phước đức, thất bại cái chỗ này. Cho nên ở trong kinh A Di Đà mới nói là muốn vãng sanh phải đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên mà, đúng không ạ? Cho nên cái phước đức mà mình bỏ qua là mình thất bại, thất bại. À, cho nên thành ra quý vị thấy không, quý thầy thấy không nè, từ khi bắt đầu chúng tôi lập cái tịnh thất Quan Âm năm 2000, mãi đến 2007 bắt đầu mở pháp hội, trong tâm chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có các cụ về thôi, chứ các thầy chúng tôi không đủ cái tài, cái đức để mà có thể chiêu hiền đại sĩ để mà cho quý thầy về. Chúng tôi nghĩ là chỉ có các cụ về thôi, mong cho được 48 cụ, vừa mở ra là được 4 cụ. Nhưng mà thực sự nuôi các cụ không phải là dễ đâu, không phải mình có tiền có nhà mà các cụ ở đâu, mà mình phải có cái tâm thương các cụ, lo các cụ như mẹ mình. Đây có mấy cô ngồi ở đây, mấy cô trẻ ngồi đây nè, chắc là mấy cô cũng hiểu. Chúng tôi uống viên thuốc bổ Phật tử gửi bên Mỹ về cho các cụ viên. Chúng tôi ăn trái chuối cho các cụ trái. Dĩ nhiên quý thầy bên này là không thiếu rồi. Coi họ như mẹ mình, đừng có thấy họ xa cơ thất thế nghèo khổ nương tựa mình mà mình xem thường họ. Họ là Phật Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc đó. Họ là Phật Bồ Tát á, về Tây Phương Cực Lạc á. Và chính họ là người để đến tạo cho mình một cái phước duyên để mình lo cho các cụ, để mình tích lũy những cái phước đức để mà mình vãng sanh. Vì sao mà mình lại xem thường họ? Một người chồng đến với mình lo cho mình có con, giúp cho mình sanh ra đứa con để nối dõi tông đường, giúp cho mình những lúc đau bệnh vân vân mọi thứ, sao bây giờ mình lại ghét ông chồng? Một người vợ đến với mình
giúp cho mình có đứa con nói giọng tôi không đường, lúc mình bệnh hoạn, lúc mình sa cơ thất thế, có người vợ bên cạnh. Vì sao mình lại bây giờ mình phụ bạc, mình lại khó khăn với người vợ mình? Mình coi lại con người mình là con người hay là con thú? Tổ Ông Quang nói, nếu không có hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ thì người này ti mặc áo đội mũ ăn cơm, nhưng không khác gì cầm thú, thua loài cầm thú. Loài cầm thú nó không có cái trí huệ, nó không có sự hiểu biết về ngũ luân. Mà con người mình biết ngũ luân, nghe giảng ngũ luân mà không làm được ngũ luân, không có tận trung, không có tận hiếu, không có đủ cái niềm tin với nhau, vân vân mọi thứ. Thì Tổ Ông Quang nói 8 chữ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ mà làm không được thì không khác gì loài cầm thú. Dưới loài cầm thú, sống làm thay đi thịt chạy, chết thân này mục nát cùng cỏ cây, mà tâm thức thì bị đọa lạc làm loài súc sanh. Kinh khủng chưa? Bây giờ sao? Giờ muốn làm sống dữ và bậc thánh hiền, là một người thiện nhân hiền nhân, giữ bát đức ngũ luân, để sống dữ vào bậc thánh hiền, thác vãng sanh Tây Phương, hay là muốn sống làm kẻ thay đi thịt chạy, dưới loài cầm thú, chết thân mục nát cùng cỏ cây, rồi tâm thức phải đọa lạc, muốn làm loại người nào? Mình suy nghĩ ra mình biết chứ, mình suy nghĩ ra mình biết là nên làm loại người nào chứ. Mà con người mình nó có khả năng để làm thiện nhân mà. Thân không sát sanh trộm cắp tà dâm quá dễ làm. Quyết định hôm nay phải là không những không sát sanh mà không ăn thịt chúng sanh luôn. Được không? Được, người khác làm được, mình làm được, chứ cái cớ gì mình làm không được. Chỉ vì sao? Chỉ vì là bởi vì mình chưa có ngộ ra được cái lý sâu là tất cả chúng sanh đều là Phật trong tương lai, là cha mẹ quá khứ, là Phật trong tương lai. Chưa ngộ sâu được câu này cho nên thành ra mình vẫn ăn thịt nó. Mà ăn miếng trả miếng á ngàn. Ăn miếng trả miếng. Không, cô Phật tử, chúng tôi cũng xin giấu tên. Coi như ông chồng coi như là bệnh, mà cái chân của ông nó lỡ, nó lét, ông đi hết được, ông nằm ông lên. Tôi đau quá bà ơi, chắc tôi chết. Tôi đau, tôi chịu không nổi bà ơi. Thì cổ kêu là do tiểu đường, do này do nọ. Chúng tôi nói cái bệnh nó phát ra là cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi, đó là cái quả. Nhưng mà cái nhân địa là ông này thích câu cá, ăn thịt chúng sanh, ăn toàn là những cái miếng ngon vật lạ. Cái độc tố trong loài súc sanh đó đó, nó tích lũy trong cái thân của ông, bây giờ nó phát ra, nó xì ra. Cái chân bây giờ teo lẻo lại à, đi không nổi, đi xe lăn. Rồi cái nghiệp báo á, đến lúc bây giờ bắt đầu phải trả. Nó có hai cái nè, lắng nghe cho kỹ nè. Đang là nói đến cái vấn đề tịnh nghiệp này nha. Tịnh nghiệp đây gọi là tam phước. Mà nếu mà không có lòng từ, không giết, mà không ăn chay niệm Phật thì người này không được vãng sanh đâu nha. Phải ăn chay niệm Phật. Mà muốn ăn chay niệm Phật là phải nói sâu về cái việc này, quý vị mới ăn chay nổi. Thứ nhất là Tổ Quang nói trong thịt có độc, thì mình ăn thịt vào, chất độc nó dự trữ từ từ. Lâu ngày bắt đầu nó sẽ xì ra. Từ cái bệnh ung thư, rồi hoại tử, vân vân, những cái mục nó xì ra. Cái đó là một loại độc tố trong thịt. Thứ hai, nó thêm một cái loại nữa là loại nghiệp báo vô hình. Bắt đầu nghiệp báo này trổ ra. Nó trổ ra, nó làm cho mình phải khổ đau, đau đớn, đủ kiểu hết trơn, tốn tiền, tốn bạc để cho mình nó tổ phước nữa chứ. Đúng không ạ? Khi mình nhận chân được rằng là trong thịt có độc, mà ăn thịt có nghiệp báo, là mình phải thọ mạng ngắn, bệnh tật xảy ra. Rồi nhiều cái việc mà gọi như là nó làm cho mình như tổ phước, tổn thọ, vân vân mọi thứ. Thì khi mình hiểu ra được điều này, cái là bắt đầu mình phát tâm ăn chay trường. Đúng không? Mình phát tâm mình phóng sanh. Cho nên Tổ Quang nói cái việc mà siêu thăng hay đọa lạc từ cái nơi ăn chay ăn mặn này nha. Nên suy nghĩ cái việc này. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi nhờ Thầy Tánh đọc, cái việc mà chúng tôi vẫn nói đến cái giáo dục gia đình. Nếu là trong thế gian này nhiều hiền mẫu, thì người hiền mẫu này sẽ sanh ra hiền tử. Mà hiền tử này nó sẽ trở thành hiền tài cho đất nước. Nếu người mẹ này là người mẹ gọi rằng là ác mẫu, nghe ác mẫu danh từ hơi nặng phải không? Người mẹ thường nghĩ điều ác, nói lời ác, làm việc ác, sát sanh hại vật, lén lút tà vậy, trộm cắp, nói láo, tham sân si đầy bụng dạ, thì cái thai nhi này phải ảnh hưởng cái tánh khí của cha mẹ. Ghê chưa?
Rồi những người này sanh ra tuy rằng nó học giỏi, nó làm ông này bà nọ, nhưng nó không có đức. Nó không có đức, nó có tài, nhưng mà đứa này là đứa tiểu nhân. Tiểu nhân. Và nếu họ là đi tu, Tổ Hồng Quang nói, nếu họ là đi tu mà họ thật sự không chịu tu, họ chỉ có hình thức bên ngoài, thì cứ người này họ phá đạo, họ làm hoại loạn Phật Pháp, thì cái tội này nặng hơn ở ngoài đời nữa. Ghê chưa? Cho nên mất từ căn bản, mất đi từ cái căn bản là cha mẹ mình không phải là hiền mẫu. Rồi đến 20-30 tuổi bắt đầu mình vào chùa, mà con người mình nó trở thành cứng cỏi như tre rồi, không uống được nữa, thì con người này sẽ làm hoại loạn Phật Pháp, làm Phật Pháp băng hoại, rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên thành ra giáo dục gia đình vẫn là cái việc quan trọng, không thể nào thoát ly khỏi gia đình được. Vì vậy cho nên thành ra đối người tiếp vật trong một cuộc sống vợ chồng với nhau, anh em huynh đệ bầu bạn với nhau, dùng tâm chân thật để mình thương yêu lo lắng lẫn nhau. Hôm bữa chúng tôi xuống khu chuyên tu, chúng tôi về chúng tôi cũng không hiểu sao chúng tôi làm như vậy. Bởi vì cái bản tính chúng tôi là thích giúp người. Thấy chú Tiến là chú Tị mình, ông kêu ông bị viên sạn thận cũng lớn, một ly chín lận. Thì chúng tôi hỏi rằng là đi khám chưa? Có đi khám chụp phim rồi. Chúng tôi gọi cho bác sĩ Vinh ở trên phòng Mỹ, nói có thằng chú ở trong chùa ông bị cái viên sỏi thận, giờ làm sao? Ông kêu mang phim lên đây đi, con bắn cho nó vỡ ra hết, chúng tôi đưa 2 triệu cho chú đi. Chúng tôi vẫn biết cái cảm giác là chú thực sự là cảm nhận được cái tâm chúng tôi đối đãi. Hôm nay không phải chúng tôi làm tốt rồi chúng tôi kể cho quý vị, mà chúng tôi nói như vậy để anh em huynh đệ khi nghe một huynh đệ mình bị bệnh hoạn, bị có nạn gì hoặc có chuyện gì, làm liền. Suy nghĩ bằng cách nào đó mình làm liền, bởi vì cái đó là cái cơ hội để mình tích phước, mà cái đó là cơ hội để mình giúp đỡ anh em lẫn nhau. Không bỏ. Vợ chồng cũng vậy, cha con cũng vậy. Bỏ tiền ra mình lo cho họ đi, không mất mát gì đâu. Hôm nay chúng tôi nói ra để anh em mình thực sự thương người như thể thương tâm, thương người đó giống như thương cái thân của mình. Thực sự mình phải thương. Đó. Thì vậy cho nên thành ra sống trong một gia đình mình hết lòng với họ. Mà nếu mà họ thấy mình coi như là không đáng để mà họ ở họ lưu lại đó, thì mình hoan hỷ vui vẻ, không có gì hết trơn. Thực sự hoan hỷ vui vẻ. Đó. Chúng tôi thường nói thầy Phổ, mấy anh em mà có ra bên ngoài lỡ mà coi như là gặp coi như là thiếu thốn, hồi nãy mới gặp thầy Từ, thầy ở dưới đó có thiếu gì lên chùa lấy đồ để mà ăn. Mẹ thầy hôm nay cũng vô phòng hộ niệm. Hôm nay chúng tôi đang nói cái giáo dục gia đình để mấy thầy thấm được cái điều mà Tổ Ông Quang nói là dùng cái gia đình của mình làm sao để trở thành thánh hiền nè. Mấy thầy đi ra bên ngoài không có điều kiện kinh tế hoặc giả lạ, xa cơ lỡ bước mà muốn về, chúng tôi hoan hỷ đón nhận liền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình la kẻ chạy đi chứ ai mà la kẻ trở lại bao giờ, đúng không ạ? Mình nên đem một cái tâm gọi là thương yêu quý kính. Bởi vì ai cũng có cái suy nghĩ của họ, và ai cũng có cái sự xa cơ thất thế hết, chứ không phải là ai mà người ta tu một cái lèo cái tới. Bữa chúng tôi nói với thầy Phổ, có thể nào mà mình tu từ bây giờ bắt đầu bước vô xuất gia, mãi mãi tu cho đến khi thọ mạng hết là mình không vấp ngã không? Không thối chuyển không? Làm gì có chuyện đó. Làm gì có chuyện đó. Nếu mà vấp ngã thối chuyển thì cái gì để bảo bọc mình? Bữa chúng tôi nói thầy Phổ, cái phước nó bảo bọc mình. Sống mình phải hiểu được điều này. Giúp người nè, thương người nè, giúp vật nè, phóng sanh nè, lo cho tam bảo nè. Lỡ mình xa cơ thất thế, công phu mình yếu kém, chứ đâu phải là lúc nào nó cũng phải là tu cái tinh tấn hoài, ngày nào cũng tinh tấn được hết đâu. Nó có những cái lúc mà nó lại thối chuyển chứ. Thì cái thối chuyển mà nó bị coi như là xa cơ thất thế, hoặc giả là nó bị chướng ngại á, thì cái phước báu nó bắt đầu nó bảo bọc mình. Cái âm thầm cái phước báu nó xoay chuyển rất hay. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Cũng như cái lúc mà chúng tôi ở bên Mỹ, khi mà ở một mình ở bên đó, coi như là với thầy Nhật Minh, với thầy Nhận Nguyện, mà ba anh em là anh nào cũng không biết tiếng Anh hết trơn. Người ta ra người ta hỏi cái câu gì chúng tôi cũng ngơ ngơ như đồ bò đổ nó, không biết cái câu gì hết trơn á. Bởi vì lúc đó chuẩn bị dọn dẹp về, nhưng mà lại có người coi như là hộ pháp
thượng thiện nhân, những người họ đặc biệt họ hộ trì cho mình. Có cái anh chàng đó, ảnh chạy xe từ San Jose miền Bắc Cali mà xuống tới miền Nam. Chúng tôi thuê xe cho ảnh, mà bên Mỹ là nó bận tối ngày chứ không phải là dễ nhờ người ta đâu. Mình chạy xe từ miền Bắc Cali xuống miền Nam đi 500 cây số, mà bên đó là chạy 100 cây số là 1 tiếng đồng hồ. Anh chạy 6 tiếng đồng hồ xuống tới miền Nam Cali, anh lấy cả một cái kho mà chúng tôi làm pháp hội, tượng Phật, đồ đạc, anh chở về. Anh chở về xong rồi anh chạy thẳng qua bên cái chỗ lên San Francisco, mà cái chỗ mà Vạn Phật Cánh Thành của Hòa Thượng Tiến Hóa để cúng dường. Mà nói cái xe là chạy xịt khói đen liên tục, bởi vì nó quá nhiều đồ trong đó, nó quá tải. Mà anh nói là nó chết mấy nửa chừng là chịu chết. Mà Mỹ chúng tôi đi từ San Jose là miền Bắc Cali mà xuống đến miền Nam biết rồi. Cái đoạn đường nó có những cái đoạn đường là cả 100 cây số không có nhà, toàn là sa mạc vắng tanh. Mà anh nói là nó có xịt khói đen, mà coi như là đúng là có Bồ Tát đẩy có Phật Bồ Tát. Bởi vì mình khởi niệm lên để mình cúng dường Vạn Phật Khánh Thành, dọn hết bãi chiến trường để về lại Việt Nam mà. Thì coi như là nghĩ là ba anh em không biết nói tiếng Anh mà cũng không có biết chạy xe, thì hỏi làm sao mà dời cái kho dưới miền Nam Cali mà đi về lại tên San Francisco. Mà từ ở miền Nam nó về tới miền Bắc là 500 cây, mà từ miền Bắc mà chạy lên trên Vạn Phật Thắng Thành nó mất 300 cây nữa là 800 cây. Vậy mà ông một mình, ông cứ chạy túc tắc mà ông chạy về tới trên đó. Ông kêu cái xe này chắc về thuê, bên đó là thuê cái xe, xe gọi là xe truck, nó dài vậy đó. Ông kêu chắc về cái xe này, chắc ông này ông sửa khùng luôn, cái hãng này chắc nó hư luôn á, cái xe này nó hư luôn á. Thấy không? Thấy khi mình làm thiện sẽ có thiện nhân giúp đỡ, khi mình làm ác sẽ có người ác đến phụ trợ cho mình. Nhất thiết duy tâm tạo, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Khởi một niệm ác lên, nếu mà không niệm Phật để triệt tiêu nó, thì cái thế giới ác đó họ sẽ đẩy vào. Vừa rồi có một cô ở đây, gia đình ruồng rẫy, đúng là cái người có nghe Phật pháp thì họ lên chùa, họ biết tu đồ, cái họ nghe, họ gặp chúng tôi cái là đỡ rồi phải không? Cuối cùng gia đình ruồng rẫy xong, cái cô này cũng ba mấy tuổi á, qua bên nhà trọ này xong cái uống thuốc tự tử, uống thuốc ngủ. Rồi thầy chiếu ông mới nói giờ làm sao, kêu phải chở liền lên trên bệnh viện Hoàng Mỹ. Lên Hoàng Mỹ xúc ruột đồ xong xuôi, cái về nhà uống tiếp. Ghi tờ giấy là xin đừng cứu tôi nữa. Chúng tôi nói là hết thuốc chữa rồi, bây giờ gia đình bỏ rồi. Khi lên bệnh viện thì chúng tôi gửi tiền gửi bạc lên đó để xúc ruột lo xong xuôi hết rồi, về phòng trọ uống tiếp. Chúng tôi thôi cho qua phòng hộ niệm. Qua phòng hộ niệm tỉnh, mấy thầy cho qua kia để hồi sức nghỉ ngơi, cái rồi chết mất. Mà cái lúc uống thuốc chưa chết, gọi gia đình từ luôn, gia đình không nhận nữa. Và chúng tôi nói gia đình từ thôi mình lo, đăng ký tạm trú rồi đi thiêu hay đi gì mình lo hết. Mà sao gia đình tự nhiên thấy chết rồi, cái bắt đầu mang hồn mang đồ lên, chúng tôi liệm đồ xong xuôi hết rồi trở về. Chắc là gia đình cũng không biết đạo, cũng không có cúng đồng nào, chúng tôi cũng không quan tâm, cũng không hỏi là đi xúc ruột bao nhiêu tiền nữa, cũng không quan tâm, cứ lo cho họ chết một cách rất tội nghiệp. Quý vị thấy không? Đâu có bệnh tật gì đâu. Mà lý do gì? Lý do là cái tâm họ vô đường cùng, họ không có cái pháp để họ an tâm. Nếu mà họ chịu niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi á, thì ổn quá rồi. Nhưng mà cô này cũng có biết cách chết là lên gần chùa chết để có chùa lo. Cũng còn khôn cái chỗ đó. Cho nên quý vị có chết đi đâu, chết thì chết, về đây chết thì nó đỡ, có thầy lo. Mà này bà chết bà cũng lựa chỗ bà chết nha, không phải lựa chỗ bà chết. Mà chúng tôi thấy tội quá, thấy thiệt thòi không? Mà đâu phải chết vậy là xong đâu. Cái tâm thức bắt đầu gì nó khổ đau nữa, chứ đâu phải là nó yên đâu, phải không ạ? Vậy cho nên thành ra phải thủ sẵn thần chú đại bi, mỗi ngày 50 biến, 25 biến. Chúng tôi là phải 75 hoặc 50 là giá chót, phải giữ. Thì cái pháp nó hộ thân, hộ tâm, hộ quốc mà. Tổ quan nói hằng ngày ngoài cái việc mà tôi niệm Phật, tôi trì chú đại bi 25, 50, 75 để bảo hộ thân tâm và hộ quốc luôn. Rất quan trọng. Nên làm thử đi. Bây giờ tổ quan ngày làm là không có sai đâu, không có thừa đâu, cũng không có gọi rằng sen tạp đâu. Cái này mình thêm mà. Mà thêm thằng chú đại bi thì kết duyên với Bồ Tát Quan Âm. Lúc lâm chung thì Bồ Tát Quan Âm cũng cầm cam lồ xuống rưới nơi đầu của mình, rồi Thế Chí cầm kim đài trao đỡ gót rước mình về cực lạc. Đâu có phải sen tạp đâu. Để ý đi. Có người nào mà họ niệm Phật xưa nay là họ vô thành phiến, thành khối, họ dứt tâm bất loạn luôn được chưa? Chưa. Coi mấy bản thân chúng tôi anh em huynh đệ, có ai mà vô nhất tâm bất loạn chưa?
Nhất Tâm Bất Loạn chúng tôi đang ngồi nói chuyện quý vị, mấy câu Phật hiệu nó vẫn ro ro ở trong đó đó, không phá vỡ được cái âm thanh niệm Phật. Bất cứ mọi lúc mọi nơi ngủ nó cũng niệm bên trong đó chứ không phải cần máy. Cái đó là thành phiến thôi, nó ngang thành khối đó, ai làm được chưa? Khó, khó là cái thiện căn của mình nó yếu kém, cái thói chuyển của mình nó liền liền, cho nên mình phải còn có trợ hạnh chứ. Từ bắt đầu đẻ ra, bắt đầu ăn cơm được, đến bây giờ ăn cơm trắng không ăn nổi không? Tổ Ấn Quang hay ví dụ điều này, phải còn rau dưa chứ. Đó, ý ngài nói rằng niệm Phật không được với điều kiện phải là thượng căn. Chứ còn không, anh em mình đã niệm bao nhiêu năm nay nó được nhất tâm chưa? Là bởi vì cái thiện căn của mình nó yếu kém, cái phước đức mình nó cũng chưa đủ, và cái tâm mình nó thối chuyển liền liền, cho nên mình cần phải có trợ hạnh. Cho nên hành chánh trợ đồng hành, cái chánh đó là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, cái trợ hạnh đó là trì chú đẩy bi, niệm Quan Âm, in kinh, in tượng Phật ha. Có tiền mình làm phước báu, gọi là những cái trợ hạnh là không những là trì chú niệm Quan Âm mà phải là in kinh nè, có bao nhiêu làm bấy nhiêu nè, giúp đỡ người nghèo nè, thương người nè, thương vật nè, mà chánh trợ cùng hành thì bọn phàm phu mình phải làm thì mới nói cái chuyện vãng sanh. Còn nếu mà chánh hạnh vãng sanh không mà không có trợ hạnh á, rớt, để ý đi, rớt. Bệnh tật nó xảy ra rồi thì rồi xây một cái thất cũng không có đủ tiền để mà xây, cũng nương gá người khác. Coi lại đi, đủ kiểu nó thiếu thốn, đó là do cái phước đức của mình nó kém, đúng không ạ? Như vậy cho nên thành ra hôm nay thì cái thời gian chúng tôi nãy giờ nói là cũng 50 phút rồi. Bây giờ thầy Tánh sẽ đọc cái giáo dục gia đình và có mấy cái lá thư ngắn nhưng mà rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang trích trong ngôi sao, thành tâm cung kính nhân lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Tổ Sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình. Xem khắp cổ kim, dù nhà hay nước hưng thịnh suy vong, bình yên loạn lạc, chưa bao giờ chẳng lấy cái thân của cá nhân đang cầm quyền để làm cội gốc. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nhưng muốn nước nhà quật khởi hưng thịnh, lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cái gốc để lập thân như tôi vừa nhắc đến chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sần bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đôn đốc luân thường, tính sâu nhân quả, dày dặt kiên sợ, chỉ sợ trái vượt. Làm được như thế thì sẽ có thể tỏ rạng được minh đức, ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng. Lý ấy, sự ấy, phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được, nhưng chẳng phải là lạ lùng, đặc biệt phiền diệu. Đến nỗi muốn cầu mà không được, bởi lẽ đạo của người thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thật phù thất phù, nếu thực hiện được như thế thì gần là con cái và anh em trai, chị em gái, chị em dâu đều cùng nhìn theo, bắt chước nhau làm lành. Lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng cả ấp. Do vậy kinh thị khen ngợi văn vương là làm gương cho vợ của chính mình, rồi đến anh em, cho đến khắp cả nước nhà, chính là do ý nghĩa này vậy. Nhưng thiên hà chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ gia đình chính là nơi phát sinh hiện tài trong thiên hạ. Cha mẹ chính là những người đi bậc hiện tài trong trời đất noi gương. Giáo dục trong gia đình nghiêm ngặt chánh đáng thì những đứa con có thiên tư sẽ có thể tỏ rạng minh đức, ở yên nơi tốt lành tột cùng. Hễ cùng quẩn thì riêng mình thiền, mà cũng nêu gương trong làng trong ấp. Hễ hiến đạt bèn làm cho cả thiên hạ cùng được thiền, lập đại công, dựng đại nghiệp, ân trùm hoàng vũ, thấm nhuần không ngần mé.
con gái thì giúp chồng dạy con giữ vững chức phận phụ nữ, làm bậc mẫu nghi trọng chốn khuê các, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới. Lệ trạch tạo lết cho lẫn nhau như thế, đức đẹp càng tỏ rằng há chẳng thế nào thuần phong mỹ tục thiên hạ thái bình ư? Những điều vừa nói trên đây chính là luận theo phía những kẻ có thiên tư thượng đẳng, dẫu những kẻ thiên tư thuộc loại trung hạ cũng biết tôn kính lễ nghĩa, vân dự phép tắc, biết giữ yên bổn phận, quyết chẳng đến nỗi trở thành hạng ương bướng, hèn hạ, chống đối. Trong cuộc đời muốn cho gia đình lẫn đất nước được quật khởi hưng thịnh thì cố nhiên phải chú trọng nơi đường lối giáo dục trong gia đình. Một người bạn tôi sẵn lòng lo toan cho đời, đau đớn nghĩ thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống, nhân dân khốn khổ chẳng thể kêu gào nơi đâu, bèn đem 10 thiên giáo huấn về vân giữ luân thường, vốn là cổ báu gia truyền của nhà ông Thạch Thành Kim và tác phẩm Châu Tưởng và Huấn Giải của Châu Phụng Minh ghép chung lại, đặt tên là Gia Đình Bảo Giám. Tịnh ấn hành để lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu những người muốn hưng khởi nước nhà trong cuộc đời đều có cái vốn để làm. Toàn tính xong xuôi, bèn sai quan cất bút trần thuật những nét chính yếu để tạo thành lời tựa. Tuy lời lẽ trong lời tựa này không phù hợp sát sao cho lắm, nhưng ý nghĩa quả thật đích xác không dối trá. Nguyện những người yêu nước thương nòi, thương yêu con cái trong cuộc đời, mỗi người đều giữ lấy một cuốn để giáo hóa, chỉ dạy con cái thì thành tích chắc sẽ vượt ngoài những điều mong mỏi vậy. Vì như đang khát mà có được nước cam lộ, chẳng những hết khát mà còn nhanh chóng chưa được phiền não, thận tâm thanh lương. Sách này văn chương tí nông cạn thông tục, nhưng quả thật là cứ ngõ để mong thành thánh thành hiền. Đến khi đã thâm nhập thì sẽ lên thẳng chỗ huyền diệu sâu thẳm, ai có thể cự lại được. Vua Thuấn là bậc đại thánh nhân mà vẫn còn thích suy xét những lời nông cạn, huống là những lời lẽ tinh thâm thuần tí tục bậc thiết thực đối với thân tâm này ư? Nguyện ai nấy quý trọng gìn giữ để làm tấm gương soi sáng tương lai, thì gia đình may mắn lắm mà thiên hạ cũng may mắn lắm thay. Tổ sư Ân Quang trả lời thư cư sĩ Thái Khế Thành: giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu muốn học đạo để thoát phạm tục mà chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà mong tươi tốt, như chim không cánh mà muốn bay cao. Thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật, phàm phu sắc đất muốn liệu sanh tử ngay trong đời này, mà nếu chẳng y theo bốn câu này sẽ thành không nhân mà muốn có quả, chưa gieo đã mong vật hái. Muôn vàng chẳng có lẽ ấy, nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dự vào bậc thánh hiền, ắt lên cõi cực lạc. Tâm tánh của bọn chúng ta giống hệt như Phật, chỉ do mê trái nên luân hồi chẳng ngơi, giữ lại thương xót tùy cơ thuyết pháp, khiến cho khắp mọi hàm thức theo đường trở về nhà. Pháp môn tuy nhiều nhưng trọng yếu chỉ có hai, tức là thiền và tịnh liệu thoát dễ nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kim Phật lực. So sánh hạ pháp thì tịnh khế cơ nhất. Nhưng người vượt biển nhờ vào thuyền bè, mau đến được bờ kia, thân tâm thẳng nhiên. Chúng sanh đều mạc chỉ khâm hành được pháp này, nếu không thì là trái cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành.
phát đại bồ đề, sanh chân tín nguyện, suốt đời giữ vững. Chỉ nghĩ đến Phật, niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, tuy niệm mà vô niệm, diệu nghĩa thiện giáo, triệt để hiển hiện. Đời đến đúc lâm chung, được Phật tiếp dẫn, thẳng lên thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban, cạn lòng thành, tận lòng kính, mồ nhiễm làm sao? Tổ sư Ứng Quang khai thị về việc trì chú Đại Bi và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ khi đến Linh Nham, bất cứ danh lam thắng kinh nào, tôi cũng đều chẳng tới xem, bởi chí chỉ mong vãng sanh, chẳng bận tâm đến danh lam thắng cảnh. Mỗi ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì chú Đại Bi để làm căn cứ tự lợi lợi tha. Suốt đời chẳng thu nhận một đệ tử xuất gia nào, chẳng nhận làm chủ trì chùa nào cả. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, thọm sân lừng lẫy, sức yếu, tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận, ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiên lực, không còn ngờ vật thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với ta bà, ngoài việc niệm Phật ra, chỉ thêm danh hiệu Quán Âm cũng được, hoặc kim trì các chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, vân vân cũng đều được cả. Này sống tại chỗ thường xuyên có phi cơ bay tới, hàng ngày tùng chú Đại Bi, niệm Phật, niệm Quán Âm. Nếu chẳng dám ở lại trốn sang phương xa, há chẳng khiến cho các khác chê cười ư? Quan chỉ chơi chọi một thân, đi hay ở đều chẳng ăn nhầm gì, huống chỉ có chuyện Hoàng Hoa xã phải lo liệu. Quan tuy chẳng phải là chủ trì chùa, nhưng mọi chuyện đều nhờ quan làm chủ. Chủ nhân đi vắng, nếu những người khác cũng đi luôn, thì công chuyện sẽ thành bỏ phế, ảnh hưởng rất lớn đến chuyện lưu thông ngân sách, có ích cho đời, cho người. Nếu đại kiếp đối đầu, mọi người đều cùng chết sạch hết, quan cũng sẽ cùng chết với họ, thì cũng là đáng phận vậy. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và chợ phân minh thì chợ cũng quy về chủ. Nếu cứ chẳng lăng không phân biệt, có điều như nhau, thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hơn kém? Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh, tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi, thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tổ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mấy mấy gì. Đối với cộng khóa sớm tối, ngoài việc theo các chùa thực hiện cộng khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hay lúc nào rảnh rỗi thì niệm Phật chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên Nguyễn Thượng, thư cho lời cư sĩ Dư Hữu Duy. Và lá thư đến đây là kết thúc. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay thầy tánh đọc quý vị nghe hoan hỉ không à? Thực sự chúng tôi rất là tâm đắc cái bộ Văn Sao, cho nên mỗi lần giảng thì cần quý vị nghe. Có nghe cái đoạn sau thầy tánh đọc là mỗi ngày trì chú Đại Bi 25 lượt hoặc 50 lượt hoặc 75 lượt. Chỗ này quan trọng. Nếu mà trợ hạnh này biết cách để mà dụng công thì trợ nó cũng quy về cho chánh. Chỗ này hay.
đem thần chú đại bi hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để kết duyên với Bồ Tát Thiên Thủ Bồ Tát Quan Âm. Ngài cũng sẽ hộ trì gia trì cho mình để lúc mình vãng sanh trợ quy về cho chánh. 207 đến 216 thì chúng tôi theo Hòa Thượng Tịnh Không là chỉ A Di Đà Phật, cũng không niệm Nam Mô luôn, chỉ một bộ Vô Lượng Thọ. Mà sau khi đọc văn sao thì Tổ Ân Quang nói là niệm trong tâm thì 4 chữ, hộ niệm thì 4 chữ, mà niệm ra tiếng thì niệm 6 chữ, lễ Phật thì 6 chữ, bọn phàm phu mình cũng cần 2 chữ Nam Mô để thể hiện lòng cung kính, không bỏ được. Hay, hay cái chỗ này, không bỏ 4 chữ mà cũng không phải là chấp 6 chữ, cũng không phải là chấp 4 chữ mà bỏ 6 chữ, mà không phải chấp 6 chữ mà bỏ 4 chữ. Để ý đi, niệm trong tâm 4 chữ nó rất là nhẹ, nó bớt 2 chữ Nam Mô. Như buổi tối mình ngủ thì mình mở Nam Mô A Di Đà Phật, niệm trong tâm A Di Đà Phật. Cần thêm đại bi, cần thêm Quan Âm, cần thêm trợ hạnh in kinh phóng sanh, chánh trợ cùng hành, giống như là con thuyền mà nó đã căng bườm lên rồi á, mới gặp gió để nó thổi xuôi chiều nữa thì con thuyền đi nhanh. Thuận gió căng bườm, thuyền sẽ nhanh đến bờ. Cái hay. À, hồi nãy chúng tôi đi lên tới trên này, chú Bạch ông chở chiếc xe điện đi qua bên này, chở một bà cụ đi, xong rồi có một cái đứa bé nó nhảy lên 5 tuổi. Mẹ của chú bé này đi qua bên đó thì chúng tôi hỏi là lên đây bao lâu rồi, kêu khi con mang bầu con đã lên đây ở rồi, chắc là thuê nhà. Xong rồi chúng tôi hỏi con làm việc gì, kêu con làm kế toán cho cái công ty. Nếu mà mình thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi A Di Đà Phật niệm trong tâm, mà mình thường niệm, niệm cả ngày lẫn đêm, đêm ngủ niệm bằng cách nào? Lấy cái máy ra, mở nho nhỏ rí rí vừa đủ nghe. Cái não của mình mà mình mở nó lớn quá đó, lớn như vậy nè, thì tự nhiên cái âm thanh nó làm mình dễ bị thức giấc. Lớn quá đó thì âm thanh nó làm mình dễ bị thức giấc. Nam Mô A Di Đà Phật, dễ bị thức giấc. Nhỏ nhỏ rí rí thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, nhỏ thôi. Thì thường ban đêm á, nếu mà mình ngủ mà mình mở Nam Mô A Di Đà Phật, có những người mở Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Nghe cái âm thanh đó rồi mình, cái tâm mình nó duyên theo cái danh hiệu đó, rồi từ từ bắt đầu nó đi vào giấc ngủ. Nếu mà ai mở quen rồi đó thì không có ngủ không được, nó thiếu thiếu cái gì đó. Mà trong cái lúc ngủ mà mình mở cái danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm á, thì thường là mở danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm, chứ thần chú đại bi thì nhanh quá mình niệm theo không kịp. Và cái cách niệm của chúng tôi là có một câu trong máy và một câu khổng trống á, thì mình niệm A Di Đà Phật trong tâm à, hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm, thì nó đi vào trong giấc ngủ. Mà thường mà nghe câu Phật hiệu với danh hiệu Bồ Tát mình ngủ á, là con người này ít gặp mơ mộng ác mộng lắm, gặp toàn là mộng lành không. Bởi vì cái lúc đó cái A là gia thức mình, gọi là cái thức thứ 8 và thức thứ 7 á, nó vẫn tiếp nhận cái chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vào trong tâm quý vị. Thì chúng tôi hôm bữa nghe Tổ sư Ấn Quang Ngài nói, đi đứng nằm ngồi hết thảy thời, hết thảy lúc, trong giấc ngủ cũng niệm Phật. Mình nghĩ không biết sao mà trong giấc ngủ cũng niệm Phật đấy. Thì cuối cùng bọn phàm phu mình chỉ dùng cách là mở máy ra thì trong giấc ngủ mới niệm Phật được. Chứ còn nếu mà trong giấc ngủ mà mình ép cái câu Phật hiệu mình niệm, mình không cho nó ngủ thì thua. Chỉ có một cái bà già, sau khi cái phim này làm xong, chúng tôi để một khúc đĩa của bà cụ, mà chắc là bà cụ này làm nổi, chứ bản thân chúng tôi quý vị làm không nổi. 40 năm không ngủ, không chợp mắt ngủ, buổi trưa cũng không ngủ. Người ta hỏi bà lý do gì 40 năm bà không ngủ, người ta quay cái video một khúc đó, thì bà mới nói là do cái xóm làng này nó hư lắm, thanh niên nó xì ke ma túy nó hư, rồi tôi cũng sợ đứa con tôi nó hư, cho nên thành ra tôi lo quá, tôi ngủ không được, tôi cứ niệm Phật, tôi hồi hướng với hai tôi thức để tôi nghĩ ra cái cách gì tôi dạy con tôi. Cho nên thành ra tôi không có ngủ thành thói quen, cho nên 40 năm nay không ngủ. Ít nhất gì cũng được 3-4 tiếng chứ, phải không ạ? Mà mình chưa niệm Phật công phu như bà cụ thì mình không dám làm như bà cụ rồi. Đúng không ạ? Thì cuối cùng bà nói là trong 40 năm không ngủ thì dạy 6 đứa con thì đứa nào cũng ngoan. Bây giờ khi mà tôi mà nói một câu là nó sợ riêu riêu, không đứa nào dám cãi một lời. Kinh khủng không? Thấy bà cụ kinh khủng không? 40 năm không ngủ mà bà kêu nghiện niệm Phật luôn, niệm riết rồi nghiện niệm Phật luôn mà không ngủ cũng không thấy mệt. Lạ. Bà cụ này đặc biệt. Thưa quý vị, sau một cái lễ Phật đản chúng tôi cũng hơi đuối sức, vì nó liên tục đi ra Hà Nội xong cái quay về, cái rồi sắp xếp công việc ở chùa rồi đến Phật đản liền, cho nên nó bị đuối sức.
Đuối sức nghĩa là cái khí lực của mình nó bị hao. Bởi vì không phải chỉ là lên giảng không, mà vừa rồi hơn 4.000 người, mà sau khi lễ rồi, chúng tôi với thầy Phổ thì đứng ngoài cửa, chúng tôi ở trong phòng khách, thì chúng tôi ước chừng cũng phải một nửa 2.000 người lên hỏi thăm sức khỏe. Thì có cúng dường cũng có, xin mấy cũng có, mà hỏi thăm sức khỏe xong rồi về hết khỏe luôn. Nghĩa là tiếp quá nhiều, người hỏi một câu, người hỏi một câu. Lúc giảng thì không đến nỗi mệt lắm, nhưng mà cái lúc mà tiếp thì bị đuối sức. Khi mà đuối sức thì buổi sáng 1-2 giờ thức dậy, thì bắt đầu 3 giờ công phu, đến 1 tiếng sau là tu không nổi nữa. Nghĩa là xong thời đại bi với tụng kinh Phổ Môn, niệm Phật một chút là coi như chân nó quýu hết, hết ra hơi, niệm không được nữa. Mở máy ra niệm trong tâm, niệm con không nổi, chỉ lên nằm thôi. Thì từ thứ hai đến thứ sáu là đuối sức. Nhưng mà bắt đầu sáng hôm thứ bảy với là sáng hôm nay bắt đầu nó trở lại cái sức được. Nghĩa là tu hết một thời, từ lúc 2 giờ tự niệm trong tâm. Thường chúng tôi thức dậy là tự niệm trong tâm A-di-đà Phật, mở cái máy ra cho mấy câu mình niệm câu, hoặc là niệm từng chữ A-di-đà Phật trong tâm. Rồi 3 giờ tu đến 6 giờ thì chỉ có thứ bảy với lại chủ nhật sáng hôm nay thì theo được cái thời khóa 3 tiếng. Còn mấy đợt trước chịu không nổi, hơi không đủ, sức không đủ. Cho nên Tổ Ấn Quang nói là cái người mà tiếp khách họ sẽ mất sức rất nhiều, nhất là cái khí lực và sức khỏe. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi thông báo là nếu Phật tử nào ở trong này mình xin mấy đó thì hỏi ra quý thầy thử coi là mấy còn hay không. Hình như còn lực 20-30 cái trên đó. Vừa rồi đây là lễ Phật đản là 800 cái là hết. Cho tặng thầy thầy Biện 100 cái, với lại ở chùa Phú Yên, chùa Cảnh Thái 100 cái, còn lại 800 thì đã hết. Thì từ đầu năm đến bây giờ thì thầy tánh thầy làm khoảng 6.000 cái. 6.000 cái tương đương khoảng 1 tỷ. Thì chúng tôi cũng không hiểu làm sao lại có tiền làm được như vậy. Bởi vì mấy là Phật tử sinh nhiều nhất, còn sách kinh thì in ra hôm nay họ đọc không nhiều. Bởi vì họ nghe chúng tôi giới thiệu cái máy để mà nó hỗ trợ cho mình niệm, mình lại, mình trì đại bi cho họ xin quá cỡ. Thì mới đặt hồi hôm qua thêm 1.000 cái nữa, đó là 6.000 cái. Thì thực sự chúng tôi chưa khi nào kêu gọi quý vị để mà chúng tôi làm máy hay là in kinh, in sách không. Vì sao vậy? Bởi vì nếu mà họ biết, họ tự phát tâm thì cái phước của họ có. Còn nếu mình kêu họ không có thì làm cho họ rất khó xử. Mà đôi khi mình kêu không có mà mình cứ để cái tâm vô, mình mong muốn thì nó cũng bất an, không an vui lắm. Bởi vì mình muốn mà không được là nó bất an. Cũng như mình nói hôm nay với Phật tử về đông, toàn là sinh không, không ai cúng dường. Ví dụ mình khởi cái niệm lên như vậy đó thì tự nhiên mình bất an. Mà khi tâm đã bất an rồi thì không có cái tâm nào mà giảng pháp được hết, đúng không ạ? Cho nên thành ra chúng tôi nói là quý thầy, quý chú và quý Phật tử ở đây, coi quý vị như người thân, dùng cái tâm chân thật để mà đối đãi. Nước cũng tặng miễn phí, rồi ăn cũng tặng miễn phí, máy cũng tặng miễn phí. Không phải chúng tôi khoe khoang đâu, mà chúng tôi nói như vậy để quý thầy có một lập trình trong cái tư tưởng của mình, là cứ việc miễn phí, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều, không có khỏi làm. Theo cái quan điểm này, và dùng cái tâm chân thật để mà đối đãi, thì người ta đến với mình, người ta thấy mình không có lợi dụng, mình giúp cho họ không, thì chẳng lẽ họ bỏ mình, đúng không ạ? Quý vị coi lại, chẳng lẽ họ bỏ mình? Họ đến đây để làm gì? Họ tu tập. Lắng nghe chỗ này quý thầy, quý chú, quý Phật tử, quý Phật tử lắng nghe chỗ này. Khi mình đối đãi với một con người đó tốt, không lợi dụng, không vụ lợi, thì đây là một cái phước báu rất là lớn. Mà đem cái phước báu này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, đây là một cái vốn. Một vốn, đây là một loại công đức vô lậu. Đây là một cái thiện nhân, đây là một cái nhân lành để mình gửi về Tây Phương Cực Lạc. Nó hơn là mình đối duyên xuất cảnh để mà mình mong người khác đáp đền lại cho mình bằng của cải vật chất. Mà trong 10 điều tâm niệm nói là khi giao tiếp không mong lợi mình, vì mong lợi mình mất hết đạo nghĩa. Cho nên thành ra thực sự quý Phật tử về đây, chúng tôi cùng quý thầy đem cái tâm chân thật để mà đối đãi, đem cái tâm bình đẳng. Như hôm nay có người nghèo, người giàu, đúng không? Có người trí, người ngu, phải không? Bình đẳng giống nhau,
ai vô trước ngồi trước, chút nữa xuống ăn cơm bình đẳng với nhau, nghe pháp bình đẳng với nhau, dùng cái tâm bình đẳng này đối diện xuất cảnh. Hôm bữa thứ sáu thầy Phổ mang ít tiền qua, thầy nói là chi phí mọi thứ rồi quý Phật tử nghe vào hạ, cho nên cúng dường cũng khá khá, dư được mấy chục triệu con mang qua cho sư phụ. Thì chúng tôi với thầy ngồi cái bàn ở phía dưới cái tầng hầm của cái nhà sàn bên đó, chúng tôi mới ngồi nói chuyện. Thực sự sau khi một buổi lễ anh em mệt, nhất là thầy Thành rất đuối. Bởi công việc trước thì thầy Nhuận Minh sắp xếp đạo tràng, hôm nay thầy Thành bao luôn cái sắp xếp đạo tràng, rồi làm luôn cái MC, thầy thở không ra hơi, thầy mệt. Mà chúng tôi nói thầy Phổ là cái mệt này nó sẽ qua, và cái phước báu mình làm giúp cho chúng sanh, giúp cho Phật tử nó còn. Để ý nha, ví dụ như là quý thầy mệt nấu ăn, mệt sắp xếp đạo tràng, mệt làm MC, mệt sắp xếp ghế vân vân, cái mệt này nó hết không? Hết. Giống như chúng tôi á, giảng nó tổn khí, từ thứ hai cái hơi thở không đủ để niệm Phật, đến thứ sáu rồi thứ bảy chủ nhật nó cũng trở lại thôi, bữa nay cũng bình thường thôi. Cái mệt nó sẽ qua, chắc chắn cái mệt nó sẽ hết. Nhưng mà do cái tâm mệt đó nó cộng lại với cái tâm chán nản, cái tâm bất an, cái tâm mà ích kỷ rằng là thôi mệt quá nghỉ luôn, không làm nữa. Chỗ này là cái chỗ thối chuyển làm việc thiện nè. Con người mà thối chuyển làm việc thiện thì không những thối chuyển làm việc thiện thì, nhưng mà thối chuyển tu luôn á. Để đi, cái việc thiện họ đã là thối chuyển rồi, cái việc tu họ cũng sẽ thối chuyển. Bởi vì cái tâm thối chuyển đó nó phát xuất ra, cái việc thiện mà làm thối chuyển nó phát xuất từ cái tâm thối chuyển. Nên nhớ cái con người mình ở cõi này nó thối chuyển liên tục. Mà người đời người ta gọi là chán á, mời cưới vợ về, trời ơi nó ngon nó ngọt, em là nhất trái đất ha, em là cũng như là coi như là bên cạnh đời anh suốt đời ha, nói cho ngon nó ngọt, cái mỏ cái dài bữa cái gì cãi lộn, làm phiền phức ly dị, nó chán. Con người mình dễ chán, để ý đi, đúng không ạ? Cho nên ở cái cõi này nó đọa, nó lên nó xuống liền liền à. Thích làm thiện cái rồi thôi, làm cái nó mệt chút cái bắt đầu chán, rồi công phu thời gian ép vô công phu cho thành khói nhập thất, vô thời gian cái rồi chán. Làm sao cân đối được cái thời gian công phu làm việc đều đặn không chán? Đây là một cái tâm không thối chuyển. Muốn như vậy trì đại bi đi, sẽ thấy Tổ Ấn Quang nói cái người mà trì thần chú đại bi á, thì cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn làm cho quý vị sẽ nỗ lực tinh tấn giữ cái bồ đề tâm cho quý vị không thối chuyển, không bị chán nản. Thử đi 25 biến là thấy rồi. Đó, cho nên thành ra là cái việc mà mình tu cái nhân địa để vãng sanh Tây Phương thì người làm thiện làm sao không cho chán, nhất là cái thiện căn phước đức nhân duyên. Hôm nay chúng tôi nói đến cái phước đức. Quý vị, Tổ sư Ấn Quang, thực sự từ khi chúng tôi đọc văn sao, mà trước khi đọc văn sao ở bên Mỹ mà 2017 á, thì chúng tôi gặp cái cuốn sách Gia Ngôn Lục. Thì cuốn sách này chúng tôi nói cô Giáng Hương thỉnh ở chùa Hoàng Pháp 1000 cuốn cúng dường Thiên Tăng. Chúng tôi kết cuốn sách này bởi vì quá hay, và xuống thỉnh 1000 cuốn cúng dường Thiên Tăng. Và chúng tôi nhớ có năm 2012, 2013 chúng tôi có nói về trì giới niệm Phật, có giảng ở trong Gia Ngôn Lục. Nhưng mà cái cuốn sách Gia Ngôn Lục nó cô động, quá cô động, không nói những cái hành trạng, không ít có nói về Tổ Ấn Quang trì chú đại bi, chỉ có nói một đoạn ngày khuyến khích niệm Quan Âm thôi. Cho nên thành ra những cái lá thư đó cắt những cái tinh hoa đưa vô Gia Ngôn Lục, cho nên thành ra chúng tôi bị bỏ nửa chừng. Mà chúng tôi nhớ cái lúc mà chúng tôi đọc trong cái Gia Ngôn Lục là chúng tôi không đi đâu một năm, mà mỗi buổi tối thứ bảy chúng tôi lên giảng. Chắc là trong này có những người nhớ, có những Phật tử nói là cái trì giới niệm Phật năm 2013 mà mỗi thứ bảy sư phụ lên giảng thì tuyệt. Mà thực sự hôm đó chúng tôi cảm được. Sau đó rồi cái bắt đầu cái từ từ cái bắt đầu là gì, nó thối chuyển từ từ cái rồi bắt đầu bỏ. Rồi mãi chúng tôi qua Mỹ gặp được cái bộ Tam Biên trước, rồi mới đến là Tục Biên, mới đến Chánh Biên, đến Tinh Hoa Lục, Giáo Dục Gia Đình, Bảo Thân Tiến Dục. Rồi 6 năm nay chúng tôi đi sát vào, sợ nó bị xuất ra giống như là nghiên cứu Gia Ngôn Lục mấy năm trước. Vì vậy cho nên thành ra cái bộ sách Văn Sao của Tổ sư Ấn Quang là bộ sách coi như là tủ sách để thực nghiệm. Nhớ nha, tủ sách để thực nghiệm.
Nghĩa là mình học rồi mình thực hành, mình mới thấy cái pháp vị trong nó. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà hôm nay chúng tôi giảng văn sao thì thầy tánh lại phát tâm để đọc. Mà thời gian thì hôm nay chúng tôi sẽ giảng trọng tâm vào ở trong văn sao. Giống như là Ngài nói rằng là con người muốn vãng sanh thì phải có 6 cái điều kiện. Thứ nhất là phước đức, đó là tịnh nghiệp tam phước á. Thứ hai là thiện căn. Thứ ba là nhân duyên. Thứ tư là tính. Thứ năm là nguyện. Và thứ sáu là hành. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, tính, hạnh, nguyện. 6 cái điều này bám cho chắc vào thì người này sẽ không lỡ chuyến đò vãng sanh Tây Phương, không lỡ chuyến đò. Nếu đã là tin có phước đức mới được vãng sanh thì người này phải ra công ra sức để phục vụ chúng sanh tùy theo khả năng của mình. Có nhiều người người ta nói bây giờ đi làm phước đức cúng dường cho chùa tỷ này tỷ nọ, cúng dường đúc chuông, cúng dường xây tượng mới có phước đức, phải không? Đó là một loại phước đức trong nhiều loại. Loại nào nữa? Có những người về đây không có đồng tiền nào hết trơn, hôm nay nghe phóng sanh 20 triệu tùy hỷ thì được tùy hỷ phước đức, tùy hỷ công đức. Thấy người ta làm lành, mình tùy hỷ cái việc làm lành. Cũng như chút nữa có người cúng dường trai tăng, phải không? Mình tùy hỷ cái việc cúng dường trai tăng thì mình sẽ có được phước đức, mình có được công đức. Cái công đức tùy hỷ này không bỏ tiền, không bỏ công, mà chỉ có tâm tùy hỷ lại được có phước đức. Nó hay ngay chỗ này. Rồi, không có tiền, không có của, mà dùng cái tâm thí. Tâm thí nghĩa là mình phát bồ đề tâm muốn làm việc đó, nhưng chưa làm được là do không có tiền. Nhưng mà nhờ cái tâm thí này cũng có phước báu. Cho nên thành ra ở trong tịnh nghiệp tam phước, lắng nghe nha, cái người mà muốn vãng sanh mà bỏ 10 điều thiện ở trong tịnh nghiệp tam phước, rồi bỏ đi cái lòng từ không giết, bỏ đi cái hiếu dưỡng cha mẹ, bỏ đi cái tôn kính sư trưởng, thì người này coi như giàu cho niệm Phật nhất tâm bất loạn đi nữa, giàu cho đủ tính nguyện đi nữa, nhưng mà không đủ phước đức, thất bại cái chỗ này. Cho nên ở trong kinh A Di Đà mới nói là muốn vãng sanh phải đầy đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên mà, đúng không ạ? Cho nên cái phước đức mình bỏ qua là mình thất bại, thất bại. Cho nên thành ra quý vị thấy không, quý thầy thấy không nè, từ khi bắt đầu chúng tôi lập cái tịnh thất Quan Âm năm 2000, mãi đến 2007 bắt đầu mở pháp hội, trong tâm chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có các cụ về thôi, chứ các thầy chúng tôi không đủ cái tài, cái đức để mà có thể chiêu hiền đại sĩ để mà cho quý thầy về. Chúng tôi nghĩ là chỉ có các cụ về thôi, mong cho được 48 cụ, vừa mở ra là được 4 cụ. Nhưng mà thực sự nuôi các cụ không phải là dễ đâu, không phải mình có tiền có nhà mà các cụ ở đâu, mà mình phải có cái tâm thương các cụ, lo các cụ như mẹ mình. Đây có mấy cô ngồi ở đây, mấy cô trẻ ngồi đây nè, chắc là mấy cô cũng hiểu. Chúng tôi uống một viên thuốc bổ Phật tử gửi bên Mỹ về cho các cụ một viên, chúng tôi ăn trái chuối cho các cụ một trái. Dĩ nhiên quý thầy bên này là không thiếu rồi. Coi họ như mẹ mình, đừng có thấy họ xa cơ thất thế nghèo khổ nương tựa mình mà mình xem thường họ. Họ là Phật Bồ Tát về Tây Phương Cực Lạc đó, họ là Phật Bồ Tát á, về Tây Phương Cực Lạc á. Và chính họ là người để đến tạo cho mình một cái phước duyên để mình lo cho các cụ, để mình tích lũy những cái phước đức để mà mình vãng sanh. Vì sao mà mình lại xem thường họ? Một người chồng đến với mình lo cho mình có con, giúp cho mình sanh ra đứa con để nói giỏi tông đường, giúp cho mình những lúc đau bệnh vân vân mọi thứ, sao bây giờ mình lại ghét ông chồng? Một người vợ đến với mình giúp cho mình có đứa con nói giọng tông đường, lúc mình bệnh hoạn, lúc mình xa cơ thất thế có người vợ bên cạnh, vì sao mình lại bây giờ mình phụ bạc, mình lại khó khăn với người vợ mình? Mình coi lại con người mình là con người hay là con thú? Tổ Ông Quang nói, nếu không có hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ thì người này tuy mặc áo đội mũ ăn cơm nhưng không khác gì cầm thú, thua loài cầm thú. Loài cầm thú nó không có cái trí huệ, nó không có sự hiểu biết về ngũ luân. Mà con người mình biết ngũ luân, nghe giảng ngũ luân mà không làm được ngũ luân, không có tận trung, không có tận hiếu, không có đủ niềm tin với nhau, vân vân mọi thứ. Thì Tổ Ông Quang nói 8 chữ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ mà làm không được thì không khác gì loài cầm thú. Dưới loài cầm thú
sống làm thay đi, thịt chạy chết, thân này mục nát cùng cỏ cây, mà tâm thức thì bị đọa lạc làm loài súc sanh. Kinh khủng chưa? Bây giờ sao? Bây giờ muốn làm sống dữ và bậc thánh hiền, là một người thiện nhân hiền nhân, giữ bát đức ngũ luân, để sống dự vào bậc thánh hiền, thác vãng sanh Tây Phương, hay là muốn sống làm kẻ thay đi thịt chạy, dưới loài cầm thú, chết thân mục nát cùng cỏ cây, rồi tâm thức phải đọa lạc, muốn làm loại người nào? Mình suy nghĩ ra mình biết chứ, mình suy nghĩ ra mình biết là nên làm loại người nào chứ. Mà con người mình nó có khả năng để làm thiện nhân mà, thân không sát sanh trộm cắp tà dâm quá dễ làm. Quyết định hôm nay phải là không những không sát sanh mà không ăn thịt chúng sanh luôn. Được không? Được. Người khác làm được, mình làm được, chắc cái cớ gì mình làm không được. Chỉ vì sao? Chỉ vì là bởi vì mình chưa có ngộ ra được cái lý sâu là tất cả chúng sanh đều là Phật trong tương lai, là cha mẹ quá khứ, là Phật trong tương lai. Chưa ngộ sâu được câu này cho nên thành ra mình vẫn ăn thịt nó. Mà ăn miếng trả miếng á nghe. Ăn miếng trả miếng. Con cô Phật tử, chúng tôi cũng xin giấu tên, coi như ông chồng coi như là bệnh mà cái chân của ông nó lỡ, nó lét, ông đi hết được, ông nằm ông lên, tôi đau quá bà ơi, chắc tôi chết, tôi đau tôi chịu không nổi bà ơi. Thì cổ kêu là do tiểu đường, do này do nọ, chúng tôi nói cái bệnh nó phát ra là cái chuyện đó là dĩ nhiên rồi, đó là cái quả. Nhưng mà cái nhân địa là ông này thích câu cá, ăn thịt chúng sanh, ăn toàn là những cái miếng ngon vật lạ. Cái độc tố trong loài súc sanh đó đó, nó tích lũy trong cái thân của ông, bây giờ nó phát ra, nó xì ra, cái chân bây giờ teo léo lại à, đi không nổi, đi xe lăn. Rồi cái nghiệp báo á, đến lúc bây giờ bắt đầu phải trả. Nó có hai cái nè, lắng nghe cho kỹ nè. Đang là nói đến cái vấn đề tịnh nghiệp nè nha. Tịnh nghiệp đây gọi là tam phước, mà nếu mà không có lòng từ, không giết, mà không ăn chay niệm Phật thì người này không được vãng sanh đâu nha. Phải ăn chay niệm Phật, mà muốn ăn chay niệm Phật là phải nói sâu về cái việc này quý vị mới ăn chay nổi. Thứ nhất là tổ quan nói trong thịt có độc, thì mình ăn thịt vào chất độc nó dự trữ từ từ, lâu ngày bắt đầu nó sẽ xì ra, từ cái bệnh ung thư rồi hoại tử vân vân, những cái mục nó xì ra, cái đó là một loại độc tố trong thịt. Thứ hai nó thêm một cái loại nữa là loại nghiệp báo vô hình. Bắt đầu nghiệp báo này trổ ra, nó trổ ra, nó làm cho mình phải khổ đau, đau đớn đủ kiểu hết trơn, tốn tiền tốn bạc để cho mình nó tổ phước nữa chứ, đúng không ạ? Khi mình nhận chân được rằng là trong thịt có độc, mà ăn thịt có nghiệp báo, là mình phải thọ mạng ngắn, bệnh tật xảy ra, rồi nhiều cái việc mà gọi như là nó làm cho mình như tổ phước, tổn thọ vân vân mọi thứ. Thì khi mình hiểu ra được điều này, cái là bắt đầu mình phát tâm ăn chay trường, đúng không? Mình phát tâm mình phóng sanh. Cho nên tổ quan nói cái việc mà siêu thăng hay đọa lạc từ cái nơi ăn chay ăn mặn này nha. Nên suy nghĩ cái việc này. Thì cái việc mà hôm nay chúng tôi nhờ thầy Tánh đọc, cái việc mà chúng tôi vẫn nói đến cái giáo dục gia đình. Nếu là trong thế gian này nhiều hiền mẫu, thì người hiền mẫu này sẽ sanh ra hiền tử, mà hiền tử này nó sẽ trở thành hiền tài cho đất nước. Nếu người mẹ này là người mẹ gọi rằng là ác mẫu, nghe ác mẫu danh từ hơi nặng phải không? Người mẹ thường nghĩ điều ác, nói lời ác, làm việc ác, sát sanh hại vật, lén lút tà vậy, trộm cắp, nói láo, tham sân si đầy bụng dạ, thì cái thai nhi này phải ảnh hưởng cái tánh khí của cha mẹ. Ghê chưa? Rồi những người này sanh ra tuy rằng nó học giỏi, nó làm ông này bà nọ, nhưng nó không có đức. Nó không có đức, nó có tài, nhưng mà đứa này là đứa tiểu nhân. Tiểu nhân. Và nếu họ là đi tu, tổ quan nói, nếu họ là đi tu mà họ thật sự không chịu tu, họ chỉ có hình thức bên ngoài, thì cứ người này họ phá đạo, họ làm hoại loạn Phật Pháp, thì cái tội này nặng hơn ở ngoài đời nữa. Ghê chưa? Cho nên mất từ căn bản, mất đi từ cái căn bản là cha mẹ mình không phải là hiền mẫu. Rồi đến 20-30 tuổi bắt đầu mình vào chùa, mà con người mình nó trở thành cứng cỏi như tre rồi, không uống được nữa,
thì con người này sẽ làm hoại loạn Phật Pháp, làm Phật Pháp băng hoại, rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên thành ra giáo dục gia đình vẫn là cái việc quan trọng, không thể nào thoát ly khỏi gia đình được. Vì vậy cho nên thành ra đối người tiếp vật trong một cuộc sống vợ chồng với nhau, anh em huynh đệ bầu bạn với nhau, dùng tâm chân thật để mình thương yêu lo lắng lẫn nhau. Hôm bữa chúng tôi xuống khu chuyên tu, chúng tôi về chúng tôi cũng không hiểu sao chúng tôi làm như vậy. Bởi vì cái bản tính chúng tôi là thích giúp người. Thấy chú Tiến là chú Tị mình, ông kêu ông bị viên sạn thận cũng lớn, một ly chín lận. Thì chúng tôi hỏi rằng là đi khám chưa? Có đi khám chụp phim rồi. Chúng tôi gọi cho bác sĩ Vinh ở trên phòng Mỹ, nói có thằng chú ở trong chùa ông bị cái viên sỏi thận, giờ làm sao? Ông kêu mang phim lên đây đi, con bắn cho nó vỡ ra hết, chúng tôi đưa 2 triệu cho chú đi. Chúng tôi vẫn biết cái cảm giác là chú thực sự là cảm nhận được cái tâm chúng tôi đối đãi. Hôm nay không phải chúng tôi làm tốt rồi chúng tôi kể cho quý vị, mà chúng tôi nói như vậy để anh em huynh đệ khi nghe một huynh đệ mình bị bệnh hoạn, bị có nạn gì hoặc có chuyện gì, làm liền, suy nghĩ bằng cách nào đó mình làm liền. Bởi vì cái đó là cái cơ hội để mình tích phước, mà cái đó là cơ hội để mình giúp đỡ anh em lẫn nhau. Không bỏ. Vợ chồng cũng vậy, cha con cũng vậy. Bỏ tiền ra mình lo cho họ đi, không mất mát gì đâu. Hôm nay chúng tôi nói ra để anh em mình thực sự thương người như thể thương tâm, thương người đó giống như thương cái thân của mình. Thực sự mình phải thương. Như vậy cho nên thành ra sống trong một gia đình mình hết lòng với họ. Mà nếu mà họ thấy mình coi như là không đáng để mà họ ở họ lưu lại đó, thì mình hoan hỷ vui vẻ, không có gì hết trơn. Thực sự hoan hỷ vui vẻ. Chúng tôi thường nói thầy Phổ, mấy anh em mà có ra bên ngoài lỡ mà coi như là gặp coi như là thiếu thốn, hồi nãy mới gặp thầy Từ, thầy ở dưới đó có thiếu gì lên chùa lấy đồ để mà ăn. Mẹ thầy hôm nay cũng vô phòng hộ niệm. Hôm nay chúng tôi đang nói cái giáo dục gia đình để mấy thầy thấm được cái điều mà Tổ ông Quang nói là dùng cái gia đình của mình làm sao để trở thành thánh hiền nè. Mấy thầy đi ra bên ngoài không có điều kiện kinh tế hoặc giả lạ, xa cơ lỡ bước mà muốn về, chúng tôi hoan hỷ, đón nhận liền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình la kẻ chạy đi chứ ai mà la kẻ trở lại bao giờ. Đúng không ạ? Mình nên đem một cái tâm gọi là thương yêu quý kính. Bởi vì ai cũng có cái suy nghĩ của họ và ai cũng có cái sự sa cơ thất thế hết, chứ không phải là ai mà người ta tu một cái lèo cái tới. Bữa chúng tôi nói với thầy Phổ, có thể nào mà mình tu từ bây giờ bắt đầu bước vô xuất gia, mãi mãi tu cho đến khi thọ mạng hết là mình không vấp ngã không? Không thối chuyển không? Làm gì có chuyện đó. Làm gì có chuyện đó. Nếu mà vấp ngã thối chuyển thì cái gì để bảo bọc mình? Bữa chúng tôi nói thầy Phổ, cái phước nó bảo bọc mình. Sống mình phải hiểu được điều này. Giúp người nè, thương người nè, giúp vật nè, phóng sanh nè, lo cho tam bảo nè. Lỡ mình sa cơ thất thế, công phu mình yếu kém, chứ đâu phải là lúc nào nó cũng phải là tu cái tinh tấn hoài, ngày nào cũng tinh tấn được hết đâu. Nó có những cái lúc mà nó lại thối chuyển chứ. Thì cái thối chuyển mà nó bị coi như là sa cơ thất thế, hoặc giả là nó bị chướng ngại á, thì cái phước báu nó bắt đầu nó bảo bọc mình. Cái âm thầm cái phước báu nó xoay chuyển rất hay. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Cũng như cái lúc mà chúng tôi ở bên Mỹ, khi mà ở một mình ở bên đó, coi như là với thầy Nhật Minh, với thầy Nhận Nguyện, mà ba anh em là anh nào cũng không biết tiếng Anh hết trơn. Người ta ra người ta hỏi cái câu gì chúng tôi cũng ngơ ngơ như đồ bò đổ nó, không biết cái câu gì hết trơn á. Bởi vì lúc đó chuẩn bị dọn dẹp về, nhưng mà lại có người coi như là hộ pháp, thượng thiện nhân, những người họ đặc biệt họ hộ trì cho mình. Có cái anh chàng đó, ảnh chạy xe từ San Jose miền Bắc Cali mà xuống tới miền Nam. Chúng tôi thuê xe cho ảnh, mà bên Mỹ là nó bận tối ngày chứ không phải là dễ nhờ người ta đâu. Mình chạy xe từ miền Bắc Cali xuống miền Nam đi 500 cây số. Mà bên đó là chạy 100 cây số là 1 tiếng đồng hồ, ảnh chạy 6 tiếng đồng hồ xuống tới miền Nam Cali. Anh lấy cả một cái kho mà chúng tôi làm pháp hội, tượng Phật đồ đạc anh chở về. Anh chở về xong rồi anh chạy thẳng qua bên cái chỗ lên San Francisco, mà cái chỗ mà Vạn Phật Cánh Thành của Hòa Thượng Tiến Hóa để cúng dường. Mà nói cái xe là chạy xịt khói đen liên tục, bởi vì nó quá nhiều đồ trong đó, nó quá tải. Mà anh nói là nó chết mấy nửa chừng là chịu chết. Mà Mỹ chúng tôi đi từ San Jose là miền Bắc Cali mà xuống đến miền Nam biết rồi. Cái đoạn đường nó có những cái đoạn đường là cả 100 cây số không có nhà, toàn là sa mạc, bắn tanh.
mà anh nói là nó có xịt khói đen, mà coi như là đúng là có Bồ Tát đẩy, có Phật Bồ Tát, bởi vì mình khởi niệm lên để mình cúng dường vạn Phật Khánh Thành, dọn hết bãi chiến trường để về lại Việt Nam à. Thì coi như là nghĩ là ba anh em không biết nói tiếng Anh mà cũng không có biết chạy xe, thì hỏi làm sao mà dời cái kho dưới miền Nam Cali mà đi về lại tên San Francisco. Mà từ ở miền Nam nó về tới miền Bắc là 500 cây, mà từ miền Bắc mà chạy lên trên vạn Phật Thánh Thành nó mất 300 cây nữa là 800 cây. Vậy mà một mình ông cứ chạy túc tắc mà ông chạy về tới trên đó. Ông kêu cái xe này chắc về thuê, bên đó là thuê cái xe gọi là xe truck, nó dài vậy đó. Ông kêu chắc về cái xe này, chắc ông này ông sửa khùng luôn, cái hãng này chắc nó hư luôn á. Cái xe này nó hư luôn á. Thấy không? Thấy khi mình làm thiện sẽ có thiện nhân giúp đỡ. Khi mình làm ác sẽ có người ác đến phụ trợ cho mình. Nhất thiết duy tâm tạo, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Khởi một niệm ác lên, nếu mà không niệm Phật để triệt tiêu nó, thì cái thế giới ác đó họ sẽ đẩy vào. Vừa rồi có một cô ở đây, gia đình ruồng rẫy, đúng là cái người có nghe Phật pháp, thì họ lên chùa, họ biết tu đồ, cái họ nghe, họ gặp chúng tôi cái là đỡ rồi phải không? Cuối cùng gia đình ruồng rẫy xong, cái cô này cũng ba mấy tuổi á, qua bên nhà trọ này xong cái uống thuốc tự tử, uống thuốc ngủ. Rồi thầy Chiếu ông mới nói giờ làm sao, kêu phải chở liền lên trên bệnh viện Hoàng Mỹ. Lên Hoàng Mỹ xúc ruột đồ xong xuôi, cái về nhà uống tiếp. Ghi tờ giấy là xin đừng cứu tôi nữa. Chúng tôi nói là hết thuốc chữa rồi, bây giờ gia đình bỏ rồi. Khi lên bệnh viện thì chúng tôi gửi tiền gửi bạc lên đó để xúc ruột, lo xong xuôi hết rồi, về phòng trọ uống tiếp. Chúng tôi thôi cho qua phòng hộ niệm. Qua phòng hộ niệm tỉnh, mấy thầy cho qua kia để hồi sức nghỉ ngơi, cái rồi chết mất. Mà cái lúc uống thuốc chưa chết, gọi gia đình từ luôn, gia đình không nhận nữa. Rồi chúng tôi nói gia đình từ thôi mình lo, đăng ký tạm trú rồi đi thiêu hay đi gì mình lo hết. Mà sao gia đình tự nhiên thấy chết rồi, cái bắt đầu mang hồn mang đồ lên, chúng tôi liệm đồ xong xuôi hết rồi trở về. Chắc là gia đình cũng không biết đạo, cũng không có cúng đồng nào, chúng tôi cũng không quan tâm, cũng không hỏi là đi xúc ruột bao nhiêu tiền nữa, cũng không quan tâm, cứ lo cho họ chết một cách rất tội nghiệp. Quý vị thấy không? Đâu có bệnh tật gì đâu. Mà lý do gì? Lý do là cái tâm họ vô đường cùng, họ không có cái pháp để họ an tâm. Nếu mà họ chịu niệm Phật, niệm Quan Âm, trì đại bi á, thì ổn quá rồi. Nhưng mà cô này cũng có biết cách chết là lên gần chùa chết để có chùa lo, cũng còn khôn cái chỗ đó. Cho nên quý vị có chết đi đâu, chết thì chết về đây chết thì nó đỡ, có thầy lo. Cái bà này bà chết bà cũng lựa chỗ bà chết nha, bà lựa chỗ bà chết. Mà chúng tôi thấy tội quá, thấy thiệt thòi không? Mà đâu phải chết vậy là xong đâu. Cái tâm thức bắt đầu gì nó khổ đau nữa, chứ đâu phải là nó yên đâu, phải không ạ? Vậy cho nên thành ra phải thủ sẵn thần chú đại bi, mỗi ngày 50 biến, 25 biến. Chúng tôi là phải 75 hoặc 50 là giá chót, phải giữ. Thì cái pháp nó hộ thân, hộ tâm, hộ quốc mà. Tổ quan nói hằng ngày ngoài cái việc mà tôi niệm Phật, tôi trì chú đại bi 25, 50, 75 để bảo hộ thân tâm và hộ quốc luôn, rất quan trọng. Nên làm thử đi, bây giờ tổ quan ngày làm là không có sai đâu, không có thừa đâu, cũng không có gọi rằng sen tạp đâu. Cái này mình thêm mà thêm thằng chú đại bi thì kết duyên với Bồ Tát Quan Âm. Lúc lâm chung thì Bồ Tát Quan Âm cũng cầm cam lồ xuống rưới nơi đầu của mình, rồi Thế Chí cầm kim đài trao đỡ gót rước mình về cực lạc, đâu có phải sen tạp đâu. Để ý đi. Có người nào mà họ niệm Phật xưa nay là họ vô thành phiến, thành khối, họ dứt tâm bất loạn luôn được chưa? Chưa. Coi mấy bản thân chúng tôi, anh em huynh đệ, có ai mà vô nhất tâm bất loạn chưa? Nhất tâm bất loạn chúng tôi đang ngồi nói chuyện quý vị, mấy câu Phật hiệu nó vẫn ro ro ở trong đó đó, không phá vỡ được cái âm thanh niệm Phật. Bất cứ mọi lúc mọi nơi, ngủ nó cũng niệm bên trong đó chứ không phải cần máy. Cái đó là thành phiến thôi đó, ngang thành khối đó, ai làm được chưa? Khó là cái thiện căn của mình nó yếu kém, cái thói chuyển của mình nó liền liền, cho nên mình phải còn có trợ hạnh chứ. Từ bắt đầu đẻ ra, bắt đầu ăn cơm được, đến bây giờ ăn cơm trắng không ăn nổi không? Tổ quan hay ví dụ điều này, phải còn rau dưa chứ. Đó, ý ngài nói rằng niệm Phật không được với điều kiện phải là thượng căn, chứ còn không anh em mình đã niệm bao nhiêu năm nay nó được nhất tâm chưa? Là bởi vì cái thiện căn của mình nó yếu kém, cái phước đức mình nó cũng chưa đủ, và cái tâm mình nó thối chuyển liền liền, cho nên mình cần phải có trợ hạnh. Cho nên hành tránh trợ đồng hành,
Cái chánh đó là niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cái trợ hạnh đó là trì chú đẩy bi, niệm Quan Âm, in kinh, in tượng Phật ha. Có tiền mình làm phước báu. Gọi là những cái trợ hạnh là không những là trì chú niệm Quan Âm, mà phải là in kinh nè, có bao nhiêu làm bấy nhiêu nè, giúp đỡ người nghèo nè, thương người nè, thương vật nè. Mà chánh trợ cùng hành thì bọn phàm phu mình phải làm thì mới nói cái chuyện vãng sanh. Còn nếu mà chánh hạnh vãng sanh không mà không có trợ hạnh á, rớt, để ý đi, rớt. Bệnh tật nó xảy ra rồi thì, rồi xây một cái thất cũng không có đủ tiền để mà xây, cũng nâng gá người khác. Coi lại đi, đủ kiểu nó thiếu thốn. Đó là do cái phước đức của mình nó kém, đúng không ạ? Như vậy cho nên thành ra hôm nay thì cái thời gian chúng tôi nãy giờ nói là cũng 50 phút rồi. Bây giờ thầy Tánh sẽ đọc cái giáo dục gia đình và có mấy cái lá thư ngắn nhưng mà rất là hay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép đọc lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang Trích Trong Ngôi Sao. Thành tâm cung kính nhân lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình. Xem khắp cổ kim, dù nhà hay nước, hưng thịnh suy vong, bình yên loạn lạc, chưa bao giờ chẳng lấy cái thân của cá nhân đang cầm quyền để làm cội gốc. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nhưng muốn nước nhà quật khởi hưng thịnh, lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cái gốc để lập thân như tôi vừa nhắc đến chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sần bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đôn đốc luân thường, tính sâu nhân quả, dè dặt kiên sợ, chỉ sợ trái vượt. Làm được như thế thì sẽ có thể tỏ rạng được minh đức, ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng. Lý ấy, sự ấy, phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được. Nhưng chẳng phải là lạ lùng, đặc biệt phiền diệu, đến nỗi muốn cầu mà không được. Bởi lẽ đạo của người thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thất phu thất phụ, nếu thực hiện được như thế thì gần là con cái và anh em trai, chị em gái, chị em dâu đều cùng nhìn theo, bắt chước nhau làm lành. Lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng cả ấp. Do vậy kinh thị khen ngợi văn vương là làm gương cho vợ của chính mình, rồi đến anh em, cho đến khắp cả nước nhà, chính là do ý nghĩ này vậy. Nhưng thiên hà chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ gia đình chính là nơi phát sinh hiện tài trong thiên hà. Cha mẹ chính là những người đi bậc hiện tài trong trời đất noi gương. Giáo dục trong gia đình nghiêm ngặt chánh đáng thì những đứa con có thiên tư sẽ có thể tỏa rạng minh đức, ở yên nơi tốt lành tột cùng. Hễ cùng quẩn thì riêng mình thiền, mà cũng nêu gương trong làng trong ấp. Hễ hiến đạt bèn làm cho cả thiên hạ cùng được thiền, lập đại công dựng đại nghiệp, ân trùm hòn vũ thấm nhuần không ngần mé. Con gái thì giúp chồng dạy con, giữ vững chức phận phụ nữ, làm bậc mẫu nghi trọng chốn khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới. Lệ trạch tạo lết cho lẫn nhau như thế, đức đẹp càng tỏ rạng, há chẳng thế nào thuần phong mỹ tục, thiên hạ thái bình ư? Những điều vừa nói trên đây chính là luận theo phía những kẻ có thiên tư thượng đẳng. Dẫu những kẻ thiên tư thuộc loại trung hạ cũng biết tôn kính lễ nghĩa, vân dự phép tắc, biết giữ yên bổn phận, quyết chẳng đến nỗi trở thành hạng ương bướng, hèn hạ, chống đối. Trong cuộc đời muốn cho gia đình lẫn đất nước được quật khởi hưng thịnh
thì cố nhiên phải chú trọng nơi đường lối giáo dục trong gia đình. Một người bạn tôi sẵn lòng lo toan cho đời, đau đớn nghĩ thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống, nhân dân khốn khổ chẳng thể kêu gào nơi đâu. Bèn đem 10 thiên giáo huấn về vân giữ luân thường, vốn là cổ báu gia truyền của nhà ông Thạch Thành Kim, và tác phẩm Châu Tưởng và Huấn Giải của Châu Phụng Minh ghép chung lại, đặt tên là Gia Đình Bảo Giám.